Đô thị mạnh nhất hoàn khố, Diệp Thần Phong. Chương 2701, yêu mãng máu, tu vi áp chế. Tại Diệp Thần Phong bắt đầu hoài nghi chỗ này hầm mộ chủ nhân chân chính lúc. Lâm Vấn Thiên, Khổng Nam Chí, Lão Bạch cùng Lão Hắc các loại mọi người, bọn hắn cũng đã toàn bộ tiềm nhập đáy hồ nơi sâu xa nhất. Phàm là dám tiến vào ma quỷ chi hồ, tự nhiên là không e ngại trong đó kịch liệt độc tố. Tại lẻn vào đáy hồ nơi sâu xa nhất sau, ánh mắt của mọi người toàn bộ tập trung vào trước mặt một cái đen như mực cửa động bên trên. Tại cửa động bên cạnh trà thụ lập một tấm bia đá, mặt trên có khắc bốn cái màu máu đỏ đại tự kẻ xâm nhập chết. Lâm Vấn Thiên cùng Khổng Nam Chí đám người toàn bộ là kiến thức rộng rãi, bọn hắn cao mày nhìn xem phía trước mặt cái động này khẩu. Lão Bạch Ngô Phong dỗi rảnh nhỏ giọng nói, xem tới nơi này là hẳn là một chỗ hỗn độn thời đại cường giả hầm mộ, đã có người so với chúng ta trước tiên tiến vào bên trong từng bước. Hà gia gia chủ Hà Nhân Trắng tự nhiên cũng nhìn ra đây là một nơi hầm mộ rồi, bây giờ đã có người đi đầu tiến vào từng bước, ở đây những cường giả này rất nhiều cũng không muốn lại xem chừng. Hà Nhân Trắng đứng mũi chịu sào muốn đi vào cửa động bên trong, nhưng tại hắn mới vừa bước vào bước thứ nhất, ẩn giấu ở trong cửa động hạn chế lực lượng, trực tiếp đưa hắn cho đẩy lui đi ra, để sắc mặt của hắn hơi khó coi, ánh mắt nhìn về phía Lâm Vấn Thiên cùng Khổng Nam Chí, Lâm Tiền Bối, Khổng Tiền Bối, nơi này tồn tại hạn chế lực lượng, hẳn là chỉ có thần đế cảnh đỉnh dưới đỉnh tu vi người mới có thể bước vào trong đó. Lâm Vấn Thiên cùng Khổng Nam Chí trong lòng cười gằn không ngớt, vừa vặn này Hà Nhân Trắng rõ ràng cho thấy muốn cái thứ nhất tiến vào bên trong, muốn tại hầm mộ bên trong đạt được lợi ích. Hai người bọn họ cũng thử đi bước vào trong đó, nhưng ẩn giấu ở bên trong động hạn chế lực lượng, cũng đem bọn hắn cho ngăn cản rồi. Căn cứ chính bọn hắn phán đoán, lấy bọn hắn bây giờ tu vi, không phá ra được nơi này hạn chế lực lượng, như thế xem ra chỗ này hầm mộ chả thật sự có chút lai lịch. Lâm Vấn Thiên cùng Khổng Nam Chí đối với Lão Bạch cùng Lão Hắc lắc lắc đầu, sau đó Lâm Vấn Thiên nói ra, nơi này xác thực chỉ có thần đế cảnh đỉnh dưới đỉnh cường giả mới có thể bước vào. Chúng ta cũng không cách nào phá tan bên trong động hạn chế lực lượng. Lâm Vấn Thiên cùng Khổng Nam Chí đều nói như vậy, hai người bọn họ là ở tràng thực lực mạnh nhất, những người còn lại tự nhiên là không hoài nghi nữa. Lần này Hà gia không ngừng Hà Nhân Trắng người gia chủ này đi tới nơi này, đồng thời còn có hai vị trưởng lão cùng đi. Hai vị này trưởng lão tu vi đều chỉ có thần đế cảnh hậu kỳ, bọn hắn phân biệt gọi là Hà Trung Biển cùng Hà Đông Phúc. Hà Nhân Trắng đối với Lâm Vấn Thiên bọn hắn nói ra, việc này không nên chậm trễ, vậy hãy để cho thần đế cảnh đỉnh dưới đỉnh người tiến vào đi. Nói xong, hắn ánh mắt nhìn về phía Hà gia hai vị thần đế cảnh hậu kỳ trưởng lão. Hà Trung Biển cùng Hà Đông Phúc lĩnh hội ý tứ sau, hai người bọn họ trực tiếp lướt vào cửa động bên trong, bọn hắn quả nhiên là không có chịu đến hạn chế lực cản trở. Lão Bạch Ngô Phong dỗi rảnh cùng Lão Hắc Giang Vận Thiên bọn hắn cũng yếu tiến vào bên trong rồi, dù sao bọn hắn tu vi bây giờ cũng chỉ có thần đế cảnh hậu kỳ đây. Lâm gia thiên tài Lâm Vũ Nhu cùng Lâm An Hạo, bọn hắn ánh mắt mong đợi nhìn xem chính mình lão tổ. Lâm Vấn Thiên cho Lâm Vũ Nhu cùng Lâm An Hạo truyền âm, tiến vào bên trong sau đó tất cả nghe theo. Không đợi Lâm Vấn Thiên truyền âm xong, Lâm An Hạo cùng Lâm Vũ Nhu liền đã cắt đứt Lâm Vấn Thiên thanh âm. Lâm An Hạo ngược lại cho Lâm Vấn Thiên truyền âm, chúng ta hội nghe theo Ngô lão tổ cùng Giang lão tổ lời nói. Ngô Phong dỗi rảnh cùng Giang Vận Thiên chính là Lâm Vấn Thiên huynh đệ tốt, Lâm An Hạo cùng Lâm Vũ Nhu tự nhiên cũng phải xưng hô bọn họ là lão tổ rồi. Lâm Vấn Thiên hung hăng trợn mắt nhìn hai người bọn họ một mắt, cho Lão Bạch cùng Lão Hắc truyền âm, hai thằng nhóc này liền làm phiền các ngươi chăm sóc một chút rồi. Lão Bạch cùng Lão Hắc gật gật đầu. Bọn hắn lập tức tiến vào cửa động bên trong rồi, Lâm Vũ Nhu cùng Lâm An Hạo cũng lập tức đi theo. Lúc này, đã có không ít thần đế cảnh đỉnh dưới đỉnh người tu luyện tiến vào bên trong rồi, hơn nữa còn lục tục có không ít cường giả tại lẻn vào đến đáy hồ nơi này đến. Đang không ngừng, thân ở tiểu hình bên trong cung điện Diệp Thần Phong. Hắn không ngừng quan sát chỗ này cung điện, muốn tìm ra đi về dưới một địa phương thông đạo, ở nơi này hắn không có phát hiện có những gì chỗ đặc thù. Mặc kệ nơi này là hỗn độn thời đại vị nào cường giả hầm mộ, dĩ nhiên đã đến nơi này rồi, như vậy Diệp Thần Phong tự nhiên không rảnh thủ nhi về đạo lý. Chỉ là tại Diệp Thần Phong kiểm tra cung điện bốn phía vách tường lúc, hắn không có phát hiện những yêu thú kia điêu khắc,
ánh mắt của bọn họ bỗng nhiên sáng lên một cái tử, sát theo đó, bên phải trên vách tường xuất hiện một cái cực kỳ to lớn hình tròn cửa động. Cái này hình tròn cửa động ước chừng có khoảng nửa mét, không khí đột nhiên vang lên một loại tê tê âm thanh. Diệp Thần Phong đột nhiên nhìn hướng bên phải vách tường, chỉ thấy từ hình tròn trong cửa động dò ra một cái cự đại đầu rắn. Một cái cả người che kín màu trắng lấm tấm cự đại mãng xà từ hình tròn trong cửa động bơi đi ra, đợi đến con mãng xà này triệt để du sau khi đi ra, con mãng xà này có tới khoảng 80 mét độ dài, nó cái kiệu uy nghiêm đáng sợ đồng tử như ngừng lại Diệp Thần Phong trên người, từ con mãng xà này trên người tản ra nhất cổ thần tôn cảnh sơ kỳ thật khí thế. Chỉ là trong nháy mắt, con mãng xà này dùng một loại tốc độ nhanh như tia chớp hướng về Diệp Thần Phong tấn công tới. Tại cảm giác được mãng xà chỉ có thần tôn cảnh sơ kỳ tu vi sau, Diệp Thần Phong liền không lại lo lắng. Chỉ là trôi nổi tại Diệp Thần Phong bên cạnh thiên ưng, hắn lập tức nói ra, chủ nhân, đây là hỗn độn yêu mãng. Thiên ưng còn chưa kịp nói xong. To lớn hỗn độn yêu mãng đã đi tới Diệp Thần Phong trước mặt. Diệp Thần Phong trên người khí thế tăng vọt, xì xì một tiếng, một bàn tay của hắn trực tiếp xuyên thấu yêu mãng thân thể. Một cái tay khác giữ ở yêu mãng phần đầu, đem yêu mãng đầu trực tiếp vặn xuống. Thiên ưng vội vàng tiếp tục nói, chủ nhân, không nên chạm vào yêu mãng tiên huyết. Nghe vậy, Diệp Thần Phong hơi nhướng mày, hắn lập tức đem bàn tay của chính mình từ yêu mãng trong thân thể rút ra, mà khi hắn nhìn thấy bàn tay của chính mình lúc, trên bàn tay của hắn liền một giọt máu tươi đều không có nhiễm. Thiên ưng nói, này hỗn độn yêu mãng tiên huyết có thể thẩm thấu tiến người tu luyện trong cơ thể, yêu mãng máu có thể áp chế người tu luyện tu vi, được thẩm thấu tiến tiên huyết càng nhiều, bị áp chế tu vi thì càng nhiều. Quả nhiên, Diệp Thần Phong bắt đầu cảm giác được bên trong thân thể không được bình thường, trước hắn căn bản không biết hỗn độn yêu mãng loại này hỗn độn thời đại yêu thú, này yêu mãng máu lại vẫn có thể áp chế người tu luyện tu vi. Diệp Thần Phong cảm giác bên trong thân thể một trận khó chịu. Hắn thần đế cảnh trung kỳ tu vi đang nhanh chóng hạ thấp. Chỉ là một cái hô hấp, liền xuống hạ xuống thần đế cảnh sơ kỳ, hơn nữa cũng không có đình chỉ xuống xu thế. Nếu như vậy đi xuống, như vậy ở chỗ này sẽ rất nguy hiểm, phải biết này trong hầm mộ nhưng là nguy hiểm nặng nề. Chủ nhân, người bây giờ nhất định muốn mau chóng sắp sửa yêu mãng máu sắp xếp ra đến, như vậy mới có thể để tu vi của ngươi khôi phục như cũ. Thiên ưng ở một bên nói ra. Diệp Thần Phong lập tức ngồi xếp bằng, hắn khởi động trong gân mạch linh khí dòng sông, cảm thụ thẩm thấu tiến trong cơ thể mình yêu mãng máu. Lúc này, tu vi của hắn đã dưới hạ xuống thần vương cảnh hậu kỳ. Chương 2702, đi theo chúng ta. Trên mặt đất hỗn độn yêu mãng thi, thể tại tự chủ dùng một loại tốc độ cực nhanh mục nát, cuối cùng trực tiếp biến thành một vũng máu. Mà ngồi xếp bằng ngồi ở trên mặt đất Diệp Thần Phong. Bên trong thân thể của hắn bốn loại công pháp không đoạn giao thay vận chuyển, tay phải hắn ngón trỏ phá vỡ. Hắn đã tìm được rót vào trong cơ thể mình yêu mãng máu rồi, dựa vào bốn loại công pháp không ngừng tại đem yêu mãng máu bước đi ra rồi. Một giọt lại một giọt dòng máu màu đen, từ Diệp Thần Phong cắt ra ngón trỏ bên trong nhỏ xuống đi ra. Hỗn độn yêu mãng huyết dịch ở trong cơ thể hắn sinh ra một loại nào đó phản ứng, liền ngay cả màu sắc đều biến thành màu đen. Chỉ là tại bước ra yêu mãng máu trong quá trình, Diệp Thần Phong tu là còn tại hạ thấp, cuối cùng dưới hạ xuống địa thần cảnh một tầng mới xem như là ngưng hẳn rồi. Từ thần đế cảnh trung kỳ trực tiếp hạ thấp tới đất thần cảnh một tầng, này yêu mãng máu cũng quá mức bá đạo chứ. Theo thời gian trôi qua, Diệp Thần Phong đem trong cơ thể phần lớn yêu mãng máu toàn bộ bước đi ra rồi, nhưng còn có một phần phân lại hỗn hợp tại trong máu của hắn rồi, căn bản vô pháp sắp xếp đi ra. Thiên ưng nói ra, chủ nhân, người không cần lo lắng quá mức, cho dù không đem yêu mãng máu sắp xếp ra đến, các loại qua một đoạn thời gian, yêu mãng máu cũng chậm chậm hội tại trong cơ thể ngươi bốc hơi, chỉ là trong khoảng thời gian này, tu vi của ngươi không cách nào khôi phục mà thôi. Hiện tại ngươi tuy nói sắp xếp ra một phần yêu mãng máu, thế nhưng đối tu vi của ngươi áp chế không có như vậy nhanh hội biến mất, còn nữa trong thân thể ngươi còn có một phần yêu mãng máu không có sắp xếp đi ra ngoài. Ngươi có thể thử một mực thôi thúc trong gân mạch linh khí dòng sông, như vậy hội gia tốc bên trong cơ thể ngươi yêu mãng máu bốc hơi tốc độ. Diệp Thần Phong bây giờ tu vi, hắn cũng không thích hợp đi hướng dưới một địa phương rồi,
hắn chỉ có thể tạm thời ở nơi này bốc hơi trong cơ thể yêu mãng máu rồi. Mà lúc này, cái kia bốn phía trên vách tường khắc họa đầy một con mắt mở con ngươi bên trong thạch thất, đã có không ít cường giả tiến vào bên trong rồi. Trên vách đá một con mắt mở con ngươi cũng thoát ly xuống, hướng về tiến vào nơi này người tu luyện bay đi, bám vào tại con mắt của bọn họ bên trên. Lão Bạch Ngô Phong dỗi rảnh cùng lão Hắc Giang Vận Thiên tự nhiên cũng là đã đi tới cái này trong thạch thất, hai người bọn họ che chở Lâm Vũ Nhu cùng Lâm An Hạo, nơi này một con mắt mở con ngươi số lượng tuy rằng rất nhiều, thế nhưng chỉ cần không bị hắn bám vào, những này con mắt là cực kỳ yếu ớt. Nhưng nơi này một con mắt mở con ngươi số lượng thực sự nhiều lắm, sợ nhất này rậm rạp chẳng chịt con mắt chen chúc mà tới, ngươi tổng hội khó lòng phòng bị, cuối cùng được một đối với con mắt bám vào. Cũng còn tốt không ngừng có người tu luyện tiến vào nơi này, để này một con mắt mở con ngươi ngược lại là phân tán ra. Những kia nhóm đầu tiên tiến vào nơi này cường giả, bọn họ là xui xẻo nhất, bọn hắn căn bản không có nghĩ đến trên vách đá ánh mắt sẽ sinh ra biến hóa như thế, dường như trước đó tới chỗ này Diệp Thần Phong như thế, mà lão Bạch cùng lão Hắc bọn hắn lúc đến nơi này, bọn hắn đã thấy nơi này biến hóa, tự nhiên là đã làm xong vẹn toàn chuẩn bị. Có phần thần đế cảnh sơ kỳ cùng trung kỳ cường giả, bọn hắn được con mắt bám vào sau đó bọn hắn không phải là Diệp Thần Phong, bọn hắn căn bản vô pháp đem bám vào ánh mắt bước ra đi, hơn nữa có nhất cổ ý thức cũng đang nhanh chóng xâm chiếm bọn hắn thức hải, dần dần ý thức của bọn họ bắt đầu trở nên bạc nhược rồi, bọn hắn hoàn toàn mất đi ý thức của mình, được một loại khác ý thức cho điều khiển ở. Những này được một loại khác ý thức điều khiển cường giả. Bọn hắn bắt đầu điên cuồng đối chu vi những người còn lại triển khai công kích, này làm cho tình thế trở nên càng thêm hỗn loạn rồi. Lão Bạch Ngô Phong dỗi rảnh cùng lão Hắc Giang Vận Thiên quan sát năng lực cực kỳ cẩn thận, bọn hắn cũng phát hiện trước đó Diệp Thần Phong nhìn thấy được không giống. Lão Bạch lập tức đi tới trên vách tường một con kia không có thay đổi trên ánh mắt, hắn đột nhiên đem con mắt này con ngươi đè xuống, ở bên cạnh trên mặt đất đột nhiên xuất hiện một con đường. Hắn để Lâm Vũ Nhu cùng Lâm An Hạo trước tiên tiến vào bên trong. Tại hai người bọn họ tiến vào thông đạo sau đó Lão Bạch cùng Lão Hắc cũng muốn đi vào, có thể có vài tên bị địch khống cường giả, bọn hắn ngăn cản Lão Bạch cùng Lão Hắc đường đi, không chút do dự bắt đầu công kích, này làm cho Lão Bạch cùng Lão Hắc chỉ có thể động thủ ứng phó, đồng thời bọn hắn chả phải chú ý chu vi bay đến một con mắt mở con ngươi. Lão Hắc Giang Vận Thiên đối với tiến vào thông đạo Lâm Vũ Nhu cùng Lâm An Hạo, quát các ngươi đi xuống trước, ở phía dưới chờ chúng ta. Tại lão Hắc tiếng nói vừa vặn hạ xuống, thông đạo lại lần nữa quan nhắm lại. Thân ở trong thông đạo Lâm Vũ Nhu cùng Lâm An Hạo, bọn hắn phát hiện cái này thông đạo ở bên trong không cách nào mở ra, bọn hắn đang thương lượng vài câu sau đó quyết định đi xuống dưới đi tới. Từng bước một thận trọng đi xuống đi, cuối cùng bọn hắn cũng đi tới này nơi tiểu hình cung điện bên trong. Khi bọn họ nhìn thấy Diệp Thần Phong lúc, bọn hắn trong con ngươi vẻ mặt đột nhiên ngưng lại, giờ phút này Diệp Thần Phong là đưa lưng về phía bọn hắn, cho nên bọn hắn thấy không rõ lắm Diệp Thần Phong tướng mạo. Mà trên mặt đất hỗn độn yêu mãng đã từ lâu hóa thành huyết thủy rồi, bọn hắn cũng đoán không được vừa vặn ở nơi này chuyện gì xảy ra. Chẳng qua là khi bọn hắn cảm giác được Diệp Thần Phong khí thế trên người chỉ có địa thần cảnh một tầng thời điểm, hai người bọn họ vẻ mặt đột nhiên buông lỏng. Bọn hắn đi tới Diệp Thần Phong chính diện, nhìn thấy Diệp Thần Phong tướng mạo sau đó hai người bọn họ hơi sững sờ. Diệp Thần Phong nhưng là được Hà Gia rơi xuống lệnh truy nã, bọn hắn tự nhiên là biết Diệp Thần Phong tướng mạo, bọn hắn cũng biết Diệp Thần Phong chính là Lão Bạch cùng Lão Hắc đồ đệ. Dĩ nhiên lại ở chỗ này nhìn thấy Diệp Thần Phong, bọn hắn không nghĩ ra chỉ là địa thần cảnh một tầng Diệp Thần Phong, hắn là như thế nào thông qua mặt trên cái kia nhà đá. Hiện tại bọn hắn có thể triệt để xác định trước đó liên quan với Diệp Thần Phong đồn đãi đúng là giả, tại bọn hắn từ chính mình lão tổ cái kia bên trong biết được Diệp Thần Phong chỉ có 30 tuổi sau đó bọn hắn liền khẳng định tất cả những thứ này tin đồn không là sự thật rồi. Một cái 30 tuổi tiểu tử tại sao có thể là song chí tôn? Làm sao có khả năng nắm giữ thần đế cảnh tu vi? Bất quá, 30 tuổi có thể nắm giữ địa thần cảnh một tầng tu vi. Điều này cũng tuyệt đối là thiên tài trong thiên tài rồi, chỉ bất quá dưới cái nhìn của bọn họ coi như là thiên tài cũng vừa mới vừa cất bước, không phải là cùng bọn hắn cùng một cấp độ cùng cấp bậc. Tại Lâm Vũ Nhu cùng Lâm An Hạo mới vừa đi vào nơi này thời điểm, Diệp Thần Phong liền phát hiện rồi, chỉ là hắn tình huống bây giờ không thích hợp chiến đấu,
cho nên hắn lựa chọn tĩnh quan kỳ biến, để thiên ưng đầu lâu trước tiên ẩn giấu đi, ánh mắt của hắn nhìn thẳng Lâm Vũ Nhu cùng Lâm An Hạo. Lâm An Hạo lập tức nói ra, chúng ta là thượng giới người của Lâm gia, ngươi hai cái sư phụ cùng chúng ta lão tổ là lão hữu, lần này ngươi hai cái sư phụ cũng đến nơi này, bọn hắn ở phía trên trong thạch thất. Ngươi xuất hiện tại tu vi như thế, không nên khắp nơi đi loạn, hơn nữa chỉ một mình ngươi, ngươi quả thực là tới nơi này chịu chết. Lâm Vũ Nhu cũng nói, tin đồn ngươi nắm giữ thần đế cảnh tu vi, hơn nữa còn là song chí tôn, xem ra tất cả những thứ này đều là ngươi sắp đặt ra tới, này vì chính mình tạo thế bản lĩnh ngược lại là rất mạnh. Lâm Vũ Nhu trong giọng nói có mấy phần xem thường, bọn họ là ngóng trông thực lực người, ghét nhất loại này trộm gian dùng mánh lưới người rồi. Lâm An Hạo lập tức điều đình, không nể mặt sư thì cũng nể mặt Phật, dù sao Diệp Thần Phong là lão Bạch cùng lão Hắc đồ đệ, được rồi, tại sư phụ ngươi chưa có tới trước đó, ngươi liền theo chúng ta đi. Chương 2703, chớ ngu đứng. Diệp Thần Phong có chút sở khóc sở cười. Tu vi của hắn tuy nói được tạm thời áp chế tới đất thần cảnh một tầng, nhưng cảm nhận của hắn lực như trước còn tại. Hắn rõ ràng cảm thấy Lâm Vũ Nhu tu vi tại thần tôn cảnh đỉnh phong tiểu viên mãn đỉnh phong, mà Lâm An Hạo tu vi tại thần tôn cảnh đỉnh phong mới vào đỉnh phong. Lấy hắn thần đế cảnh trung kỳ tu vi, tiến vào nơi này đều có liên tục ăn quả đắng rồi, chớ nói chi là thần tôn cảnh tu vi người, ở trong mắt hắn Lâm Vũ Nhu cùng Lâm An Hạo mới là tới nơi này chịu chết. Bất quá, Diệp Thần Phong đối với Lâm Vũ Nhu cùng Lâm An Hạo lời nói, hắn vẫn là lựa chọn tin tưởng. Dù sao hắn xuất hiện ở ngoài mặt tu vi chỉ có địa thần cảnh một tầng, nếu như đối phương muốn động thủ, như vậy căn bản không cần như thế nói nhảm. Nếu là lão Bạch cùng lão Hắc hai người lão hữu hậu bối, như vậy Diệp Thần Phong cũng không có ý định cùng hai người bọn họ tính toán nhiều như vậy. Thiên ưng đầu lâu trả ẩn núp trong bóng tối, Diệp Thần Phong không có ý định để thiên ưng lập tức đi ra, không thể không có tâm phòng bị người. Để thiên ưng tạm thời ở trong bóng tối ở lại cũng là một cái lựa chọn tốt. Bây giờ trong cơ thể hắn yêu mãng máu vẫn không có hoàn toàn bước đi ra, hắn trong gân mạch linh khí dòng sông một mực nằm ở vận chuyển trạng thái, hắn có thể rõ ràng cảm giác được, trong cơ thể mình yêu mãng máu đang chậm chậm bốc hơi càng ngày càng ít. Cho dù yêu mãng máu hoàn toàn bốc hơi rồi, muốn tu vi khôi phục như cũ, cũng là yêu cầu một cái bước đệm thời gian. Cho nên, tuy nói trong cơ thể yêu mãng máu càng ngày càng ít, nhưng tu vi của hắn một mực nằm ở địa thần cảnh một tầng. Diệp Thần Phong nhìn xem Lâm Vũ Nhu cùng Lâm An Hạo, nói, được, vậy ta liền theo các ngươi đi. Lão Bạch cùng Lão Hắc cũng đi tới nơi này, đây đối với Diệp Thần Phong tới nói là chuyện tốt, nói không chắc hắn hai sư này cha cũng có thể ở nơi này thu được một ít cơ duyên. Thấy Diệp Thần Phong thuận miệng trả lời một câu, tướng mạo cực kỳ thanh thuần thanh tú Lâm Vũ Nhu. Người không khỏi nhíu lông mày, rõ ràng chỉ có địa thần cảnh một tầng tu vi, ngươi chả ở thượng giới làm ra nhiều chuyện như vậy đến, thượng giới không có ngươi nghĩ đơn giản như vậy, chính ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Ở nơi này chúng ta hội đem hết toàn lực bảo vệ ngươi an toàn. Lâm Vũ Nhu hoàn toàn là mang theo giáo huấn giọng dịu rồi, người làm không ưa Diệp Thần Phong bộ dáng này. Nguyên bản Lâm An Hạo cho rằng Diệp Thần Phong sẽ chịu không nổi phản bác. Khi hắn muốn làm người hòa giải thời điểm, chỉ thấy Diệp Thần Phong thật giống hoàn toàn không nghe thấy Lâm Vũ Nhu lời nói như thế, thậm chí trên mặt biểu lộ không có bất kỳ một tia biến hóa. Này làm cho Lâm An Hạo cũng đúng Diệp Thần Phong có chút phản cảm rồi, dưới cái nhìn của hắn Diệp Thần Phong quả thực là liền nam nhân tôn nghiêm cũng không có, chỉ cần là người đàn ông nghe được vừa vặn lời nói hẳn là sẽ có tâm tình chập chờn. Chỉ là Lâm An Hạo không biết Diệp Thần Phong căn bản không có thanh hai người bọn họ quá coi là chuyện to tát, phải biết một con voi lớn sẽ cùng một con kiến cúi đầu phân cao thấp sao. Lâm Vũ Nhu cùng Lâm An Hạo cũng không tâm tư chú ý Diệp Thần Phong rồi, hai người bọn họ bắt đầu đánh giá cái này tiểu hình cung điện. Chỉ là chính lúc này, bên trong cung điện từng cái dáng dấp thê thảm yêu thú điêu khắc, từ trên người chúng dĩ nhiên tản ra từng đạo mãnh liệt khí thế. Tuy nói những khí thế này đều tại thần tôn cảnh, nhưng trong đó cũng có thần tôn cảnh đỉnh phong cực cảnh đỉnh phong khí thế. Hơn nữa những này dáng dấp thê thảm điêu khắc, trong ánh mắt của bọn nó đều tản ra một loại uy nghiêm đáng sợ hào quang màu xanh lục đến. Biến cố bất thình lình, làm cho đang quan sát bốn phía Lâm Vũ Nhu cùng Lâm An Hạo hơi nhướng mày, sắc mặt của bọn họ trở nên cực kỳ khó coi,
Bọn hắn một cái tu vi tại thần tôn cảnh đỉnh phong tiểu viên mãn đỉnh phong, một cái khác tu vi tại thần tôn cảnh đỉnh phong mới vào đỉnh phong, nếu như nơi này điêu khắc thật sự sẽ có sức chiến đấu, như vậy hai người bọn họ không phải là những này điêu khắc đối thủ. Kết quả là, Lâm Vũ Nhu cùng Lâm An Hạo bắt đầu cực lực đối với mấy cái này điêu khắc triển khai công kích, bọn hắn thi triển ra các loại uy lực mạnh mẽ bí pháp. Nhưng bọn họ sức mạnh công kích tại điêu khắc thượng sau đó căn bản không có đối với mấy cái này khắc tạo thành bất kỳ ảnh hưởng, thật giống bọn hắn công kích sức mạnh tại chạm vào điêu khắc thời điểm, liền tự mình ở trong không khí tản đi rồi. Thấy công kích của mình hoàn toàn không có hiệu quả, Lâm Vũ Nhu cùng Lâm An Hạo sắc mặt càng ngày càng khó coi. Bây giờ Lão Bạch cùng Lão Hắc chậm chạp không có xuống, nếu như những này điêu khắc có sức chiến đấu, có thể chính mình hành động. Như vậy bọn hắn rất có thể sẽ chết ở chỗ này. Ngồi xếp bằng ngồi ở trên mặt đất Diệp Thần Phong, trên mặt hắn từ đầu đến cuối không có bất kỳ biểu lộ gì, những này điêu khắc cho dù có thể hành động, cũng chẳng qua là thần tôn cảnh thực lực, ẩn núp trong bóng tối thiên ưng, tuy chỉ có một cái đầu lâu rồi, tu vi của hắn cũng giảm xuống, nhưng tối thiểu vẫn có thần đế cảnh hậu kỳ sức chiến đấu. Chỉ là Diệp Thần Phong cũng không có ý định ở nơi này ở lâu. Hắn ngược lại không lo lắng Lão Bạch cùng Lão Hắc, hắn là Lão Bạch cùng Lão Hắc một tay bồi dưỡng ra được, cho nên hắn phi thường rõ ràng hai sư này tra sức chiến đấu, bọn hắn lá bài tẩy của mình hẳn là cũng có không ít. Lại nói lần này không ngừng Lão Bạch cùng Lão Hắc đến nơi này, còn có còn lại thượng giới cường giả tại không ngừng mà tiến vào nơi này. Diệp Thần Phong xuất hiện tại không có dịch dung, nếu để cho người nhìn thấy tướng mạo của hắn, như vậy hắn tuyệt đối sẽ biến thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Con mắt của hắn đột nhiên hơi híp lại, trước hắn bước ra bên trong thân thể huyết dịch tích rơi trên mặt đất một hồi lâu, chỉ thấy phàm là có máu dịch tích rơi mặt đất, trên mặt đất hiện lên mơ mơ hồ hồ hoa văn. Sự phát hiện này, để sắc mặt hắn căng thẳng, bàn tay của hắn đặt tại trên mặt đất. Tại một phen cẩn thận cảm ứng sau đó hắn xác định ở nơi này ẩn giấu một cái trận pháp, hẳn là chỉ có huyết dịch mới có thể làm cho trận pháp vết tích triển khai. Lộ ra ngoài. Diệp Thần Phong thủ trưởng là đặt tại triển khai, lộ ra bộ phận thượng, hắn thử đưa bàn tay theo như tại chưa từng xuất hiện dấu vết địa phương, hắn căn bản không cảm giác được nơi này ẩn dấu trận pháp. Hơn nữa này xuất hiện vết tích cũng mơ mơ hồ hồ, người bình thường căn bản sẽ không thanh hắn cho rằng là trận pháp. Trải qua Diệp Thần Phong cẩn thận cảm ứng, trận pháp này hạch tâm phải là có thể mở ra nơi này nơi nào đó thông đạo. Tuy nói ẩn dấu tính rất tốt. Nhưng trận pháp này vô cùng đơn giản. Diệp Thần Phong từ trên mặt đất đứng lên, hắn hướng về từng cái điêu khắc đi tới, hắn đi tới chính giữa một cái cự đại điêu khắc trước mặt, còn yêu thú này điêu khắc được điêu khắc thành mũi tên nhọn xuyên thấu lồng ngực hình dạng. Giờ khắc này, những này điêu khắc thượng thật khí thế tại càng ngày càng kịch liệt. Lâm Vũ Nhu cùng Lâm An Hạo biết hiện tại chỉ có chờ mặt trên bên trong thạch thất cường giả xuống, dù sao hiện tại thông đạo lối vào cũng đóng ở. Diệp Thần Phong bắt đầu từ từ thúc đẩy lên chính giữa cái kia một cái cự đại điêu khắc. Cái này điêu khắc chính là trận pháp mắt trận vị trí, đưa cái này điêu khắc thúc đẩy đến tương ứng phương vị, hẳn là có thể mở ra ẩn núp lối đi. Lâm Vũ Nhu cùng Lâm An Hạo nhìn thấy Diệp Thần Phong ngốc không sót mấy tại đẩy điêu khắc, tại lông mày của bọn họ càng nhăn càng chặt thời điểm. Điêu khắc cũng di động đến tương ứng phương vị. Ầm một tiếng. Tiểu hình cung điện ngay phía trước một mặt vách đá nhất thời mở ra, tại tầm mắt của bọn họ bên trong xuất hiện một con đường. Lâm Vũ Nhu cùng Lâm An Hạo con mắt vi vi trừng lớn. Diệp Thần Phong thuận miệng nói ra, chớ ngu đứng, đi thôi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 2704, đến cùng ai bảo vệ ai? Diệp Thần Phong trực tiếp đi vào mở ra trong thông đạo. Lâm Vũ Nhu cùng Lâm An Hạo vẻ mặt có phần lúng túng, vừa vặn bọn hắn cho rằng Diệp Thần Phong cử động không giải thích được, nhưng hôm nay nhìn thấy thông đạo mở ra, bọn hắn mới biết Diệp Thần Phong đang làm gì. Bọn hắn trên gương mặt có một loại hỏa thiêu cảm giác, trong lòng vẫn đối với Diệp Thần Phong không có hứng thú, nói phải bảo vệ Diệp Thần Phong an toàn, điều này cũng hoàn toàn là xem ở Lão Bạch cùng Lão Hắc phân thượng. Nhưng quay đầu lại bọn hắn lại bị Diệp Thần Phong cấp cứu một lần. Được cái này tu vi chỉ có địa thần cảnh một tầng ra hỏa cứu một lần. Cái này nội dung vở kịch không đúng vậy. Nhưng sự thực liền bày ở trước mắt, tiểu hình bên trong cung điện những này điêu khắc, toàn bộ có nhúc nhích lên xu thế,
nếu như bọn hắn không cách nào rời đi nơi này, như vậy cuối cùng có khả năng rất lớn sẽ chết ở nơi này, mà Diệp Thần Phong lại mở ra thông đạo, cho nên bọn họ là được Diệp Thần Phong cứu một mạng. Lâm Vũ Nhu cùng Lâm An Hạo liếc nhau một cái, sau đó hai người bọn họ cũng lập tức tiến vào mở ra trong thông đạo. Nơi đây không thích hợp ở lâu, những này điêu khắc nếu như có thể hành động, đối với bọn họ tới nói là một cái uy hiếp, nhưng đối với mặt trên bên trong thạch thất thần đế cảnh cường giả tới nói, muốn đối phó những này điêu khắc nhất định là không có vấn đề quá lớn. Tại Lâm Vũ Nhu cùng Lâm An Hạo tiến vào trong thông đạo sau đó vẫn ẩn núp lên thiên ưng, hắn lập tức xuất hiện. Đầu của hắn cũng bay vào trong lối đi, hắn đem tự thân chỗ có khí thế và khí thức toàn bộ ẩn giấu đã đến cực hạn. Cho nên, từ đầu tới cuối Lâm Vũ Nhu cùng Lâm An Hạo đều không có phát hiện thiên ưng tồn tại. Khi tiến vào trong thông đạo sau đó Diệp Thần Phong dưới chân bước chân thả chậm không ít, cái lối đi này có vẻ cực kỳ ẩm ướt, trong không khí cũng cho người một loại dính ngượng ngùng không thoải mái. Lâm Vũ Nhu cùng Lâm An Hạo đi tới Diệp Thần Phong đằng trước, Lâm An Hạo hỏi. Vừa vặn ngươi là làm sao phát hiện chỗ này thông đạo? Diệp Thần Phong thuận miệng giải thích một câu, ta đối với trận pháp có chút nghiên cứu, mới vừa mới phát hiện trên mặt đất ẩn giấu một cái trận pháp. Giải thích phi thường hợp tình hợp lý, sự thực cũng chính là hắn phát hiện trên mặt đất một cái trận pháp, lúc này mới mở ra thông đạo. Lâm Vũ Nhu nói ra, ngươi vẫn là cùng sau lưng chúng ta. Trải qua vừa vặn một cái suất sau đó Lâm Vũ Nhu cùng Lâm An Hạo luôn cảm thấy trên gương mặt nóng hừng hực, bọn hắn mới có thể nói là phải bảo vệ Diệp Thần Phong, cho nên bọn hắn nhất định muốn ở sau đó cứu vãn cái này bộ mặt. Đối với cái này, Diệp Thần Phong ngược lại là không sao cả nhún nhún vai, hắn trong gân mạch linh khí dòng sông như trước tại không ngừng mà vận chuyển, bên trong thân thể yêu mãng máu càng ngày càng ít, hẳn là rất nhanh sẽ có thể bốc hơi không còn chút nào. Đối với Diệp Thần Phong không sao cả dáng dấp, này làm cho Lâm Vũ Nhu là tức giận răng bạc thẳng cắn, người xoay người không lại đi nhìn xem Diệp Thần Phong rồi, cùng Lâm An Hạo cùng đi ở phía trước. Này ẩm ướt thông đạo dài vô cùng, hơn nữa bốn phía cũng cực kỳ tối tăm, cho dù Lâm Vũ Nhu cùng Lâm An Hạo có thần tôn cảnh tu vi, tầm mắt của bọn họ cũng nghiêm trọng nhận lấy ảnh hưởng. Theo thời gian trôi qua, Diệp Thần Phong thủy chung là từng bước một đi theo Lâm Vũ Nhu cùng Lâm An Hạo phía sau, hắn bên trong thân thể yêu mãng máu hoàn toàn bốc hơi rồi. Chỉ là yếu khôi phục tu vi còn cần một cái bước đệm kỳ, Diệp Thần Phong biết thiên ưng liền sau lưng hắn chỗ không xa, hắn trực tiếp cho thiên ưng truyền âm nói, trong cơ thể ta yêu mãng máu toàn bộ bốc hơi rồi, ta phải cần bao nhiêu thời gian năng lực khôi phục tu vi. Rất nhanh thiên ưng thanh âm liền ở Diệp Thần Phong trong đầu vang vọng lên, chủ nhân. Nhanh, nhiều nhất một nén nhang đến hai nén nhang trong lúc đó, tu vi của ngươi là có thể hoàn toàn khôi phục. Nghe vậy, Diệp Thần Phong là hoàn toàn yên tâm xuống, muốn phải tiếp tục thăm dò chỗ này hầm mộ, tự thân tu vi là không thể thiếu, ai biết kế tiếp chả sẽ gặp phải nguy hiểm gì. Nguyên bản thông đạo cũng không rộng mở, một lần chỉ có thể đồng thời để hai người song song mà đi. Tại hành tẩu thời gian lâu như vậy sau đó Diệp Thần Phong bọn hắn không gian chung quanh trở nên rộng rãi lên, chỉ thấy bọn họ đi tới một chỗ nhiều cái lối đi giao xoa khẩu. Nguyên bản trước đó vẫn là một cái thẳng tắp thông đạo, bây giờ phía trước, bên trái cùng bên phải phân biệt có ba cái bất đồng thông đạo có thể hành tẩu, này làm cho Lâm Vũ Nhu cùng Lâm An Hạo lâm vào trong hai cái khó này. Đứng ở nơi này nơi giao xoa khẩu bên trong. Lâm Vũ Nhu cùng Lâm An Hạo quan sát ba cái phương hướng khác nhau thông đạo, bọn hắn cẩn thận cảm ứng mỗi một con đường bên trong động tĩnh, nhưng bọn họ căn bản cảm giác không ra đồ vật gì đến. Đứng sau lưng bọn họ Diệp Thần Phong, hắn cũng quan sát bốn phía, tại đây nơi giao xoa khẩu tia sáng ngược lại là làm sung túc, chỉ thấy tại đỉnh đầu thông đạo đỉnh chóp khảm nạm từng khối đá quý màu xanh lam. Từ nơi này chút đá quý màu xanh lam bên trong tản ra ánh sáng dịu dịu. Tại Lâm Vũ Nhu cùng Lâm An Hạo không biết nên lựa chọn phương hướng nào thời điểm, lúc trước, sau, trái, phải bốn cái lối đi bên trong, toàn bộ vọt tới từng đạo khí thế mạnh mẽ, mỗi một đạo khí thế toàn bộ tại nửa bước thần đế tầng thứ. Mặt sau cái lối đi này là Diệp Thần Phong bọn hắn cùng nhau đi tới, vừa vặn cũng không có bất kỳ phát hiện. Những khí thế này tuyệt đối không phải tới từ ở phía ngoài người tu luyện, hẳn là tới từ ở chỗ này trong hầm mộ. Chỉ là trong vòng mấy cái hít thở, từ trước sau trái phải bốn cái trong thông đạo, đã tuôn ra lần lượt khuôn mặt đáng ghét người tu luyện,
những người này toàn bộ tại nửa bước thần đế tầng thứ. Đối diện với mấy cái này nửa bước thần đế công kích, Lâm Vũ Nhu cùng Lâm An Hạo căn bản không có sức chống cự, trên người bọn hắn là tuôn ra một đoàn lại một đoàn xương máu, đau đớn kịch liệt để cho bọn họ lâm vào trong tuyệt vọng. Mà Diệp Thần Phong đồng dạng là nhận lấy công kích, trên người cực hạn cảm giác đau khiến hắn nhíu chặt mày lên, nhưng hắn từ đầu đến cuối đều cảm thấy nơi này không đúng lắm, Thiên Ưng thanh âm lại truyền vào trong đầu của hắn, chủ nhân, nơi này tất cả toàn bộ là ảo giác, chỉ bất quá nơi này ảo giác vô cùng chân thực, nếu như tại loại ảo giác này bên trong ngươi cho là mình chết rồi, như vậy ngươi khả năng liền vĩnh viễn cũng sẽ không tỉnh lại rồi. Diệp Thần Phong con ngươi ngưng lại. Ánh mắt rất nhanh tập trung vào đỉnh chóp một khối khối bảo thạch màu lam bên trên, mặc cho chung quanh nửa bước thần đế cường giả công kích tại trên người hắn. Tuy nói cảm giác đau càng ngày càng kịch liệt, thế nhưng hắn làm thế nào cũng không chết được. Hay là đã minh bạch nơi này là ảo giác nguyên nhân, hắn tự nhiên không cho là mình sẽ chết, cho nên không có bị nơi này ảo giác hoàn toàn ảnh hưởng đến. Mà trái lại Lâm Vũ Nhu cùng Lâm An Hạo tình huống của bọn họ nhưng là rất không ổn. Bọn hắn hoàn toàn lâm vào nơi này trong ảo giác. Nơi này ảo giác cực kỳ chân thực, chỉ sợ coi như là vậy thần đế cảnh trung kỳ cường giả cũng sẽ trúng chiêu. Diệp Thần Phong cánh tay vung lên, từng đạo bén nhọn kình khí nhất thời hướng về đỉnh chóp bảo thạch màu lam lao đi rồi. Ầm, 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 tiếng bạo liệt không ngừng ở trong không khí quanh quẩn. Tại hết thảy bảo thạch màu lam toàn bộ nát tan sau đó bốn phía những kia tấn công tới nửa bước thần đế cường giả. Tại trong khoảnh khắc vô ảnh vô tung biến mất rồi. Từ trong ảo giác đi ra ngoài sau đó Lâm Vũ Nhu cùng Lâm An Hạo nhìn mình căn bản không có bị thương thân thể, bên tai truyền đến Diệp Thần Phong thanh âm, vừa vặn chúng ta tiến vào trong ảo giác rồi, hẳn là đỉnh chóp bảo thạch màu lam đang tác quái, ta đã đem các loại bảo thạch làm hỏng rồi, nếu như tại mới vừa trong ảo giác các ngươi cho là mình chết rồi, như vậy các ngươi đời này cũng chỉ có thể là hòa tử nhân rồi, cũng không còn cách nào tỉnh lại. Lâm Vũ Nhu cùng Lâm An Hạo lòng vẫn còn sợ hãi, bọn hắn lại một lần nữa được Diệp Thần Phong cứu. Được cái này địa thần cảnh một tầng người cấp cứu. Rốt cuộc là ai bảo vệ ai à? Nếu như không có Diệp Thần Phong lời nói, như vậy bọn hắn đã là chết rồi hai lần rồi. Điện thoại người sử dụng mời xem lướt qua duyệt đọc, càng có ưu thế vật chất duyệt đọc trải nghiệm. Chương 2705, Huyết Khôi Lỗi. Bốn phía hiện ra được rất là yên tĩnh. Lúc này Lâm Vũ Nhu cùng Lâm An Hạo thật có một loại không nhấc nổi đầu lên cảm giác, nói thế nào bọn hắn tốt xấu cũng là thượng giới thiên tài A Hát. Hồi tưởng lại trước đó Diệp Thần Phong tại tiểu hình trong cung điện phát hiện trận pháp, cuối cùng mở ra rời đi tiểu hình cung điện thông đạo, lại cho tới bây giờ hai người bọn họ rơi vào trong ảo giác, mà Diệp Thần Phong lại cực kỳ thanh tỉnh phá tan rồi ảo giác. Này một loạt cử động. Toàn bộ cũng nói rõ Diệp Thần Phong tư duy kín đáo. Từ đầu tới cuối cái này địa thần cảnh tiểu tử đều không có lộ ra qua hoang mang, thật giống nơi này hết thảy đều tại trong lòng bàn tay của hắn bình thường bực này tâm tính thật sự sẽ là một cái 30 tuổi tiểu tử sao. Nhưng bọn họ cũng biết chính mình lão tổ lời nói nhất định là thật sự. Thời khắc này, Lâm Vũ Nhu cùng Lâm An Hạo bắt đầu nhìn thẳng vào Diệp Thần Phong rồi, tuy nói Diệp Thần Phong bây giờ tu vi chỉ có địa thần cảnh. Nhưng các loại hành vi có vẻ cực kỳ lão luyện, so với hai người bọn họ đến Ngô Phong dỗi rảnh cùng Giang Vận Thiên đồ đệ quả nhiên là có phi phàm chỗ. Phải biết Diệp Thần Phong tuy nói chỉ có 30 tuổi, nhưng hắn này cùng nhau đi tới, xông qua thế tục giới, cổ võ giới, địa huyền giới, thiên huyền giới vân. Vân lần lượt địa phương, tại ngăn ngắn trong vòng mấy năm, hắn đã trải qua vô số lần sự sống còn, ở dưới loại tình huống này. Tâm tính của hắn tự nhiên cũng là nhanh chóng trưởng thành được rồi. Diệp Thần Phong có thể không muốn ở chỗ này dừng lại lâu, các ngươi cảm thấy hẳn là đi đâu cái lối đi. Diệp Thần Phong cũng không có cảm giác suốt này ba cái lối đi bên trong bất đồng, cho nên hắn mới sẽ mở miệng hỏi một câu như vậy. Lâm An Hạo vẻ mặt vẫn có chút mất tự nhiên nói ra, này ba cái bất đồng trong thông đạo, ta cùng Vũ Nhu đều cảm giác cũng không được gì. Không biết Diệp huynh đệ ngươi có thể lấy cảm giác được một ít chỗ đặc thù. Diệp Thần Phong lắc lắc đầu, vậy chúng ta tùy ý lựa chọn một con đường đi. Thấy Diệp Thần Phong lắc đầu, Lâm An Hạo cùng Lâm Vũ Nhu cũng bình thường trở lại, Diệp Thần Phong dù sao chỉ là địa thần cảnh tu vi, liền ngay cả bọn hắn cũng cảm giác không ra, Diệp Thần Phong lại làm sao có thể sẽ cảm giác được cái gì đến đâu này.
Bọn họ là được Diệp Thần Phong loại này trước sau Phong Đạm Vân Khinh tư thái cho chấn nhiếp rồi. Lâm An Hạo đối với Diệp Thần Phong nói ra, Diệp huynh đệ, ân cứu mạng của ngươi, ta sẽ nhớ kỹ, nếu như ngươi không có ý kiến, như vậy chúng ta liền đi lối đi bên trái đi. Thanh thuần thanh tú Lâm Vũ Nhu, người cắn môi một cái sau đó nói, trước đó cảm ơn ngươi, ngươi có phần phương diện xác thực rất lợi hại, bất quá, tu vi của ngươi là đoạn bản, chúng ta sẽ tận lực bảo vệ ngươi. Lâm Vũ Nhu vậy cũng là một loại biến tướng cảm tạ cùng nói xin lỗi, đương nhiên trong lòng nàng vẫn có chút không phục, người cho là mình nhất định có thể ở nơi này trả lại Diệp Thần Phong một món nợ ân tình. Dù sao Diệp Thần Phong tâm tính làm sao không thể lay động, làm việc làm sao lão luyện, nhưng tu vi của hắn dù sao cũng chỉ có địa thần cảnh mà thôi. Đối với Lâm An Hạo cùng Lâm Vũ Nhu nói cảm ơn, Diệp Thần Phong chỉ là gật gật đầu, dù sao cũng cảm giác cũng không được gì. Đi đâu cái lối đi đều là giống nhau. Lâm Vũ Nhu cùng Lâm An Hạo nhưng vẫn là cố chấp đi tới đằng trước, Diệp Thần Phong đi theo bọn hắn đi vào bên trái trong thông đạo. Diệp Thần Phong chỉ là yên tĩnh đi theo, hắn đang chờ đợi chính mình tu vi khôi phục một khắc đó. Bên trái trong thông đạo cũng không hề quá chỗ đặc thù, chỉ là tại đi rồi một nén nhang không tới thời gian sau đó trong không khí chậm rãi hiện lên một loại khiến người ta buồn nôn mùi hôi cùng mùi máu tanh. Bên trái cái lối đi này không có quá mức trưởng, ở trong không khí xuất hiện mùi máu tanh sau đó Diệp Thần Phong bọn hắn liền đi đến cuối con đường. Tầm mắt của bọn họ đột nhiên rộng rãi sáng sủa lên, bọn hắn đi tới một chỗ bên trong tiểu thiên địa. Chỗ này tiểu thiên địa không gian nhiều nhất chỉ có một quảng trường lớn nhỏ, sở dĩ gọi nó là tiểu thiên địa. Đó là bởi vì ở nơi này có thổ nhưỡng, có cây cối, có nước chảy. Chợt nhìn lại ngược lại là cho người một loại non xanh nước biếc cảm giác. Nhưng Diệp Thần Phong, Lâm Vũ Nhu cùng Lâm An Hạo lông mày một mực nhíu chặt, tại đây nơi tiểu thiên địa bên phải, nơi đó có một cái ao. Từ trong ao nước không ngừng tỏa ra mùi hôi cùng mùi máu tanh. Ao máu này bên trong màu sắc làm hỗn độn, có màu đỏ, có màu xanh lục cũng có màu xanh, cũng không biết cái này cái ao có rất sâu. Chỉ là tại Diệp Thần Phong bọn hắn đi tới nơi này sau. Nguyên bản bình tĩnh vô cùng cái ao, từ trong đó bắt đầu không ngừng bốc lên từng cái bọt khí đến rồi. Sát theo đó, một mực bàn tay màu đỏ ngòm từ ao trong nước đưa ra ngoài. Từ từ, từ từ. Một người từ trong ao nước nổi lên, đây không thể xưng là người, chỉ thấy cái này nhìn như là người đồ vật. Toàn thân hắn ra thịt toàn bộ là hiện ra tiên huyết màu sắc. Trên người rất nhiều nơi toàn bộ mục nát, thậm chí có thể nhìn thấy có buồn nôn côn trùng, tại thịt của hắn bên trong chui tới chui lui. Hắn cả khuôn mặt hoàn toàn không nhìn thấy ngũ quan rồi, hắn cả khuôn mặt thượng phảng phất được tiên huyết bao trùm lại rồi, có máu dịch đang không ngừng ngọ nguậy, từ trên người hắn bạo phát ra nhất cổ thần đế cảnh sơ kỳ khí thế mạnh mẽ. Lâm Vũ Nhu cùng Lâm An Hạo nhìn thấy một cái buồn nôn đồ vật sau đó hai người bọn họ không hẹn mà cùng nói ra, huyết khôi lỗi. Tại bọn hắn nói ra cái danh xưng này thời điểm, một mực tại chỗ tối đi theo thiên ưng, tiếng nói của hắn lần thứ hai vang vọng ở Diệp Thần Phong trong đầu, hắn đối Diệp Thần Phong giải thích một lần này huyết khôi lỗi lai lịch. Này huyết khôi lỗi là một loại không có chính mình ý thức đồ vật, một khi bị kích hoạt lên, chỉ biết một ý nghĩ, cái kia chính là, giết. Muốn luyện chế huyết khôi lỗi là phi thường khó khăn, lựa chọn hàng đầu nhất định muốn thu thập các loại thiên tài địa bảo. Hơn nữa luyện chế huyết khôi lỗi nhất định phải đem chỉ còn dư lại cuối cùng một hơi người tu luyện, đem bọn họ để vào luyện chế huyết khôi lỗi trong hồ. Để vào người tu luyện là thực lực ra sao, cuối cùng hình thành huyết khôi lỗi cũng là thực lực ra sao. Loại này huyết khôi lỗi luyện chế tỷ lệ thành công vô cùng thấp. Xem tới nơi này huyết khôi lỗi là luyện chế thành công rồi, lần sau từng cái luyện chế huyết khôi lỗi trong hồ, không thể chỉ có một bộ huyết khôi lỗi. Cái kia thứ nhất bộ thần đế cảnh sơ kỳ huyết khôi lỗi, hắn từ trong hồ đi ra, trong cổ họng phát ra khàn giọng tiếng hô. Lâm Vũ Nhu cùng Lâm An Hạo sắc mặt kịch biến, đối phương nhưng là thần đế cảnh sơ kỳ huyết khôi lỗi, bởi huyết khôi lỗi không có ý thức của mình cùng cảm giác đau, đối phó hội càng thêm khó khăn, mà hai người bọn họ chỉ có thần tôn cảnh đỉnh phong tiểu viên mãn đỉnh phong cùng mới vào đỉnh phong, nghĩ muốn đối phó thần đế cảnh sơ kỳ huyết khôi lỗi quả thực quá khó khăn một chút. Diệp Thần Phong khi nghe đến thiên ưng giải thích sau đó hắn cũng dùng truyền âm nói ra, nếu như cái ao này bên trong huyết khôi lỗi không chỉ một, như vậy trong đó mạnh nhất huyết khôi lỗi sẽ là cái gì tu vi?
Thiên ưng hồi đáp, chủ nhân, cái này ta cũng không rõ ràng rồi, bất quá, có một chút ta hiện tại hầu như có thể khẳng định, nơi này phải là hỗn độn ma đế hầm mộ. Tại hỗn độn thời đại, hỗn độn ma đế am hiểu nhất luyện chế huyết khôi lỗi rồi, lại tăng thêm trước đó tiểu hình bên trong cung điện thê thảm yêu thú điêu khắc, đủ loại này đều cho thấy nơi này và hỗn độn ma đế không tránh khỏi có quan hệ rồi. Chương 2706, tiếp 2 liền 3 bị cứu. Tại Diệp Thần Phong cùng Thiên Ưng lợi dụng truyền âm trò chuyện thời khắc. Cái kia thứ nhất bộ thần đế cảnh sơ kỳ huyết khôi lỗi, hắn khí thế trên người càng ngày càng kịch liệt, trong cổ họng không ngừng phát ra tiếng nghẹn ngào. Lâm Vũ Nhu cùng Lâm An Hạo chắn Diệp Thần Phong trước mặt, bọn hắn đã nói phải bảo vệ Diệp Thần Phong, ngược lại là nói được là làm được. Biết rõ có thể sẽ không là huyết khôi lỗi đối thủ, lại còn một bước không rời chắn Diệp Thần Phong trước mặt. Này làm cho Diệp Thần Phong đối hai người bọn họ có một ít hảo cảm. Chỉ là Thiên Ưng thanh âm lần thứ hai truyền đến, chủ nhân, nếu như là hỗn độn ma đế luyện chế huyết khôi lỗi, như vậy cùng phổ thông huyết khôi lỗi cũng không cùng, hắn luyện chế huyết khôi lỗi là có chứa kịch độc, đặc biệt là hắn luyện chế huyết khôi lỗi tiên huyết, trong đó kịch độc đủ khiến một tên thần đế cảnh trung kỳ cường giả bị mất mạng. Cái kia thứ nhất bộ thần đế cảnh sơ kỳ huyết khôi lỗi, hắn từng bước một đi tới phi thường chậm chậm, nhưng đột nhiên trong lúc đó, nơi ngực của hắn dĩ nhiên tự chủ tuôn ra một đám mưa máu, trong cơ thể hắn tiên huyết hướng về Lâm Vũ Nhu cùng Lâm An Hạo tấn công tới. Diệp Thần Phong tuy nói đang nghe Thiên Ưng theo như lời nói, nhưng ánh mắt của hắn một mực tập trung ở huyết khôi lỗi trên người. Đang nhìn đến huyết khôi lỗi ngực tuôn ra huyết phụ sau đó hắn là phản ứng đầu tiên. Hắn đưa tay ra trực tiếp khoác lên Lâm Vũ Nhu cùng Lâm An Hạo trên bờ vai, trong miệng chợt quát lên, nhanh lùi về sau. Lâm Vũ Nhu cùng Lâm An Hạo không rõ vì sao, bọn hắn cũng không biết nơi này huyết khôi lỗi huyết dịch là có kịch độc, nhưng dưới chân bước chân cũng bản năng đi theo Diệp Thần Phong lui về phía sau. Cuối cùng cái kia thứ nhất bộ huyết khôi lỗi huyết dịch đã rơi vào trên mặt đất. Trong không khí không ngừng vang lên xì xì xì, thanh âm. Chỉ thấy huyết dịch rơi trên mặt đất sau đó toát ra từng đợt khói trắng cùng một loại cực kỳ gai mũi mùi vị. Này làm cho Lâm Vũ Nhu cùng Lâm An Hạo nghĩ mãi mà không ra, bọn hắn nghi hoặc liếc mắt nhìn Diệp Thần Phong. Diệp Thần Phong giải thích, nơi này huyết khôi lỗi không phải phổ thông huyết khôi lỗi, các ngươi có nghe nói qua hỗn độn ma đế sao? Nơi này hẳn là hỗn độn ma đế hầm mộ, hắn luyện chế huyết khôi lỗi, hắn trong huyết dịch chứa đựng kịch liệt độc tố. Thậm chí có thể mang thần đế cảnh trung kỳ cường giả độc chết. Lâm Vũ Nhu cùng Lâm An Hạo từng ở cổ tịch thượng ngược lại là cũng từng thấy liên quan với hỗn độn ma đế giới thiệu, chỉ là bọn hắn đối hỗn độn ma đế hiểu rõ cũng không nhiều, bọn hắn chỉ biết là huyết khôi lỗi huyết dịch hẳn là không có vấn đề. Nhưng hôm nay sự thực liền bày tại trước mắt của bọn hắn biết Diệp Thần Phong không cần thiết đối với chuyện như thế này nói dối. Nếu như vừa vặn bọn hắn được này thứ nhất bộ huyết khôi lỗi huyết dịch chạm vào thân thể, bọn hắn chẳng phải là muốn độc phát thân vong. Bọn hắn dĩ nhiên lại bị Diệp Thần Phong cấp cứu một lần. Diệp Thần Phong nhìn thấy cái kia thứ nhất bộ huyết khôi lỗi ngực tuôn ra huyết phụ sau, ngực của hắn lại là hoàn hảo không chút tổn hại, xem ra cái này cũng là huyết khôi lỗi một loại thủ đoạn công kích. Này huyết khôi lỗi tuy nói là không có ý thức của mình. Nhưng hắn hẳn là có thể cảm giác được công kích của mình hữu dụng hay không có hiệu quả. Tâm tình của hắn trở nên bạo động lên, hẳn là lần đầu tiên không có giết chết mục tiêu về sau bất mãn. Mà đang lúc này, cái kia trong hồ, lại dò ra một đôi bàn tay màu đỏ ngòm, bộ thứ hai huyết khôi lỗi từ trong hồ nổi lên. Này bộ thứ hai huyết khôi lỗi khí thế trên người đồng dạng tại thần đế cảnh sơ kỳ, hắn từ trong hồ sau khi đi ra. Đi tới thứ nhất bộ huyết khôi lỗi bên cạnh. Cái này hai cỗ huyết khôi lỗi thân thể chuyển động, hai người bọn họ đồng thời hướng về Lâm Vũ Nhu cùng Lâm An Hạo triển khai công kích. Trong không khí lưu lại từng đạo huyết ảnh, hai người bọn họ tốc độ cực kỳ nhanh, Lâm Vũ Nhu cùng Lâm An Hạo theo không kịp tốc độ như thế này. Mà Diệp Thần Phong tuy nói tu vi vẫn không có khôi phục, nhưng con mắt của hắn có thể bắt lấy cái này hai cỗ huyết khôi lỗi động tác. Hắn có thể cảm giác được yêu mãng máu bước đệm kỳ cũng phải đi, hắn lập tức có thể khôi phục tu vi. Hắn không có ý định mang theo Lâm Vũ Nhu cùng Lâm An Hạo tiến vào hỗn độn nhẫn bên trong tiểu thế giới rồi, hắn truyền âm cho Thiên Ưng, động thủ đi. Thiên Ưng tuy nói chỉ là một cái đầu lâu rồi, nhưng hắn tu vi bây giờ cũng đang thần đế cảnh hậu kỳ.
Mắt thấy cái kia hai cỗ huyết khôi lỗi yếu tới gần, Lâm Vũ Nhu cùng Lâm An Hạo muốn làm cuối cùng liều mạng chống cự. Nhưng mà, chính lúc này, bôi đen bóng nhanh chóng bay qua. Đọc truyện với, sát theo đó ầm, hai tiếng, cái kia hai cỗ khí thế hung hăng huyết khôi lỗi, đầu của bọn họ trong nháy mắt nổ tung, thân thể chậm rãi hướng xuống đất thượng đổ tới rồi. Bất thình lình biến hóa để Lâm Vũ Nhu cùng Lâm An Hạo có chút lăng thần, đặc biệt là khi bọn họ nhìn thấy thiên ưng đầu lâu lúc, bọn hắn trong con ngươi vẻ mặt đột nhiên ngưng lại. Thiên ưng bây giờ là thần đế cảnh hậu kỳ tu vi, nhưng chỉ có một cái đầu lâu hắn, muốn so chân chính thần đế cảnh hậu kỳ cường giả yếu một ít, nhưng tuyệt đối là so với thần đế cảnh sơ kỳ cùng trung kỳ người mạnh hơn không ít, cho nên cái này hai cỗ thần đế cảnh sơ kỳ huyết khôi lỗi. Ở trước mặt hắn căn bản không coi là gì đó. Thiên ưng đang giải quyết hai cỗ huyết khôi lỗi sau đó hắn bay đến Diệp Thần Phong bên người, chủ nhân, giải quyết hoàn tất. Diệp Thần Phong đối với Thiên ưng bình thản gật gật đầu. Lâm Vũ Nhu cùng Lâm An Hạo dần dần làm rõ sự tình, viên này đầu lâu hẳn là Diệp Thần Phong người, bọn hắn không nghĩ tới viên này đầu lâu một mực cùng ở trong bóng tối, từ đầu tới cuối bọn hắn đều nếu không có phát hiện. Bọn họ là càng ngày càng nhìn không thấu Diệp Thần Phong rồi, trong lòng là cảm thán liên tục, chẳng trách Diệp Thần Phong lấy địa thần cảnh tu vi, có thể ở thượng giới sống cho tới bây giờ, hắn đi mỗi một bước đều cũng có dự định. Nếu như hai người bọn họ là muốn Diệp Thần Phong mệnh người, như vậy e sợ không chờ bọn họ ra tay, bọn hắn liền sẽ chết ở thiên ưng trên tay. Bọn hắn một mực luôn miệng nói phải bảo vệ Diệp Thần Phong, nguyên lai Diệp Thần Phong bên người có thần đế cảnh hậu kỳ người bảo vệ. Mặc dù chỉ là một cái đầu lâu, nhưng sức chiến đấu cũng không tinh yếu. Lâm Vũ Nhu cùng Lâm An Hạo nhất thời một trận mặt đỏ, bọn hắn liên tiếp được Diệp Thần Phong cứu, bọn hắn thiếu nợ Diệp Thần Phong ân tình là càng lúc càng lớn. Chỉ là tại Lâm Vũ Nhu cùng Lâm An Hạo muốn nói chuyện thời khắc. Chỉ thấy cái kia trong hồ toát ra bọt khí là càng ngày càng dày đặc, lần này đồng thời từ trong đó duỗi ra hai đôi bàn tay màu đỏ ngòm. Hai cỗ huyết khôi lỗi từ trong đó đồng thời xông ra, cái này hai cỗ huyết khôi lỗi trên người huyết khí càng thêm trọng, tại bọn hắn nổi lên sau đó trong không khí mùi hôi thối là cực có bay lên. Đồng thời cái này hai cỗ huyết khôi lỗi khí thế trên người tại thần đế cảnh trung kỳ rồi, so với vừa vặn cái kia hai cỗ huyết khôi lỗi tăng lên một cấp độ. Chỉ là không biết tại cái ao này bên trong đến cùng có bao nhiêu huyết khôi lỗi. Mạnh nhất huyết khôi lỗi tu vi tại cái gì tầng thứ? Nếu như nơi này có thần đế cảnh đỉnh phong huyết khôi lỗi, như vậy cho dù Diệp Thần Phong khôi phục tu vi, chỉ sợ cũng không dễ ứng phó rồi. Mà trước mặt cái này hai chỉ vừa mới nổi lên thần đế cảnh trung kỳ huyết khôi lỗi, thiên ưng phải giải quyết bọn họ là đầy đủ rồi. Không cần Diệp Thần Phong mở miệng. Thiên ưng đầu lâu liền hướng cái kia hai cỗ thần đế cảnh trung kỳ huyết khôi lỗi đánh tới. Có thể nói là cực kỳ nhẹ nhõm liền giải quyết xong cái này hai cỗ thần đế cảnh trung kỳ huyết khôi lỗi. Chương 2707, tin đồn là thật sự. Tại hai cỗ thần đế cảnh trung kỳ huyết khôi lỗi được giải quyết sau. Trong hồ toát ra bọt khí trở nên kịch liệt lên, trong đó nước cũng đang không ngừng sôi trào. Thiên ưng đầu lâu chắn Diệp Thần Phong trước mặt, hắn chân mày cao lại, chủ nhân, không đúng, xem ra huyết khôi lỗi vương muốn đi ra rồi. Cái ao này bên trong thêm vào huyết khôi lỗi vương, tổng cộng cũng chỉ có 5 chiếc huyết khôi lỗi. Lâm Vũ Nhu cùng Lâm An Hạo nghe được Thiên Ưng lời nói sau, hai người bọn họ thần kinh không khỏi căng thẳng lên, huyết khôi lỗi vương nhất nghe cái danh xưng này cũng không phải là phổ thông huyết khôi lỗi. Trên trời ưng dứt lời dưới không bao lâu. Chỉ thấy từ ao trong nước, duỗi ra một đôi bích bàn tay màu xanh lục. Tại này xong trên lòng bàn tay còn rất dài đầy lông tơ. Trên ngón tay móng tay cũng sắc bén cực kỳ, điểm một chút ánh sáng âm u tại móng tay thượng lấp lánh. Một loại dường như trẻ con tiếng khóc, ở trong không khí vang vọng ra. Diệp Thần đám người ánh mắt toàn tập trung vào ao bên trong. Dần dần, trong hồ toát ra một bộ huyết khôi lỗi, chỉ là cái này cụ huyết khôi lỗi hai cánh tay đều là màu bích lục, từ trên người hắn không ngừng chảy ra một loại mục nát chất lỏng, hắn khí thế trên người tại thần đế cảnh hậu kỳ. Mỗi một sợi trong không khí đều tràn ngập hóa không ra mùi hôi thối cùng mùi máu tanh, tại loại mùi này bên trong lại vẫn ẩn giấu đi độc tố, bởi vì Lâm Vũ Nhu cùng Lâm An Hạo cảm giác có chút đầu tráng váng rồi. Diệp Thần Phong trong cơ thể thần huyết là bách độc bất xâm,
mà Thiên Ưng đầu lâu tốt xấu cũng có thần đế cảnh hậu kỳ tu vi, hai người bọn họ ngược lại là tạm thời không có cảm giác đến bất kỳ không khỏe. Bộ kia thần đế cảnh hậu kỳ huyết khôi lỗi vương, hắn tại từ trong hồ đạp sau khi đi ra, cơ hồ là không hề do dự, bên trong thân thể thật khí thế bạo vọt tới cực hạn, dưới chân bước chân chuyển động, trong nháy mắt liền biến mất ngay tại chỗ. Trong không khí kình phong nổi lên, từng đợt mùi hôi thối cùng mùi máu tanh ở nơi này cuốn sạch lấy. Đối mặt thần đế cảnh hậu kỳ huyết khôi lỗi vương, chỉ có thần tôn cảnh Lâm Vũ Nhu cùng Lâm An Hạo, hai người bọn họ tuy nói là thiên tài, nhưng tu vi chênh lệch đặt tại đó, bọn hắn thậm chí ngay cả bất kỳ phản kháng cũng không làm được. Thiên Ưng đầu lâu hướng về huyết khôi lỗi vương đánh tới, chỉ là bây giờ Thiên Ưng chỉ còn dư lại một cái đầu lâu, rất nhiều bí pháp cùng chiêu thức toàn bộ không thi triển ra được rồi. Hắn bây giờ sức chiến đấu muốn so chân chính thần đế cảnh hậu kỳ cường giả yếu hơn một bậc. Có thể tưởng tượng được Thiên Ưng tại gặp gỡ huyết khôi lỗi vương sau đó hắn tự nhiên là ở vào yếu thế được rồi. Công kích của hắn được huyết khôi lỗi vương dễ như ăn cháo tránh thoát, đồng thời huyết khôi lỗi vương huy động lên hắn bích cánh tay màu xanh lục. Một tiếng. Bích cánh tay màu xanh lục trực tiếp đánh vào Thiên Ưng đầu lâu bên trên. Bị đánh trúng Thiên Ưng. Đầu của hắn bay ngược ra ngoài, cuối cùng đã rơi vào trên mặt đất. Chỉ thấy Thiên Ưng đầu lâu thượng xuất hiện từng đạo vết rạn nứt, từ huyết khôi lỗi vương trên cánh tay rỉ ra mục nát chất lỏng, cũng toàn bộ dính nhuộm đầy đầu của hắn, theo vết rạn nứt khi tiến vào đầu của hắn bên trong. Thiên Ưng chỉ cảm thấy một trận vô lực, hắn trong nháy mắt mất đi sức chiến đấu. Huyết khôi lỗi vương tại đem Thiên Ưng cho đánh bay ra ngoài sau đó hắn không có nhìn trời ưng đuổi đánh tới cùng. Mà là lần thứ hai đem thân thể chuyển hướng về phía Lâm Vũ Nhu, Lâm An Hạo cùng Diệp Thần Phong. Không đợi Lâm Vũ Nhu cùng Lâm An Hạo phản ứng lại, huyết khôi lỗi vương lần thứ hai đối với bọn họ triển khai công kích. Không cách nào đuổi tới huyết khôi lỗi vương tốc độ Lâm Vũ Nhu cùng Lâm An Hạo, bọn hắn nghĩ đến sau lưng Diệp Thần Phong, bọn hắn cấp tốc thôi thúc lên trong gân mạch linh khí dòng sông. Bất kể như thế nào, bọn hắn đã nói phải bảo vệ Diệp Thần Phong, nhưng quay đầu lại. Bọn hắn trước đó được Diệp Thần Phong một lần lại một lần cứu, lần này nói cái gì cũng không thể nhượng bộ rồi. Mà đứng tại Lâm Vũ Nhu cùng Lâm An Hạo sau lưng Diệp Thần Phong, trên trời ưng vừa vặn được đánh bay ra ngoài nào sẽ, trong cơ thể hắn yêu mãng máu bước đệm kỳ rốt cục đi qua, tu vi của hắn có thể nói là khôi phục, chỉ là hắn bây giờ còn chưa có tăng lên khởi trong cơ thể khí thế đây. Lấy hắn thần đế cảnh trung kỳ tu vi. Hẳn là có thể chiến thắng trước mặt thần đế cảnh hậu kỳ huyết khôi lỗi vương. Dù sao hắn nhưng không phải bình thường thần đế cảnh trung kỳ cường giả, chiến lực của hắn muốn so thần đế cảnh trung kỳ cường giả mạnh hơn rất nhiều lần. Mắt thấy huyết khôi lỗi vương yếu áp sát rồi, Lâm Vũ Nhu cùng Lâm An Hạo trên mặt là liều chết vẻ mặt. Tránh ra, để cho ta tới đi. Diệp Thần Phong bàn tay khoác lên hai người bọn họ trên bả vai, đem hai người bọn họ dùng sức kéo về một cái. Bọn hắn căn bản không khống chế được lùi về sau bước chân. Chính khi bọn họ nghi ngờ nhìn về phía Diệp Thần Phong thời gian. Oanh, một tiếng. Một cổ kinh khủng linh khí nhất thời từ trên người Diệp Thần Phong bạo phát ra, thần đế cảnh trung kỳ thật khí thế trong nháy mắt đều lộ không bỏ sót. Tại để Lâm Vũ Nhu cùng Lâm An Hạo lui về phía sau đồng thời, Diệp Thần Phong bàn tay phải cũng trở mình chuyển động. Một cỗ sức mạnh kinh khủng tại bàn tay hắn thượng ngưng tụ. Chung quanh mặt đất cũng rung động động không ngừng, không khí là cực có vặn vẹo. Long thần phiên thiên ấn, ba ấn khả phá thiên. Một trưởng vỗ xuất. Một con đáng sợ vô cùng hỏa năng lượng màu đỏ giấu bàn tay nhất thời hướng về huyết khôi lỗi vương đánh tới. Đối với bây giờ Diệp Thần Phong tới nói, thi triển đệ tam ấn là đơn giản vô cùng rồi, hắn thi triển còn không phải đệ tứ ấn đây. Tại năng lượng màu đỏ rực giấu bàn tay dưới. Nhanh chóng đến gần huyết khôi lỗi vương ở trong không khí hiện hình rồi. Trong cổ họng hắn phát ra tức giận tiếng gào thét, từ trong thân thể của hắn vọt lên nhất cổ năng lượng màu đỏ ngòm, đưa tay ra cánh tay nỗ lực muốn chống lại năng lượng màu đỏ rực giấu bàn tay. Đáng tiếc, tại cánh tay của hắn chạm vào năng lượng màu đỏ rực giấu bàn tay lúc, hai cánh tay của hắn trực tiếp được cắn nát thành huyết phụ. Sát theo đó, thân thể của hắn nhận được hỏa năng lượng màu đỏ giấu bàn tay công kích sau đó cũng ở trong không khí biến thành huyết phụ. Tại năng lượng màu đỏ như máu giấu bàn tay chậm rãi biến mất sau. Bốn phía có vẻ vô cùng yên tĩnh.
Lâm Vũ Nhu cùng Lâm An Hạo đờ đẫn nhìn xem Diệp Thần Phong, bọn hắn không thể tin được chính mình con mắt nhìn thấy được. Diệp Thần Phong dĩ nhiên đúng là thần đế cảnh tu vi cường giả. Hơn nữa là thần đế cảnh trung kỳ cường giả. Quan trọng nhất là Diệp Thần Phong chỉ có thần đế cảnh trung kỳ tu vi, nhưng có thể tiện tay miểu sát thần đế cảnh hậu kỳ huyết khôi lỗi vương. Sức chiến đấu cỡ này tuyệt đối là không tầm thường rồi. Đối mặt Lâm Vũ Nhu cùng Lâm An Hạo ánh mắt, Diệp Thần Phong thuận miệng giải thích một câu, trước đó ta chạm vào yêu mãng máu, cho nên tu vi tạm thời được chế trụ, tại vừa mới khôi phục như cũ, ta không là cố ý phải gạt các ngươi. Nếu như ta trước đó nói mình có thần đế cảnh trung kỳ tu vi, các ngươi chỉ sợ cũng sẽ không tin tưởng của ta, cho nên ta thẳng thắn không có giải thích. Giờ khắc này, Lâm Vũ Nhu cùng Lâm An Hạo thật muốn yếu tìm một cái lỗ để chui vào, bọn hắn một mực luôn miệng nói phải bảo vệ Diệp Thần Phong, lấy bọn hắn thần tôn cảnh tu vi lại muốn phải bảo vệ thần đế cảnh tu vi cường giả. Nói ra không là muốn khiến người ta cười đến rụng răng sao? Lâm Vũ Nhu một trận mặt đỏ. Mà Lâm An Hạo sắc mặt cũng cực kỳ không tự nhiên. Nguyên lai những kia thượng giới tin đồn đều là thật, Diệp Thần Phong đúng là thần đế cảnh tu vi cường giả. Chương 2708, không phục cũng không được. Lâm Vũ Nhu cùng Lâm An Hạo quá rồi tốt sau một hồi lâu, bọn hắn mới hoàn toàn tiếp nhận rồi tất cả những thứ này. Nếu như trước đó Diệp Thần Phong nói mình là thần đế cảnh cường giả, hai người bọn họ xác thực sẽ không tin tưởng. Nói không chắc trong lòng còn có thể đối Diệp Thần Phong càng thêm phản cảm. Diệp Thần Phong đi nhìn một chút Thiên Ưng, giúp Thiên Ưng trị liệu một cái thương thế, dù sao hắn sau vẫn còn cần Thiên Ưng. Tuy nói lần này Thiên Ưng dẫn hắn tới hầm mộ không phải hỗn độn yêu đế hầm mộ, nhưng dù gì cũng là hỗn độn ma đế hầm mộ A-Hát. Tại Diệp Thần Phong giúp Thiên Ưng trị liệu thương thế thời điểm, Lâm Vũ Nhu cùng Lâm An Hạo cũng tới nơi này một bên. Lâm An Hạo muốn mở miệng. Hắn trong khoảng thời gian ngắn cũng không dám bất cẩn gọi Diệp Thần Phong vì Diệp huynh đệ, dù sao người ta tu vi xa cao hơn nhiều hắn. Tại nín một lúc sau, Lâm An Hạo mới hỏi, người thật sự chỉ có 30 tuổi. Tận mắt thấy Diệp Thần Phong tu vi sau đó hắn bắt đầu hoài nghi trước đó lão tổ đối với bọn họ chỗ nói Diệp Thần Phong số tuổi thật sự rồi. Đối với cái này, Diệp Thần Phong đúng là không có cái gì tốt giấu giếm. Hắn nói ra, người cảm thấy ta không giống 30 tuổi sao? Bất quá, ta lập tức liền muốn 31 rồi. Lâm An Hạo kỳ thực trong lòng cũng biết lão tổ nói sẽ không có sai, nhưng Diệp Thần Phong thật sự là vượt ra khỏi lẽ thường phạm vi, này làm cho hắn không thể không hoài nghi A-Hát. Khi nghe đến Diệp Thần Phong trả lời sau đó Lâm An Hạo cùng Lâm Vũ Nhu biểu lộ là kỳ lạ đồng dạng, trên thế giới này thật sự có 30 tuổi thần đế cảnh trung kỳ cường giả. Nếu như Diệp Thần Phong như thế tiếp tục trưởng thành, như vậy tuyệt đối là có thể bước vào sống mãi. Lâm Vũ Nhu hỏi, ngươi là từ vài tuổi bắt đầu tu luyện? Cho dù từ sinh ra được liền bắt đầu tu luyện, ngươi cũng mới đã tu luyện 30 năm. Diệp Thần Phong thuận miệng hồi đáp, ta hẳn là từ hơn 20 tuổi bắt đầu tu luyện đi. Diệp Thần Phong linh hồn hồi sinh đến thế tục giới thời điểm, hắn bộ thân thể này cũng đã hơn 20 tuổi. Tính cả khi đó bắt đầu tu luyện linh hồn lực, thật là của hắn từ hơn 20 tuổi bắt đầu tu luyện. Lúc này, Lâm Vũ Nhu cùng Lâm An Hạo suýt chút nữa không có thanh con người của chính mình tử cho chừng ra ngoài. Hơn 20 tuổi mới bắt đầu tu luyện. Được rồi, lùi một bước nói, cho dù Diệp Thần Phong là từ 20 tuổi bắt đầu tu luyện, vậy cũng mới tu luyện thời gian 10 năm, nhưng trên thực tế hơn 20 tuổi bắt đầu tu luyện, liền thời gian 10 năm cũng không có. Thời gian mấy năm tại bọn hắn những người tu luyện này trong mắt, có lúc bế quan một lần đều không chỉ như vậy dài ra. Mà Diệp Thần Phong lại là lợi dụng thời gian ngắn như vậy, đem tu vi bắt đầu từ con số không tăng lên tới thần đế cảnh trung kỳ. Này thật sự khả năng sao? Đây rốt cuộc là một cái dạng gì quái thai? Lâm Vũ Nhu cùng Lâm An Hạo ánh mắt không nháy một cái nhìn chằm chằm Diệp Thần Phong, chỉ chốc lát sau, Lâm An Hạo là thở dài liên tục. Hắn là thật sự được đả kích, người đúng là thuốc khí đồng tu. Hơn nữa còn đã tới song chí tôn. Lâm An Hạo cùng Lâm Vũ Nhu chăm chú nhìn chằm chằm Diệp Thần Phong, tại dưới ánh mắt ta của bọn hắn, Diệp Thần Phong gật gật đầu, ta bây giờ thật là song chí tôn. Nhẹ bỗng một câu nói, đối với Lâm Vũ Nhu cùng Lâm An Hạo tới nói không thể nghi ngờ là liên tục tấn công dữ dội, bọn hắn có một loại cực độ cảm giác vô lực,
thiệt thòi bọn hắn một mực tự cho là đúng, cho rằng những kia tin đồn không là sự thật, kết quả hiện tại thế nào? Lâm Vũ Nhu cùng Lâm An Hạo nhưng cũng là thượng giới bên trong thiên tài, nhưng tại Diệp Thần Phong trước mặt, bọn hắn căn bản cùng thiên tài không dính nổi một bên. Nếu như nói Diệp Thần Phong là thiên tài, như vậy bọn hắn nhiều nhất chỉ là ngu ngốc mà thôi, bọn hắn tại 30 tuổi thời điểm đang làm gì thế? Tu vi đến cái gì tầng thứ? Người này so với người khác thực sự là tức chết người. Lâm Vũ Nhu cùng Lâm An Hạo phát hiện tuyệt đối không thể cùng Diệp Thần Phong làm so sánh rồi, còn tiếp tục như vậy, bọn hắn cần phải muốn thổ huyết không thể. Tại Diệp Thần Phong trị liệu dưới, Thiên Ưng thương thế cũng khôi phục một ít, chỉ ít có thể tự mình phi hành. Diệp Thần Phong nhìn xem bị đả kích đến Lâm Vũ Nhu cùng Lâm An Hạo, chúng ta tìm một cái rời đi nơi này phương pháp xử lý đi. Ở nơi này một mực dừng lại cũng không phải cái sự tình. Hiện tại Lâm Vũ Nhu cùng Lâm An Hạo đối với Diệp Thần Phong lời nói có thể nói sẽ không phản bác. Đùa gì thế a hát? Bọn hắn có tư cách phản bác sao? Bọn hắn hiện tại trong lòng đối mặt Diệp Thần Phong là bội phục tâm phục khẩu phục. Tại đây nơi bên trong tiểu thiên địa chung quanh tìm kiếm. Lâm An Hạo cùng Lâm Vũ Nhu là cùng tìm kiếm, mà Diệp Thần Phong cùng Thiên Ưng tại một bên khác tìm kiếm. Lâm An Hạo cho Lâm Vũ Nhu truyền âm, Vũ Nhu, lúc này ta nhưng thật là mặt đều vứt sạch, người nói chúng ta sung cái gì đầu to. Hắn là Ngô lão tổ cùng Giang lão tổ đồ đệ, tại bối phận thượng chúng ta có phải không cũng phải gọi hắn một tiếng lão tổ. Tu vi của hắn so với chúng ta nhược thì cũng thôi đi, chúng ta liền không cần tuân thủ bối phận rồi, hiện tại tu vi của hắn cao hơn chúng ta suất rất nhiều, hơn nữa còn là song chí tôn. Lâm Vũ Nhu trong con ngươi xinh đẹp tránh qua một vệt dị thải, này có những gì không tốt. Nếu như đến lúc đó yếu để cho chúng ta gọi hắn lão tổ, như vậy chúng ta có thể quang minh tránh đại hướng về hắn lĩnh giáo không hỏi ít hơn đề, nói không chắc tu vi của chúng ta cũng có thể nhanh chóng tăng lên, lại nói hắn nhưng là song chí tôn, hắn đầy đủ có tư cách làm chúng ta lão tổ rồi, chỉ là nhỏ tuổi một điểm mà thôi. Nghe được Lâm Vũ Nhu giải thích sau đó Lâm An Hạo nhất thời thích hoài không ít. Như vậy nhìn đến có một cái giả như vậy tổ cũng không tệ lắm. Bất quá, hết thảy đều yếu đợi ly khai nơi này rồi lại nói, bọn hắn chính mình lão tổ là cái gì thuyết pháp. Đến lúc đó lại quyết định hẳn là yếu xưng hô Diệp Thần Phong tại sao. Tại Lâm Vũ Nhu cùng Lâm An Hạo dùng truyền âm trò chuyện thời điểm, Diệp Thần Phong đã cắt đứt bọn hắn trò chuyện, hai người các ngươi tới nơi này. Tại Lâm Vũ Nhu cùng Lâm An Hạo đi tới Diệp Thần Phong bên cạnh sau đó bọn hắn nhìn thấy tại Diệp Thần Phong bây giờ chỗ đứng chi địa trước mặt có một cái trận pháp, mơ hồ có thể phân biệt ra được là một cái truyền tống trận. Diệp Thần Phong lập tức bắt tay khôi phục trận pháp này. Nhìn thấy Diệp Thần Phong thuần thục khôi phục trận pháp, Lâm Vũ Nhu cùng Lâm An Hạo là cười khổ không thôi. Hơn 20 tuổi mới bắt đầu tu luyện. Khẳng định như vậy cũng là hơn 20 tuổi mới tiếp xúc luyện khí, chế thuốc cùng trận pháp. Hai người bọn họ thật không biết Diệp Thần Phong rốt cuộc là như thế nào làm được. Này luyện khí, chế thuốc cùng trận pháp toàn bộ là cực kỳ tiêu hao tinh lực cùng thời gian sự tình a hát. Tại Lâm Vũ Nhu cùng Lâm An Hạo ở trong lòng cảm thán thời khắc, Diệp Thần Phong cũng đem truyền tống trận cho chữa trị được rồi. Đồng thời khi hắn chữa trị tốt truyền tống trận thời điểm, hắn cảm thấy thật giống có người ở hướng về bên này nhanh chóng đi tới. Căn cứ cảm giác của hắn người đến chắc chắn sẽ không là Lão Bạch cùng Lão Hắc, nếu không phải Lão Bạch cùng Lão Hắc, như vậy hắn cũng không cần thiết đã chờ đợi. Chúng ta đi thôi, Diệp Thần Phong đi vào trong trận pháp. Lâm Vũ Nhu cùng Lâm An Hạo theo sát tiến vào trận pháp, sau đó, Diệp Thần Phong khởi động trận pháp, tại ba người bọn hắn được truyền tống đi ra thời điểm. Cái này được Diệp Thần Phong chữa trị tốt trận pháp, lại tự chủ trở nên lung ta lung tung rồi, đây là Diệp Thần Phong trước đó chữa trị thời điểm thiết kế tốt. Lúc trước giao xoa khẩu có ba cái lối đi, Lão Bạch cùng Lão Hắc hẳn là lựa chọn lối đi khác rồi. Chương 2709, Thuốc Chi Thủy Tổ. Tại mở ra truyền tống trận sau, Diệp Thần Phong cùng Lâm Vũ Nhu đám người chỉ cảm thấy một trận mê muội. Bất quá! Loại này cảm giác hôn mê lóe lên liền qua, bọn hắn rất nhanh sẽ khôi phục lại. Diệp Thần Phong lập tức đánh giá bốn phía, không khí nơi này bên trong có một loại mục nát mùi. Nơi này là một chỗ cực kỳ cung điện to lớn, nơi này vách đá cùng cây cột toàn bộ là tinh điêu tế chắc qua, hơn nữa sử dụng chất liệu phi phàm,
nếu không có gì ngoài ý muốn nơi này phải là chỗ này hầm mộ chủ mộ thất rồi. Tại đây nơi cung điện trên mặt đất bầy đổ đầy từng kiện vũ khí, chỉ là khả năng niên đại quá xa xưa rồi, lại có thêm những vũ khí này bảo tồn không thỏa đáng, nơi này chất đầy phần lớn vũ khí cũng đã báo hỏng. Diệp Thần Phong theo tay cầm lên trên mặt đất một cái trường kiếm màu trắng, khi hắn đem linh khí truyền vào trong đó thời điểm. Một tiếng. Chỉnh thanh trường kiếm màu trắng trực tiếp biến thành hư vô, mà căn cứ Diệp Thần Phong suy đoán, năm đó thanh kiếm này hẳn là thuộc về là tiên khí phạm trù, nơi này bắt đầu trồng chất phần lớn vũ khí, cũng vô cùng có khả năng đều là tiên khí. Này hỗn độn ma đế cũng quá không coi tiên khí là về sự tình chứ. Nếu như hắn lúc trước có thể hảo hảo bảo tồn lời nói, như vậy những này tiên khí hẳn là có thể toàn bộ lưu truyền đến bây giờ. Diệp Thần Phong liên tục tra xét vài cái vũ khí, toàn bộ khi hắn truyền vào linh khí trong nháy mắt nổ tung rồi, hắn mơ hồ suy đoán ra nơi này vũ khí tuy nói đều là tiên khí, nhưng tuyệt đại đa số chỉ là cấp thấp nhất tiên khí mà thôi. Tại Diệp Thần Phong kiểm tra vũ khí thời điểm, Lâm Vũ Nhu cùng Lâm An Hạo cũng không có nhàn rỗi, hai người bọn họ cũng tra xét mấy món vũ khí. Lâm An Hạo cau mày, nói ra, nơi này cũng quá hãm hại chứ. Căn cứ nơi này bài biện cùng bố trí, nơi này tuyệt đối là chủ mộ thất rồi, tại đây nơi trong hầm mộ sẽ không phải chỉ có những rác rưởi này chứ. Thiên ưng đầu lâu trước sau trôi nổi tại Diệp Thần Phong bên cạnh, thương thế của hắn vẫn không có hoàn toàn khôi phục. Nơi này ngoại trừ chất đống một đống lớn phế bỏ tiên khí ở ngoài, tại cung điện đông nam tây bắc bốn cái phương vị, toàn bộ có một cái tượng đá. Này bốn cái tượng đá điêu khắc trông rất sống động, dường như chân nhân bình thường. Chỉ là này bốn cái tượng đá dáng dấp hung thần ác sát, bọn hắn trong con người phảng phất tràn đầy sát ý vô tận, rõ ràng chỉ là tượng đá mà thôi. Thiên ưng nhìn thấy này bốn cái tượng đá sau đó hắn nói ra, chủ nhân, bọn hắn phải là hỗn độn ma đế dưới tay tứ đại sát thần. Này tứ đại sát thần toàn bộ có được siêu việt thần đế cảnh đỉnh phong sức chiến đấu, năm đó vì hỗn độn ma đế lập được không ít công lao, chết ở trên tay bọn họ cường giả cũng không thiếu. Có người nói tứ đại sát thần liên thủ lại, hắn sức chiến đấu có thể cùng hỗn độn ma đế ngang hàng, bọn họ là hỗn độn ma đế một tay bồi dưỡng lên, có thể nói đối hỗn độn ma đế là trung thành tuyệt đối. Diệp Thần Phong con người một mực ngưng, lẽ nào nơi này thật sự sẽ không tồn tại cơ duyên sao? Như vậy hắn liền uổng phí hết nhiều thời gian như vậy rồi, lưu cho hắn thời gian thật sự không nhiều lắm, hắn nhất định muốn ngăn cản Hà Không Thắng bước vào vĩnh sinh cảnh. Lâm Vũ Nhu cùng Lâm An Hạo hiện tại cũng biết nơi này là hỗn độn ma đế hầm mộ rồi, bọn hắn đi tới Diệp Thần Phong bên cạnh, hiển nhiên là lấy Diệp Thần Phong vì người tâm phúc rồi. Diệp Thần Phong quét mắt bốn phía, hắn nhìn đến đây có ba cái không đồng vị đưa truyền tống trận, bọn hắn trước đó liền xuất hiện tại trong đó một cái bên trong trận pháp, bọn hắn xuất hiện trận pháp này hẳn là liên thông vừa mới cái truyền tống trận kia. Về phần nơi này mặt khác hai cái trận pháp cũng hẳn là liên thông nơi khác hai cái truyền tống trận, vừa vặn trước đó còn có còn lại hai nơi thông đạo, nói không chắc tại còn lại hai nơi trong lối đi cũng có truyền tống trận, cho nên nói lúc trước mặc kệ lựa chọn cái nào cái thông đạo, cuối cùng hẳn là cũng có thể đến cái này chủ mộ thất. Diệp Thần Phong đem ánh mắt nhìn về phía cung điện chính giữa phía trước nhất, chỉ thấy ở nơi đó để một tấm sa hoa long ỷ. Nếu như nói nơi này là chủ mộ thất lời nói, như vậy hỗn độn ma đế quan tài ở nơi nào? Diệp Thần Phong từng bước một hướng về Long ỷ đi tới, Lâm Vũ Nhu cùng Lâm An Hạo là đi theo Diệp Thần Phong hai bên. Thiên ưng đầu lâu cũng theo thật sát Diệp Thần Phong bên cạnh. Tại Diệp Thần Phong đi tới Long ỷ trước mặt sau đó hắn thần thức tra xét rõ ràng tấm này Long ỷ. Từ từ, hắn đem bàn tay của chính mình đặt tại trên ghế rồng, cũng không hề phát hiện tấm này Long ỷ có những gì chỗ đặc thù. Chỉ là hắn muốn đem tấm này long ỷ nhấc lúc thức dậy, lấy sức mạnh của hắn dĩ nhiên không cách nào đem long ỷ nâng lên. Lông mày của hắn lập tức nhíu lại, hắn muốn đi phía trái trách chuyển động long ỷ, phát hiện căn bản chuyển không nhúc nhích được. Sau đó lại lập tức thử hướng về bên phải chuyển động long ỷ, lúc này long ỷ được từ từ chuyển động. Chuyển động tấm này long ỷ, Diệp Thần Phong là cực lực khởi động trong gân mạch linh khí dòng sông, nếu như hắn không bùng nổ ra cực hạn sức mạnh. Căn bản là chuyển bất động, cho nên hắn suy đoán muốn chuyển động tấm này long ỷ, tối thiểu phải có thần đế cảnh hậu kỳ cường giả sức mạnh. Kèm theo long ỷ chậm rãi hướng về bên phải chuyển động,
trong không khí vang lên két. Két, két, thanh âm. Chỉ thấy tại phía trước ghế rồng trên mặt đất, xuất hiện một cái khe này theo long ỷ chuyển động đang trở nên càng lúc càng lớn. Cuối cùng cái khe này biến thành một cái hình chữ nhật lỗ hổng, một cái đen tuyền quan tài từ trong đó xông ra. Này chiếc quan tài bên trên được thô, tráng màu đen xiềng xích quấn chặt lấy rồi. Đến gần sau, thân là luyện khí sư Diệp Thần Phong, hắn cảm giác được quấn chặt lấy quan tài xiềng xích không phải là vật phàm, hơn nữa tại đây chút xiềng xích bên trên, lại vẫn có khắc rậm rạp chằng chịt hoa văn. Tại sao phải đem các loại có khắc hoa văn xiềng xích thật chặt lượn quanh ở quan tài? Chẳng lẽ là vì phòng ngừa đồ vật bên trong đi ra không? Vẫn là vì phòng ngừa có người mở ra quan tài, trộm lấy trong quan tài bảo vật. Trực giác nói cho Diệp Thần Phong, tuyệt đối không thể đem xiềng xích cho mở ra, hãy nói lấy hắn tu vi muốn giải khai những này xiềng xích, e sợ yếu phí một phen thời gian. Nếu không thể đánh mở miệng này quan tài, như vậy này không có còn lại chỗ đặc biệt rồi. Diệp Thần Phong một lần nữa đi tới chất đống từng kiện vũ khí địa phương, hắn muốn nhìn một chút ở nơi này có hay không xa lưới chi cá. Lâm Vũ Nhu cùng Lâm An Hạo tự nhiên là càng thêm không dám đánh mở quan tài, bọn hắn cũng bắt đầu từng kiện một lần nữa tra nhìn lên phế bỏ vũ khí. Lại tra xét mấy phút đồng hồ sau. Lâm An Hạo nói ra, nơi này tiên khí toàn bộ phế bỏ, ở nơi này còn có một cái không giải thích được khối thép. Này hỗn độn ma đế hầm mộ xem ra là tới một chuyến vô ích. Loảng xoảng, một tiếng. Lâm An Hạo trực tiếp đem trong tay khối thép ném tới một bên. Diệp Thần Phong ánh mắt quét qua khối thép, hắn đột nhiên có một loại tim đập nhanh cảm giác, tầm mắt cũng lại không thể rời bỏ khối thép bên trên rồi. Chỉ thấy khối này khối thép chỉ lớn chừng bàn tay, mặt trên không có bất kỳ văn tự, xem ra không có bất kỳ chỗ thích hợp. Diệp Thần Phong không tự chủ được đem khối thép nhặt lên. Bàn tay của hắn nhất thời cảm giác một trận đâm nhói, này khối thép dĩ nhiên trực tiếp phá vỡ làn da của hắn. Tiên huyết lập tức che trùm lên khối thép bên trên. Cho người ngạc nhiên là, khối thép đang nhanh chóng hấp thu Diệp Thần Phong tiên huyết, từ từ tại khối thép chính diện lúc ẩn lúc hiện xuất hiện bốn chữ thuốc chi thủy tổ. Nhìn thấy bốn chữ này sau đó Diệp Thần Phong khóe mắt đột nhiên nhảy lên hai lần. Chương 2710, truyền thừa, lật đổ. Diệp Thần Phong cử động tự nhiên là đưa tới Lâm Vũ Nhu, Lâm An Hạo cùng Thiên Ưng chú ý, ánh mắt của bọn họ toàn bộ tập trung vào Diệp Thần Phong trong tay khối thép bên trên. Trước đó Lâm An Hạo cầm khối thép thời điểm, hắn căn bản cảm giác không ra khối này khối thép bất kỳ đặc thù, hắn không nghĩ ra như thế một khối thép, làm sao có khả năng cắt ra Diệp Thần Phong thủ trưởng. Chẳng qua là khi hắn nhìn thấy khối thép chính diện chậm rãi hiện ra bốn chữ sau, hắn trong con ngươi vẻ mặt cũng bị dại ra. Thuốc chi thủy tổ. Bốn chữ này ý tứ không thể hiểu rõ hơn được nữa rồi, từ hỗn độn thời đại cho tới bây giờ, chỉ có một người có thể xưng là thuốc chi thủy tổ. Có người nói tại hỗn độn thời đại vừa vặn hình thành khi đó, căn bản không có cái gì luyện dược sư đây. Đang tu luyện người từng bước một tìm tòi sau đó mới từ từ có luyện dược sư nói chuyện. Mà ở hỗn độn thời đại được gọi là thuốc chi thủy tổ người, hắn là cái thứ nhất đến chí tôn luyện dược sư người, đồng thời hắn cũng là khai sáng luyện dược sư lĩnh vực này người, có thể nói bây giờ hết thảy chế thuốc chi thuật, toàn bộ là bởi vì hắn chế thuốc chi thuật diễn biến mà đến. Có người nói thuốc chi thủy tổ một đời theo đuổi chế thuốc cực hạn, tại hỗn độn thời đại hạo kiếp đến trước đó rất lâu một khoảng thời gian bên trong, hắn cũng đã giảm âm thanh diệt tích, không có ai biết hắn đi nơi nào. Phải hay không chết rồi, vẫn là luyện chế được tuyệt thế đan dược, dựa vào đan dược đã tới sống mãi. Tại tiên huyết toàn bộ thẩm thấu tiến trong khối thép sau, hắn chính diện thuốc chi thủy tổ bốn chữ này là càng thêm rõ ràng. Diệp Thần Phong cảm giác hấp thu hắn tiên huyết khối thép trở nên ấm áp cực kỳ. Lâm An Hạo kinh nghi nói, này khối thép lẽ nào cùng trong truyền thuyết thuốc chi thủy tổ có quan hệ? Nhưng chỉ là một khối thép mà thôi. Lại có thể có được cơ duyên gì đâu này. Thiên Ưng nói ra, ta nghĩ khối này khối thép là năm đó hỗn độn ma đế trong lúc vô tình lấy được, hay là hắn cảm thấy khối này khối thép có chỗ đặc thù, hắn liền một mực giữ lại, chỉ là từ đầu tới cuối hắn đều không có mở ra bí mật trong đó, chỗ lấy cuối cùng mới bị vứt bỏ ở nơi này. Lâm Vũ Nhu cũng tán thành Thiên Ưng suy đoán, người nhìn hướng Diệp Thần Phong, bây giờ ngươi nếu có thể để cho khối thép sản sinh phản ứng. Như vậy nhất định có nguyên nhân gì?
Diệp Thần Phong được khối thép cắt ra thủ trưởng dĩ nhiên tự chủ khép lại, này làm cho hắn là càng thêm vững tin này khối thép không bình thường rồi. Hắn bắt đầu cẩn thận cảm ứng lên này khối thép, khi hắn tất cả ý thức toàn bộ tập trung ở trên khối thép thời điểm. Đột nhiên từ trên khối thép tạo thành nhất cổ sức hút, ý thức của hắn một mạch bị lôi kéo tiến vào khối thép nội bộ. Thiên Ưng đám người lập tức cảm giác được Diệp Thần Phong không đúng, Lâm An Hạo bàn tay tại Diệp Thần Phong trước mặt lắc lư hai lần, thấy Diệp Thần Phong hoàn toàn không có phản ứng, hắn đây là thế nào? Ánh mắt như thế dại ra. Thiên Ưng so với Lâm Vũ Nhu cùng Lâm An Hạo kiến thức rộng rãi hơn nhiều, chủ nhân ý thức thoát ly bản thể, phải cùng này khối thép có quan hệ, hiện tại chúng ta chỉ có thể an tâm đã chờ đợi. Diệp Thần Phong ý thức đi tới một mảnh mờ tối thiên địa bên trong, bốn phía toàn bộ là mờ mịt một mảnh, phảng phất như có nói tầng đang không ngừng lăn lộn. Diệp Thần Phong hơi nhướng mày, hắn biết nơi này phải là trong khối thép bộ không gian. Khi hắn quan sát bốn phía thời điểm, trước mặt hắn cách đó không xa tầng mây bốc lên càng thêm lợi hại rồi, một bóng người chậm rãi đang bốc lên trong tầng mây xuất hiện. Đạo thân ảnh này là một người có mái tóc rối tung lão già, y phục trên người hắn cũng rách dưới, cho người một loại ăn mày cảm giác. Chỉ là lão già này con mắt lại dị thường ác liệt, ánh mắt của hắn nhìn chăm chú vào Diệp Thần Phong hồi lâu sau, thanh âm khàn khàn từ trong cổ họng hắn vang lên, ta không biết hôm nay là thời đại nào. Ngươi đã có thể tiến vào nơi này, như vậy ngươi chính là ta chọn lựa người rồi, của ta truyền thừa thuộc về ngươi. Lão già này âm thanh có vẻ có chút cơ giới hóa. Lão già này phải là thuốc chi thủy tổ rồi, bất quá, nơi này hắn hay là liền một vệt ý thức cũng không tính được, chẳng qua là năm đó thuốc chi thủy tổ lưu lại hình ảnh, hay là so với hình ảnh hơi chút cao đẳng một điểm, đơn thuần là dùng để khiến người ta kế thừa truyền thừa của hắn. Thuốc chi thủy tổ tại cơ giới hóa mà nói xong đoạn văn này, sau đó lòng bàn tay của hắn bên trong toát ra một đóa ngọn lửa bảy màu. Này làm cho Diệp Thần Phong con ngươi ngưng lại, này ngọn lửa bảy màu chính là thiên địa chi hỏa bên trong cao nhất chủng loại rồi. Chỉ nghe thuốc chi thủy tổ thanh âm lần thứ hai vang lên, như thế nào chế thuốc cảnh giới tối cao. Lão phu tại đến chí tôn sau đó từ từ đã minh bạch chí tôn luyện dược sư cũng có phân chia cao thấp. Đồng dạng là chí tôn luyện dược sư, có chí tôn luyện dược sư chế thuốc trình độ có thể vượt qua còn lại chí tôn mấy trăm lần, mấy ngàn lần thậm chí là mấy vạn lần. Lão phu một đời theo đuổi chế thuốc cực hạn, kỳ thực lò thuốc cùng hỏa diễm toàn bộ là phụ trợ phẩm, chân chính mạnh mẽ luyện dược sư, có thể không những cái này phụ trợ phẩm đến luyện chế đan dược. Trong khi nói chuyện, chỉ thấy thuốc chi thủy tổ bàn tay nắm chặt, bàn tay hắn bên trong thất sắc thiên địa chi hỏa tiêu tán. Tại bên cạnh hắn xuất hiện từng cây linh thảo, những này toàn bộ là luyện chế nhất phẩm đan dược cấp thấp linh thảo. Linh thảo từng cây bay vào thuốc chi thủy tổ thủ trưởng bên trong, không có dựa vào hỏa diễm, những linh thảo này rõ ràng toàn bộ từ từ dung cởi ra, sau đó những linh thảo này nước thuốc không ngừng dung hợp. Loại này quá trình nhất định muốn dựa vào lửa đến hoàn thành, nhưng thuốc chi thủy tổ nhưng căn bản không cần dùng đến hỏa diễm. Theo thời gian từ từ chuyển rời. Trong không khí từ từ tạo thành đan hương vị, chỉ thấy tại thuốc chi thủy tổ trong lòng bàn tay xuất hiện 30 viên nhất phẩm đan dược. Tay không luyện đan. Diệp Thần Phong cũng biết một ít, nhưng không có đến đăng phong tạo cực trình độ đây. Về phần không dùng hỏa diễm đến luyện đan, hắn lúc trước là không chút suy nghĩ qua. Xem ra hắn cũng không phải tay không luyện đan đệ nhất nhân, thuốc này chi thủy tổ sớm đã là tay không luyện đan rồi, chỉ là không có được ghi lại ở các loại cổ tịch bên trên. Có ở đây không dựa vào lò thuốc, không dựa vào hỏa diễm luyện chế ra nhất phẩm đan dược sau đó thuốc chi thủy tổ tiếp tục nói, muốn trở thành một tên chí cường đỉnh phong luyện dược sư, người đầu tiên yếu thanh chính mình tưởng tượng thành là lò thuốc, yếu thanh chính mình tưởng tượng thành là hỏa diễm. Mỗi một gã người tu luyện trong cơ thể đều có một loại khí, loại này khí hội theo tu vi tăng lên mà tăng lên, loại này khí là cực kỳ lửa nóng. Loại này khí bởi vì là tới từ ở thân thể của ngươi bên trong. Cho nên ngươi chỉ cần đem loại này khí nắm giữ, như vậy luyện chế đan dược ngươi có thể càng thêm tùy tâm sở dục. Nghe thuốc chi thủy tổ lời nói, Diệp Thần Phong trong lòng là phiên giang đảo hải, thuốc chi thủy tổ lời nói này, hoàn toàn lúc có thể lật đổ bây giờ toàn bộ chế thuốc giới rồi. Mỗi cái người tu luyện trong cơ thể đều có một loại thích hợp chế thuốc khí. Nếu như đây là sự thực lời nói, mỗi cái người tu luyện cũng có thể trở thành luyện dược sư rồi.
chỉ cần có thể mang loại này khí nắm giữ, như vậy trở thành luyện dược sư tỷ lệ sẽ tăng lên trên diện rộng. Diệp Thần Phong trở nên kích động, hắn không nghĩ tới sẽ ở hỗn độn ma đế hầm mộ nơi này, đạt được thuốc chi thủy tổ truyền thừa, chuyện này quả thật là có thể gặp mà không thể cầu. Tuy nói không phải trực tiếp tăng cao tu vi, nhưng nếu như có thể tăng lên luyện dược sư trình độ, như vậy nói không chắc hắn có thể luyện chế ra càng cường đại hơn chí tôn đan dược đến. Chương 2711, bay vọt về chất. Tại Diệp Thần Phong liên tục suy tư thời khắc. Thuốc chi thủy tổ thanh âm lần thứ hai vang lên, nhắm mắt lại hảo hảo cảm thụ trong cơ thể, chỉ có đem loại này lửa nóng khí tìm ra, người mới có tư cách bước lên chế thuốc cao nhất. Dứt tiếng sau, thuốc chi thủy tổ không lên tiếng nữa rồi, hắn tự mình bắt đầu không ngừng chế thuốc, các loại đủ loại đan dược tầng tầng lớp lớp. Trước mặt thuốc chi thủy tổ dù sao chỉ là tương tự với một loại hình ảnh, cho nên Diệp Thần Phong hiến pháp cùng đối phương trò chuyện. Hắn lặng lặng nhìn thuốc chi thủy tổ chế thuốc, cảm thụ thuốc chi thủy tổ là như thế nào cho gọi ra, hắn bên trong thân thể loại kia lửa nóng tức giận. Chỉ chốc lát sau, Diệp Thần Phong từ từ nhắm hai mắt lại, hắn bắt đầu tỉ mỉ cảm ứng, nhưng hắn lại luận làm sao cũng không tìm được trong cơ thể loại kia cái gọi là lửa nóng khí. Theo từ từ trôi qua, Diệp Thần Phong vẫn là hết đường xoay sở, hắn một lần nữa mở mắt ra. Trước mặt thuốc chi thủy tổ nhưng vẫn là không ngừng đang luyện chế các loại đan dược, không dựa vào lò thuốc, không dựa vào thiên địa chi hỏa, hắn chế thuốc quá trình vẫn là như thế nước chảy mây trôi. Hắn lần nữa cẩn thận đi cảm ứng thuốc chi thủy tổ là như thế nào điều động bên trong thân thể lửa nóng khí. Nhưng trong đầu vẫn như cũ một điểm đầu mối cũng không có, hắn căn bản cảm giác không ra thuốc chi thủy tổ loại này lửa nóng khí, rốt cuộc là từ thân thể nơi nào chia ra. Diệp Thần Phong rõ ràng bây giờ ý thức nằm ở trong khối thép bộ không gian bên trong, hắn nhất định muốn thu được thuốc chi thủy tổ truyền thừa sau, mau chóng rời đi nơi này mới được. Bên ngoài chỉ có Lâm Vũ Nhu, Lâm An Hạo cùng Thiên Ưng trông coi, hơn nữa Thiên Ưng thương thế không có khỏi hẳn đây. Những kia đồng dạng tiến vào hầm mộ cường giả vô cùng có khả năng lúc nào cũng có thể sẽ đi tới nơi này, đến lúc đó dựa vào Lâm Vũ Nhu bọn hắn khẳng định ứng phó không được. Quan trọng nhất là bản thể của hắn pháp nhúc nhích, chẳng phải là tùy ý những người khác sâu xé ma. Nếu như lão Bạch cùng lão Hắc trước hết đi tới nơi này cũng còn tốt, chỉ là vạn nhất những người còn lại trước tiên đi tới nơi này đâu này. Tuy nói từ thuốc chi thủy tổ trên người cảm giác không ra một điểm đầu mối đến, nhưng Diệp Thần Phong cũng không thể nếu tiếp tục rông dài rồi, hắn một lần nữa nhắm hai mắt lại, hắn nhất định phải mau sớm đem bên trong thân thể cái cỗ này lửa nóng khí tìm cho ra. Đây nhất định là thu được thuốc chi thủy tổ truyền thừa điều kiện chủ yếu. Trong đầu nhớ lại vừa vặn thuốc chi thủy tổ nói qua mỗi một câu nói, trong miệng hắn không khỏi lầm bầm lên trong đó một câu muốn đem tưởng tượng thành là lò thuốc, muốn đem tưởng tượng thành là hỏa diễm. Nhiều lần không ngừng nhắc đi nhắc lại. Ở trong lòng hắn có một chút rộng rãi sáng sủa, lấy khí vì diễm, lấy thể vì đỉnh. Nhất định muốn hoàn toàn chìm đắm đến luyện trong dược. Muốn đem trực tiếp cho rằng là chế thuốc công cụ. Tại có một cái hiểu ra sau đó Diệp Thần Phong từ từ lâm vào một loại phi thường trạng thái huyền diệu bên trong. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được bên trong thân thể có rất nhiều loại bất đồng khí, có thể nói mỗi một cái người tu luyện trong cơ thể đều cũng có rất nhiều loại bất đồng khí, chỉ là những này khí bình thường đều hỗn hợp lại cùng nhau. Nếu như một người nếu như không có khí, như vậy liền là chết. Nhắm mắt lại Diệp Thần Phong. Hắn cảm thụ trong cơ thể một loại lại một loại khí, nhưng trước sau lại tìm không được mà hắn cần cái loại này lửa nóng khí. Dần dần, lông mày của hắn đột nhiên nhíu lại, hắn chỉ cảm thấy toàn thân có một loại lửa nóng vậy thống khổ, cái cảm giác này tới quá mức đột nhiên, cũng quá mức mãnh liệt. Tại cái cảm giác này xuất hiện sau đó nhất cổ mừng rỡ nhất thời hiện lên trong lòng, Diệp Thần Phong hắn muốn tìm khí xuất hiện, hắn càng thêm cẩn thận cảm giác, không một lúc sau. Hắn tự nói tìm tới ngươi rồi. Hắn tìm tới trong cơ thể cái cỗ này lửa nóng khí, khi hắn nỗ lực muốn đem này cỗ khí điều động lúc thức dậy, hắn chỉ cảm thấy cả người thống khổ gấp mấy lần dâng lên, cả người hắn như cùng là được đầu nhập vào trong lò lửa bình thường, toàn thân gân mạch đều có xé rách thiêu đốt cảm giác. Nhưng nếu như không đem này cỗ khí điều động đi ra, như thế tất cả những thứ này đều phải uổng phí rồi. Cố nén trên thân thể mãnh liệt đau đớn, Diệp Thần Phong cắn răng điều động này cỗ lửa nóng khí. Mà ở hắn điều động này cỗ lửa nóng khí lúc, phía ngoài Lâm Vũ Nhu,
Lâm An Hạo cùng Thiên Ưng, bọn họ là một bước cũng không hề rời đi qua Diệp Thần Phong bên cạnh. Giờ khắc này, bọn hắn toàn bộ nhìn thấy Diệp Thần Phong toàn thân da thịt đang trở nên đỏ lên, trên người cũng đang không ngừng bốc lên lấy thuốc lá ra, bọn hắn có thể rõ ràng cảm giác được Diệp Thần Phong trên người tràn đầy một loại lửa nóng. Đây rốt cuộc là chuyện quan trọng, trên người hắn hội tỏa ra như vậy nhiệt lượng, nếu như còn tiếp tục như vậy lời nói, như vậy cho dù hắn là thần đế cảnh trung kỳ tu vi, điều này cũng nhất định là không chịu được. Lâm An Hạo nhíu mày nói ra. Thiên Ưng nói ra bình tĩnh đừng nóng, bây giờ chủ nhân ý thức tại trong khối thép, chúng ta căn bản không giúp được chủ nhân bận bịu, cũng không biết chủ nhân ở trong đó gặp phải nguy hiểm. Hiện tại chúng ta chỉ có thể kiên nhẫn chờ. Lâm Vũ Nhu chỉ là cắn môi không, mà ý thức nằm ở trong khối thép bộ trong không gian Diệp Thần Phong, trong cổ họng hắn bỗng nhiên phát ra một đạo khàn giọng tiếng hô. Xì xì, trong không khí vang lên tế vi hỏa diễm tiếng xé gió. Sát theo đó, Diệp Thần Phong trên mặt vẻ mặt thống khổ chậm rãi biến mất rồi, bàn tay phải của hắn mở ra, vừa vặn hỏa diễm tiếng xé gió đến từ chính bàn tay phải của hắn. Bây giờ bàn tay phải của hắn bên trong nhìn như là khoảng không một vật, nhưng trong đó có nhất cổ khí thể tại rất có xoay quanh, này cỗ khí thể nhiệt độ cực cao. Hắn là điều động ra trong cơ thể này cỗ lửa nóng khí thể rồi. Loại này lửa nóng khí thể là theo người tu luyện tu vi tăng lên mà tăng lên, cho nên Diệp Thần Phong từ trong cơ thể điều động mà ra lửa nóng khí thể tự nhiên cũng là power phi phàm. Hắn cảm ứng một thoáng trong bàn tay không thấy được lửa nóng khí thể. Hắn có thể tự do điều khiển rồi, cái cảm giác này so với điều khiển thanh viêm còn muốn thuận buồm xuôi gió, nếu như lấy loại khí thể này chế thuốc, như vậy hội đề cao thật lớn đan dược tỷ lệ thành công. Có thể nói vẻn vẹn là loại này lửa nóng khí thể, liền trực tiếp có thể để cho Diệp Thần Phong chế thuốc trình độ có một cái bay vọt về chất. Tại Diệp Thần Phong điều động suốt bên trong thân thể lửa nóng khí thể sau, nguyên bản đang không ngừng chế thuốc chi thủy tổ. Hắn rốt cục dừng tay lại bên trong động tác, căn bản không có cho Diệp Thần Phong cơ hội phản ứng, hắn trực tiếp biến thành một vệt sáng, tiến vào Diệp Thần Phong trong não. Tại thuốc chi thủy tổ hóa thành một đạo lưu quang tiến vào Diệp Thần Phong trong não sau, nhất thời nắm chắc tin tức ở trong đầu hắn bạo phát ra. Những tin tức này toàn bộ là liên quan với chế thuốc. Diệp Thần Phong chỉ là tùy tiện kiểm tra một hồi, tâm tình của hắn liền cực độ khoan khoái. Trong đó đã bao hàm không ít đã từng thuốc chi thủy tổ sáng tạo độc đáo đan phương, những này đan phương toàn bộ là không có lưu truyền xuống, nhưng tại những này đan phương bên trong, có không ít chí tôn đan dược là Diệp Thần Phong chưa bao giờ nghe, càng đừng nói hắn dược lực rồi, hoàn toàn không phải bây giờ chí tôn đan dược có thể so sánh được. Ở trong đầu hắn bộc phát ra lượng tin tức thực sự nhiều lắm, hắn trong thời gian ngắn cũng xem không. Chương 2712, cái đích cho mọi người chỉ trích. Đây chính là thuốc chi thủy tổ truyền thừa. Thậm chí trong đó vẫn còn có nhằm vào thần đế cảnh cường giả đỉnh cao chí tôn đan dược. Loại đan dược này tên là thần đế cửu chuyển đan, tuy nói phục dụng loại đan dược này sau đó không thể trực tiếp bước vào vĩnh sinh cảnh, nhưng tối thiểu có thể tại thần đế cảnh đỉnh phong bên trong bước ra một bước dài, tăng lên trên diện rộng sức chiến đấu. Dù sao thần đế cảnh đỉnh phong cùng vĩnh sinh cảnh trong lúc đó, có một đoạn cực kỳ xa xôi khoảng cách. Cho dù như thế, nhưng loại này tên là thần đế cửu chuyển đan đan dược, đã là đầy đủ ghê gớm rồi, tuyệt đối sẽ làm cho những thần đế cảnh đó cường giả đỉnh cao điên cuồng. Dù sao tại bây giờ hầu như không có gì chí tôn đan dược, có thể để cho thần đế cảnh cường giả đỉnh cao tăng cao thực lực được rồi. Cho dù là một tia, hơn nữa đã tới thần đế cảnh đỉnh phong, muốn bước ra một bước nhỏ. Cái này cũng là cực kỳ chật vật. Ngoại trừ thần đế cửu chuyển đan ở ngoài, còn có đủ loại thất truyền đan phương, căn bản là để Diệp Thần Phong đáp ứng không xuể. Tạm thời buông tha cho đem hết thảy tin tức đều kiểm tra một lần ý nghĩ, hắn cảm giác có nguồn sức mạnh tại đưa hắn này bôi ý thức đẩy ra ngoài rồi. Phía ngoài Lâm Vũ Nhu, Lâm An Hạo cùng Thiên Ưng, bọn hắn đang nhìn đến Diệp Thần Phong bên trong thân thể không lại tỏa ra cực hạn nóng sau đó bọn hắn cuối cùng là thở phào nhẹ nhõm. Không bao lâu, bọn hắn liền thấy Diệp Thần Phong thân thể chấn động một chút, rất nhanh hắn trong con ngươi lần thứ hai khôi phục thần thái, nhìn thấy chu vi chưa từng xuất hiện còn lại thượng giới cường giả, hắn là thở ra một hơi. Chỉ là Lâm Vũ Nhu bọn hắn còn chưa kịp hỏi Diệp Thần Phong, rốt cuộc cũng có người được truyền tống đến bọn hắn một bên.
hai cái này được truyền tống đến đây rõ ràng là lão Bạch Ngô Phong dỗi rảnh cùng lão Hắc Giang Vận Thiên. Lão Bạch cùng lão Hắc đang bị truyền tống đến nơi này, sau đó hai người bọn họ con mắt thứ nhất nhìn thấy được Diệp Thần Phong, trong đó lão Hắc cười nói, ngươi tiểu tử này, nơi nào có chỗ tốt, ngươi liền hướng nơi nào xuyên, ta cùng lão Bạch trả lẩm bẩm ngươi hội sẽ không tới nơi này đâu này. Ngươi nguyên lai so với chúng ta tới trước một bước, cái này hầm mộ sẽ không phải là ngươi mở ra chứ. Nhìn thấy lão Bạch cùng lão Hắc, Diệp Thần Phong trên mặt cũng tràn trề lên nụ cười, sư phụ, các ngươi đột phá đến thần đế cảnh hậu kỳ. Bởi vì Diệp Thần Phong không có ẩn giấu khí thế, cho nên lão Bạch cùng lão Hắc có thể rõ ràng cảm giác được Diệp Thần Phong tu vi. Lão Bạch không vui nói, ngươi tên tiểu tử này đều thần đế cảnh trung kỳ rồi, hai chúng ta làm sư phụ nếu như bị ngươi truy đã chạy tới, chúng ta chẳng phải là muốn tìm một cái lỗ chui. Lâm Vũ Nhu cùng Lâm An Hạo lập tức cung kính vấn an, Ngô lão tổ, Giang lão tổ. Lão Hắc Giang Vận Thiên nhìn xem Lâm Vũ Nhu cùng Lâm An Hạo, cười nói thế nào? Các ngươi là bây giờ thượng giới thiên tài, chúng ta tên đồ đệ này vẫn được sao? Lâm Vũ Nhu cùng Lâm An Hạo vẻ mặt một trận lúng túng, bọn hắn nhưng là thân thể trải qua Diệp Thần Phong kiểu như trâu bò rồi. Diệp Thần Phong đem Thiên Ưng lai lịch thuận miệng đối lão Bạch cùng lão Hắc giải thích một lần. Đồng dạng thanh nơi này chính là hỗn độn ma đế hầm mộ sự tình nói một lần. Lão Hắc trực tiếp hùng hùng hổ hổ lên, khó trách, nơi này nguyên lai là hỗn độn ma đế hầm mộ, vừa vặn chúng ta đã tao ngộ huyết khôi lỗi công kích, ta cùng lão Bạch phát hiện trận pháp sau đó trực tiếp mở ra trận pháp đến nơi này, những người còn lại chính ở chỗ này hao tổn đây. Diệp Thần Phong lập tức hỏi, các người đi là giao xoa khẩu cái nào cái lối đi? Chúng ta đi là giao xoa khẩu phía trước cái kia cái lối đi. Lão Hắc hồi đáp. Diệp Thần Phong gật đầu nói, xem ra bất luận lựa chọn cái nào cái lối đi, cuối cùng đều sẽ tao ngộ huyết khôi lỗi, chúng ta đồng dạng là gặp huyết khôi lỗi. Diệp Thần Phong lại đem vừa vặn khối thép đưa cho lão Bạch Ngô Phong dỗi rảnh, nói, vừa vặn ta đã lấy được thuốc chi thủy tổ truyền thừa. Lão Bạch tại tiếp nhận khối thép, vừa ý mặt thuốc chi thủy tổ. Bốn chữ. Sau đó lại nghe được Diệp Thần Phong lời nói sau, hắn là thật lâu nói không ra lời, quá rồi tốt một lúc sau, hắn mới lên tiếng, ngươi tên tiểu tử này, tới nơi nào cũng là có thể kiếm lợi người, thuốc chi thủy tổ truyền thừa a hát. Chỉ sợ ngươi bây giờ chế thuốc chi thuật hơn ta vô cùng xa đi nha. Lão Hắc cũng nói, trước ngươi chả đã lấy được hỗn độn thời đại luyện khí giới năm đại chí tôn truyền thừa. Diệp Thần Phong gật gật đầu. Khi lấy được sau khi xác nhận. Lão Hắc đồng dạng là mặt cười khổ, bọn hắn tên đồ đệ này số mệnh luôn luôn tốt vô cùng, bằng không cũng sẽ không bằng chừng ấy tuổi, là có thể đến tu vi như thế rồi. Tại lão Hắc tiếng nói vừa vặn hạ xuống thời khắc, liên thông Diệp Thần Phong bọn hắn trước đó cái truyền tống trận kia trận pháp, trong đó cũng xuất hiện 8 bóng người. Trước đó cái truyền tống trận kia rõ ràng tự chủ phá hủy, xem ra bọn hắn 8 người bên trong tuyệt đối có trận pháp tông sư, bọn hắn mới chữa trị trận pháp. Lại một lần nữa mở ra truyền tống trận. Tại đây 8 bóng người bên trong, dẫn đầu rõ ràng là Hà gia 2 vị thần đế cảnh hậu kỳ trưởng lão Hà Trung Biển cùng Hà Đông Phúc. Lão Bạch cùng lão Hắc là Dịch Dung, mà Diệp Thần Phong lần này không có Dịch Dung, trước hắn không nghĩ tới mở ra hầm mộ hội lập tức gây nên động tĩnh lớn như vậy. Hà Trung Biển cùng Hà Đông Phúc nhìn thấy Diệp Thần Phong sau đó hai người bọn họ lông mày chăm chú nhíu lại, trên mặt lập tức hiện lên nụ cười âm lạnh. Hà Trung Biển quát lạnh, thực sự là đạp phá giày sắt không nặng nơi, đến khi gặp được chẳng tốn chút công phu. Con vật nhỏ, người cùng chúng ta Hà gia ân oán, là thời điểm hẳn là yếu tính toán một chút rồi. Hà Đông Phúc nhìn thấy đứng ở Diệp Thần Phong bên cạnh Lâm Vũ Nhu cùng Lâm An Hạo, xem ra Lâm gia muốn tuyển chọn đứng ở Hà gia chúng ta đối lập mặt. Lâm Vũ Nhu cùng Lâm An Hạo không có hé răng, chỉ là thần sắc dị thường nghiêm nghị. Lão Bạch cùng lão Hắc bên trong thân thể thật khí thế trở mình vọt lên. Đang lúc này, lại có 10 tên thượng giới cường giả được truyền đưa tới, Hà Trung Biển lập tức nói ra, các vị, con vật nhỏ này chính là chúng ta Hà gia muốn nắm người, đồng dạng hắn cấu kết thiên ngoại ma vật là sự thật không thể chối cãi, bây giờ Lâm gia dĩ nhiên cũng cùng con vật nhỏ này tiến tới với nhau rồi. Hà Trung Biển đưa mắt như ngừng lại lão Bạch cùng lão Hắc trên người, hai người các ngươi như thế lạ mặt. Trước đó Lâm gia lão già kia cho các ngươi từng giải thích, nhưng nếu như ta không có đoán sai,
như vậy các ngươi chính là Ngô Phong dỗi rảnh cùng Giang Vận Thiên chứ? Đã từng có một không hai thiên tài. Xem ra này Hà Trung Biển là có một chút đầu óc người, hắn dĩ nhiên đoán được Lão Bạch cùng Lão Hắc thân phận. Lão Bạch cùng Lão Hắc cũng không muốn lại che giấu, bọn hắn trực tiếp đem trên mặt mặt nạ ra người xé xuống. Đang nhìn đến quả nhiên là Ngô Phong dỗi rảnh cùng Giang Vận Thiên sau. Hà Trung Biển tiếp tục nói, các vị, trước tiên giúp chúng ta đem các loại tặc nhân bắt, Hà gia chúng ta hội cho các ngươi một phần hài lòng hồi báo. Hà gia là bây giờ thượng giới bá chủ cấp gia tộc. Mà Lão Bạch cùng Lão Hắc tuy nói là đã từng thần thoại, nhưng bọn họ sớm đã trở thành kiểu quá khứ rồi. Ở đây những cường giả này bọn hắn tự nhiên biết hẳn là yếu lựa chọn như thế nào rồi. Hà gia địa vị bây giờ là không thể lay động. Kết quả là, từng tia ánh mắt toàn bộ như ngừng lại Diệp Thần Phong, Lão Bạch cùng Lão Hắc trên người bọn họ. Diệp Thần Phong bọn hắn rõ ràng cho thấy trở thành chúng thị chi. Chương 2713, nguy hiểm áp sát. Tại Hà Trung Biển dứt tiếng thời khắc. Một lớp lại một lớp thượng giới cường giả được truyền đưa đến nơi này, tu vi của bọn họ trên căn bản đều là tại thần đế cảnh sơ kỳ đến thần đế cảnh hậu kỳ ở giữa. Bây giờ ở cái này chủ mộ thất bên trong, đã có hơn 30 người rồi, Diệp Thần Phong trong con ngươi vẻ mặt rất là nghiêm nghị, yếu bọn hắn một hơi đối phó hơn 30 tên thần đế cảnh cường giả. Trong đó còn có không ít thần đế cảnh hậu kỳ cường giả, này đối với bọn hắn tới nói hầu như là không thể nào, cho dù hắn, Lão Bạch cùng Lão Hắc sức chiến đấu cường hãn cũng không làm nên chuyện gì rồi, thật sự là người của song phương số không thành tỷ lệ, hơn nữa Lâm Vũ Nhu cùng Lâm An Hạo liền năng lực tự vệ cũng không có, còn cần bọn hắn bảo vệ. Hà Đông Phúc sắc mặt lạnh lùng, Ngô Phong dỗi rảnh, Giang Vận Thiên, các ngươi đã từng tốt xấu cũng là thiên tài tuyệt thế. Xuất hiện tại các ngươi tốt nhất là bó tay chịu trói, đi nghe theo nhà chúng ta lão tổ xử lý, dùng các ngươi bây giờ tu vi, ở thượng giới căn bản không lật nổi gợn sóng đến rồi, không muốn làm vô vị vùng vẫy. Lão Bạch Ngô Phong dỗi rảnh cùng Lão Hắc Giang Vận Thiên nhíu chặt hai hàng chân mày lại, muốn nhớ bọn hắn đã từng là cỡ nào phong quang vô hạn, bây giờ chỉ là một cái Hà gia trưởng lão cũng dám đối với bọn hắn như vậy nói chuyện. Nhìn xem chu vi liên tục xuất hiện thượng giới cường giả. Những người này nhất định là cùng Hà gia một cái trong lỗ mũi xuất tức giận, muốn toàn thân trở ra là không thể nào. Lão Bạch cùng Lão Hắc trong gân mạch linh khí dòng sông chạy vọt lên, bọn hắn đã là chuẩn bị toàn lực đánh một trận. Diệp Thần Phong để Thiên Ưng chăm nom tốt Lâm Vũ Nhu cùng Lâm An Hạo, tuy nói Thiên Ưng thương thế vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, nhưng sức chiến đấu tuyệt đối muốn so Lâm Vũ Nhu cùng Lâm An Hạo mạnh hơn rất nhiều. Lâm Vũ Nhu cùng Lâm An Hạo nhìn thấy chính mình đã trở thành trói buộc, trong lòng bọn họ đều cực kỳ không dễ chịu, có thể bọn hắn thần tôn cảnh thực lực, tại đây chút thần đế cảnh cường giả trước mặt, hai người bọn họ ngoại trừ thêm phiền phức, liền thật sự không giúp được bất kỳ bận rộn. Hà Trung Biển cùng Hà Đông Phúc đã sớm ngờ tới Lão Bạch cùng Lão Hắc bọn hắn sẽ không bó tay chịu trói, thử nghĩ một hồi, đã từng vùng thế giới này thiên tài tuyệt thế, bọn hắn như thế nào lại cúi đầu đâu này. Hà Trung Biển cùng Hà Đông Phúc khóe miệng hiện lên cười gằn, như vậy cũng tốt, bọn hắn hiện tại nhưng một điểm cũng không sợ sợ Lão Bạch Ngô Phong dỗi rảnh cùng Lão Hắc Giang Vận Thiên, nơi này có nhiều như vậy thượng giới cường giả trợ trận, bây giờ tu vi chỉ có thần đế cảnh hậu kỳ Lão Bạch cùng Lão Hắc, cuối cùng chỉ có thể được chóc nã. Những kia không ngừng xuất hiện ở nơi này thượng giới cường giả, bọn hắn ánh mắt hí hành hạ nhìn chằm chằm Lão Bạch cùng Lão Hắc. Có thể mang đã từng vùng thế giới này thiên tài tuyệt thế đạp ở dưới bàn chân, này để cho bọn họ có một loại mơ hồ hưng phấn, dù sao Lão Bạch cùng Lão Hắc nhưng là cùng Hà gia Lão Tổ Hà không thắng đồng nhất thời kỳ nhân vật, hơn nữa khi đó Lão Bạch cùng Lão Hắc thực lực cao hơn nữa ở Hà không thắng. Ngô gia cùng Giang gia đã từng thiên tài, hiện tại cũng không gì hơn cái này đi. Các ngươi là có chắp cánh cũng không thể bay rồi. Ngô gia cùng Giang gia sớm đã trở thành kiểu quá khứ rồi. Tại bây giờ thần nguyên giới, nhưng không có gì Ngô gia cùng Giang gia rồi. Những này thượng giới cường giả, đang sôi nổi nghị luận trong lúc đó, trên người bọn hắn nhanh chóng trưng bốc lên cực hạn linh khí. Từng luồng khí thế toàn bộ xung kích hướng về phía Lão Bạch, Lão Hắc cùng Diệp Thần Phong bọn hắn. Hà Trung Biển cùng Hà Đông Phúc nhìn thấy chung quanh những cường giả này toàn bộ rất phối hợp, tại bọn hắn muốn để mọi người cùng nhau động thủ thời điểm. Chiếc kia được thô, cường tráng xiềng xích quấn chặt lấy đen tuyển quan tài, dĩ nhiên tự chủ liên tục bắt đầu run rẩy.
Trên ống khóa khắc họa hoa văn không ngừng lập lòe một loại khác thường ánh sáng. Tình cảnh này phát sinh quá đột nhiên, cho tới ở đây ánh mắt của mọi người đều bị hắn hấp dẫn. Diệp Thần Phong trước đó cũng cảm giác được cái này đen tuyền quan tài làm quỷ dị, cho nên hắn mới không có nỗ lực đi đánh mở miệng này quan tài. Nếu nơi này đã là chủ mộ thất rồi, như vậy tại đây khẩu đen tuyền trong quan tài nằm tuyệt đối là hỗn độn ma đế rồi. Ầm, 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 thanh âm liên miên không ngừng. Chiếc kia đen tuyền quan tài hoan lay động càng ngày càng lợi hại rồi, từ trên quan tài tản ra nhất cổ sóng chấn động năng lượng kỳ dị. Nguồn năng lượng này chấn động làm cho ở đây người tu luyện sinh ra một loại rung động, trong lòng bọn họ sinh ra một loại kích động, bọn hắn đều muốn đem này chiếc quan tài cho mở ra. Cách cách, cách cách, cách cách. Lay động quan tài kéo quấn quanh màu đen xiềng xích, làm cho trong không khí truyền ra kim loại va chạm nhỏ vụn âm thanh. Có hai tên thần đế cảnh trung kỳ thượng giới cường giả, bọn họ là khoảng cách đen tuyền quan tài gần nhất, bọn hắn hoàn toàn là được trong quan tài lộ ra năng lượng hấp dẫn, dưới chân bước chân không kiềm hãm được hướng về quan tài di động. Quấn chặt lấy quan tài xiềng xích là càng ngày càng không ổn định rồi, bên trên hoa văn cũng đang chậm rãi nhạt đi, e sợ lúc này chỉ cần là thần đế cảnh người tu luyện, hẳn là có thể nhẹ nhõm phá tan những này xiềng xích rồi. Cái kia hai tên mất đi năng lực suy tính thần đế cảnh trung kỳ cường giả, bọn hắn đang đến gần đen tuyền quan tài sau đó bàn tay hướng về quan tài vươn ra ngoài, Diệp Thần Phong vội vàng quát lên, lập tức dừng tay. Diệp Thần Phong tiếng quát tạm thời để lực chú ý của tất cả mọi người trong đó ở trên người hắn. Chỉ là cái kia hai tên thần đế cảnh trung kỳ cường giả, bọn hắn căn bản không có ý tứ dừng lại. Bàn tay tại chạm vào màu đen xiềng xích sau đó bọn hắn trong gân mạch linh khí dòng sông thôi thúc đã đến cực hạn, chỉ là hai cái hô hấp ở giữa, trong không khí liền vang lên xiềng xích gãy vỡ két băng âm thanh. Tại quấn chặt lấy quan tài xiềng xích gãy vỡ sau đó trong đó chảy ra năng lượng là càng thêm cuồn cuộn không đoạn rồi. Nguyên bản gãy vỡ xiềng xích được trong quan tài lộ ra năng lượng khống chế được. Siêu, xíu, xì xì, xì xì. Gãy vỡ xiềng xích trực tiếp xuyên thấu cái kia hai tên thần đế cảnh trung kỳ cường giả thân thể, hai người bọn họ thậm chí ngay cả cơ hội phản ứng cũng không có, trực tiếp là đã bị chết ở tại xiềng xích xuyên thấu bên dưới. Tình cảnh này để phần lớn người toàn bộ trợn tròn mắt. Một tiếng. Nắp quan tài tự chủ hướng lên trên quẳng, cuối cùng nặng nề rơi trên mặt đất. Diệp Thần Phong làm tin tưởng chính mình trực giác. Khi hắn muốn mang theo lão Bạch cùng lão Hắc bọn hắn tiến vào tiểu thế giới thời điểm. Oanh! Từ đen nhánh trong quan tài bạo phát ra nhất cổ cực kỳ sức mạnh đáng sợ, hơn nữa không gian bốn phía pháp tắc hoàn toàn bị hạn chế trụ rồi, nói cách khác tại này cỗ hạn chế lực không có tiêu trừ trước đó, không có bất kỳ người nào có thể rời đi cái này chủ mộ thất rồi. Cũng may chỉ Diệp Thần Phong sắc mặt một trận khó coi, tại pháp tắc không gian bị hạn chế trong nháy mắt. Hắn lập tức câu thông không tới hỗn độn nhẫn tiểu thế giới rồi. Lão Bạch Ngô Phong dỗi rảnh cho Diệp Thần Phong truyền âm, tiểu gia hỏa, xem ra hỗn độn ma đế hầm mộ cũng không đơn giản, chân chính nguy hiểm yếu áp sát rồi. Diệp Thần Phong trong con ngươi tràn đầy lệ khí, nếu như vừa vặn xiềng xích không có bị kéo đứt, như vậy chúng ta có thể ổn định lại trên ống khóa hoa văn, như vậy nói không chắc nơi này thì sẽ không sản sinh biến hóa như thế rồi. Những kia khoảng cách quan tài tương đối gần cường giả, bọn hắn đang nhìn đến trong quan tài bộ tình hình sau đó bọn hắn đứng tại chỗ là thật lâu không nói, thân thể cũng không kìm lòng được trở nên cương cứng. Chương 2714, chẳng lẽ muốn xong? Liền ngay cả Hà Trung Biển cùng Hà Đông Phúc cũng tạm thời không lo được Diệp Thần Phong, Lão Bạch cùng Lão Hắc bọn họ. Trước đó cái kia hai tên thần đế cảnh trung kỳ cường giả. Không giải thích được đã bị chết ở tại gãy vỡ xiềng xích bên dưới. Này thúc đẩy những người còn lại thật không dám đến gần rồi, nhưng chỉ cần hơi chút đến gần một chút, là có thể nhìn thấy trong quan tài cảnh tượng rồi. Chỉ thấy trong quan tài nằm một bộ hoàn hảo vô cùng thân thể, bộ thân thể này trên người huyết nhục dồi dào, thậm chí trên mặt màu da đều mang hồng hào, ngoại trừ không có hô hấp ở ngoài, quả thực cùng người bình thường không có khác gì rồi. Bộ thân thể này mặc trên người một cái trường sam màu đen, từ mặt ngoài xem ngược lại như là một người trung niên nam nhân, hắn nhắm mắt lại giống như là một bộ làm an tường dáng vẻ. Thiên ưng tại nhìn thấy trong quan tài người sau đó hắn lập tức cho Diệp Thần Phong truyền âm, chủ nhân, đây chính là hỗn độn ma đế rồi, ta đã từng thấy hắn một lần.
Diệp Thần Phong khẽ gật đầu, có trước đó hai tên thần đế cảnh trung kỳ cường giả bị giết, sau đó ở đây còn lại cường giả cũng không dám manh động rồi, chớ nói chi là hoàn toàn dựa vào gần này chiếc quan tài rồi. Một hồi lâu thời gian trong, chỗ này bị hạn chế pháp tắc không gian chủ mộ thất bên trong, liền ngay cả một chút xíu âm thanh cũng không có, chỉ có tiếng hít thở ở trong đó vang vọng. Này chiếc quan tài bên trong hỗn độn ma đế không thể nghi ngờ là chết rồi, có thể từ trong cơ thể hắn nhưng có vô cùng cường đại năng lượng không ngừng thẩm thấu ra. Không ít thượng giới cường giả đang suy tư chỉ chốc lát sau, bọn hắn trong con ngươi toàn bộ sáng khác thường ánh sáng. Ở đây tuy nói có một ít cường giả cho tới bây giờ, bọn hắn cũng không biết đây là hỗn độn ma đế hầm mộ, nhưng bọn họ cũng đều biết cái này hầm mộ là tới từ ở hỗn độn thời đại. Trong quan tài người, thân thể hắn có thể bảo tồn như thế hoàn chỉnh, thậm chí cùng người sống không có khác gì, ở trên người hắn nhất định là có bảo vật. Lại nói một kẻ đã chết trên người tại sao có thể có năng lượng thẩm thấu mà ra. Cho nên nói nhất định là hỗn độn ma đế trên người mỗ dạng bảo vật đang tác quái. Diệp Thần Phong, Lão Bạch cùng Lão Hắc bọn hắn đồng dạng có ý nghĩ như thế, chỉ là bọn hắn cũng không hề muốn phải có động tác gì, liền coi như bọn họ dám tới gần quan tài tìm tòi hư thực. Nhưng hiện tại bọn hắn là cái đích cho mọi người chỉ trích, ở đây những người còn lại nhưng sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Lần sau, Diệp Thần Phong bọn hắn đều cảm thấy có chút quái lạ, hỗn độn ma đế lấy tư cách hỗn độn thời đại một vị cường giả, hắn quan tài e sợ không đơn giản như vậy. Hà Trung Biển mở miệng nói, các vị, vẫn đứng cũng không phải biện pháp, chúng ta nhất định muốn đồng tâm hiệp lực, mới có thể thu được trong quan tài bảo vật, lấy vừa nãy xiềng xích sức mạnh tấn công đến xem. Chỉ cần có thần đế cảnh hậu kỳ tu vi, hẳn là có thể ngăn trở đỡ được. Như vậy đi, đi ra ba tên thần đế cảnh hậu kỳ tu vi người, những người còn lại phụ trách nhìn chằm chằm Ngô Phong dỗi rảnh bọn hắn, chờ chúng ta tra xét xong quan tài, lại đem bọn hắn cho bắt lại. Hà Trung Biển dứt tiếng sau đó còn lại thượng giới cường giả trên mặt toàn bộ tràn đầy vẻ do dự, đặc biệt là những thần đế cảnh đó hậu kỳ, ai biết tới gần nơi này chiếc quan tài chả sẽ gặp phải nguy hiểm gì. Các vị, phàm là đối Hà gia chúng ta có ân, Hà gia chúng ta từ trước đến giờ là sẽ gấp 10 lần báo đáp, hơn nữa hiện tại cái này trong pháp tắc không gian bị hạn chế ở, lẽ nào các ngươi muốn cả đời ở lại chỗ này sao? Hiện tại duy nhất chỗ đột phá chính là cái này chiếc quan tài rồi. Hà Trung Biển tiếp tục nói. Sốt cuộc, có ba cái lão đầu đứng dậy, tu vi của bọn họ toàn bộ tại thần đế cảnh hậu kỳ tầng thứ. Hà Trung Biển thấy thế. Hắn cười nói, đa tạ ba vị ra tay rồi, ta Hà Trung Biển khắc trong tâm khảm. Yên tâm, ta cũng sẽ cùng các ngươi đồng thời tới gần quan tài. Vừa vặn Hà Trung Biển nói không có chút nào sai, hiện tại bọn hắn không thể rời bỏ nơi này, duy nhất chỗ đột phá chính là quan tài. Nếu như bây giờ đứng ra vẫn có thể thu được Hà gia ân tình, cho nên này ba cái lão đầu đang suy tư sau một lúc, bọn hắn mới đứng ra. Này ba cái lão đầu trước tiên đi hướng này chiếc quan tài, Hà Trung Biển là đi theo gần nhất. Hà Đông Phúc không có đi tới, ánh mắt trước sau nhìn chằm chằm Diệp Thần Phong đám người, hắn cười nói, lại kiên nhẫn chờ một lát, chính mình tái tưởng cho tốt, bây giờ còn có bó tay chịu trói cơ hội, các loại đến chúng ta động thủ, các ngươi sẽ phải cụt tay gãy chân được rồi, cần gì khó xử chính mình đâu này. Diệp Thần Phong bọn hắn hoàn toàn không để ý đến Hà Đông Phúc ý tứ. Bọn hắn luôn cảm giác này chiếc quan tài không bình thường, ánh mắt một mực nhìn chăm chú vào cái kia chiếc quan tài. Ba cái kia thần đế cảnh hậu kỳ lão đầu tới gần quan tài, lúc này gãy vỡ xiềng xích không có phản ứng chút nào, trong quan tài cũng không có sản sinh bất kỳ công kích, này để ba người bọn hắn là tạm thời thở phào nhẹ nhõm. Đi theo gần nhất Hà Trung Biển, hắn cũng buông lỏng mấy phần, tại triệt để đi tới nơi này chiếc quan tài trước mặt sau. Ba cái kia thần đế cảnh hậu kỳ lão đầu do dự không quyết định, nhưng tay của bọn họ vẫn là không hẹn mà cùng đưa vào quan tài bên trong, thần kinh của bọn họ căng thẳng cao độ, nơi tay trưởng chạm vào trong quan tài hỗn độn ma đế lúc, bọn hắn chỉ cảm thấy phảng phất là chạm vào người sống bình thường bất kể là da thịt co giãn, vẫn là bóng loáng trình độ. Tại chạm vào hỗn độn ma đế thân thể sau, vẫn không có bất cứ chuyện gì phát sinh, này làm cho một bên Hà Trung Biển cũng muốn đưa tay đưa vào trong đó. Chỉ là chính lúc này. A hát, a hát, a hát. Từ ba cái kia thần đế cảnh hậu kỳ lão đầu trong cổ họng phát ra tam đạo khàn cả giọng tiếng kêu thảm thiết, chỉ thấy từ bàn tay của bọn họ bắt đầu,
thịt trên người tại dùng một loại tốc độ cực nhanh mục nát. Hầu như chỉ là 2 giây. Này ba tên thần đế cảnh hậu kỳ lão đầu, toàn thân bọn họ mục nát chỉ còn dư lại một bộ xương rồi. Vậy vừa nãy muốn đưa tay ra Hà Trung Biển, sau lưng của hắn toát ra một thân mồ hôi lạnh. Tại còn lại người đều không có từ loại này trong cơn kinh hoàng tỉnh hồn lại thời điểm, chỉ thấy nằm ở trong quan tài hỗn độn ma đế, hắn con mắt đang nhắm đột nhiên trong lúc đó mở ra. Hà Trung Biển thấy thế, dưới chân hắn bước chân liên tiếp lui về phía sau. Ầm, chỉnh chiếc quan tài đột nhiên dựng đứng lên, từ nằm ở trong quan tài hỗn độn ma đế trong đôi mắt sáng lên một đạo hào quang màu đỏ. Tại đây hồng sắc quang bận bịu sáng lên sau. Nguyên bản chủ mộ thất đông nam tây bắc bốn cái trông rất sống động tượng đá, cũng chính là đã từng hỗn độn ma đế dưới tay tứ đại sát thần. Trong ánh mắt của bọn họ dĩ nhiên cũng lóe lên một đạo hào quang màu đỏ. Sát theo đó, từ nơi này tứ đại sát thần thạch giống trên người từng người vọt lên một đạo thần đế cảnh đỉnh phong khí thế mạnh mẽ, đồng thời này bốn cái thạch giống trên người đang không ngừng rụng xuống từng tầng đá vụn. Chẳng lẽ nói này bốn cái tượng đá không là đơn thuần tượng đá? Chẳng lẽ nói này bốn cái tượng đá có thể sống lại? Bọn hắn chính là hỗn độn ma đế đã từng dưới tay tứ đại sát thần. Phải biết này tứ đại sát thần liên thủ lại, hắn sức chiến đấu nhưng là có thể cùng hỗn độn ma đế ngang hàng. Diệp Thần Phong liếc mắt nhìn lão Bạch cùng lão Hắc, nếu như nói Hà Trung Biển đám người khó có thể đối phó, nhưng nếu như hỗn độn ma đế dưới tay tứ đại sát thần phục sinh, lấy bọn hắn bây giờ sức chiến đấu, cuối cùng chỉ có là một con đường chết. Lẽ nào thật sự yếu xong? Chương 2715, được cứu rồi. Tại hỗn độn ma đế dưới tay tứ đại sát thần tượng đá xông lên khởi thần đế cảnh đỉnh phong khí thế sau. Hà Trung Biển cùng Hà Đông Phúc các loại thượng giới cường giả, sắc mặt của bọn họ vậy đột nhiên biến đổi lớn, tại trong bọn họ mạnh nhất cũng chỉ là thần đế cảnh hậu kỳ mà thôi. Nếu như này bốn cái thần đế cảnh đỉnh phong tượng đá toàn bộ phục sinh, như vậy bọn hắn còn sẽ có mạng sống rời đi nơi này sao? Trước mắt ai cũng không lo được Diệp Thần Phong, lão Bạch cùng lão Hắc bọn họ. Nơi này pháp tắc không gian hoàn toàn bị hạn chế trụ rồi, muốn phải dựa vào truyền tống trận rời đi nơi này, vốn là si tâm vọng tưởng. Nhưng mắt thấy tứ đại sát thần tượng đá thượng, hắn đá vụn bóc ra chính là càng ngày càng nhiều, cũng càng lúc càng tăng nhanh rồi, từ bọn hắn bên trên tản ra thần đế cảnh đỉnh phong khí thế cũng càng thêm nồng nặc. Hà Trung Biển lập tức nói ra, nhất định muốn tại đây bốn cái tượng đá phục sinh trước rời đi nơi này, mọi người cùng nhau thử xem có thể hay không nổ ra bốn phía vách đá. Ở trên không trước pháp tắc hoàn toàn bị hạn chế trụ dưới tình huống, muốn rời khỏi chủ này mộ thất, chỉ có Trọng mới khai thác suốt một con đường đến rồi. Khi nghe đến Hà Trung Biển đề nghị sau, thượng giới những này thần đế cảnh cường giả, bọn hắn bắt đầu điên cuồng đối bốn phía vách đá triển khai oanh kích. Các loại thủ đoạn là tầng tầng lớp lớp, bọn hắn không chút nào giữ lại thực lực rồi, đem chính mình cường đại nhất chiêu thức toàn bộ phát huy ra, bọn hắn hiện tại chỉ muốn mau chút rời đi nơi này, bằng không bọn hắn cuối cùng chỉ có là một con đường chết. Nhưng này cái chủ mộ thất bốn phía vách đá cũng không phải phổ thông chất liệu xây mà thành, các loại vô cùng cường đại công kích, tại chạm vào bốn phía vách đá lúc, căn bản là không có nổi chút tác dụng nào. Diệp Thần Phong, lão Bạch cùng lão Hắc bọn hắn cũng không hề vội vã đối bốn phía vách đá triển khai công kích, đương nhiên bọn hắn cũng đồng ý Hà Trung Biển cách nói, bây giờ chỉ có Trọng mới khai thác một con đường đi ra. Diệp Thần Phong không chút hoang mang để bàn tay đặt tại một mặt lại một mặt trên vách đá, tỉ mỉ cảm ứng vách đá nội bộ tình huống. Lông mày của hắn không tự chủ nhíu lại, hắn cảm giác tới đây vách đá rất dày, hắn thậm chí là không cảm giác được những này vách đá độ dày phần cuối. Hơn nữa tại đây chút vách đá bên trong khắc họa rậm rạp chằng chịt ký hiệu, những phù văn này bên trong toàn bộ tràn đầy sức mạnh đáng sợ, hẳn là dùng để vững chắc vách đá cường độ. Diệp Thần Phong cảm ứng hơn phân nửa vách đá, chỉ còn dư lại gần một nửa vách đá không có đi cảm ứng, nơi này mỗi một mặt vách đá cũng đều là như thế. Chỉ là tại hắn suy tư thời khắc. Két, 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 thanh âm ở trong không khí vang lên. Chỉ thấy cái kia tứ đại sát thần tượng đá thượng xuất hiện từng cái vết rạn nứt, từ bọn hắn trên người tán phát ra khí thế đáng sợ cực kỳ. Những kia chính đang công kích bốn phía vách đá thượng giới cường giả, bọn hắn không tự chủ dừng tay, toàn bộ ánh mắt tập trung vào tứ đại sát thần tượng đá bên trên. Ầm, 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 ầm.
Tứ đại sát thần tượng đá mặt ngoài toàn bộ bạo liệt ra, bọn hắn mặt ngoài một tầng hòn đá toàn bộ biến mất không còn chút nào, lộ ra trong tượng đá bộ đích xác. Xem ra chả thật không phải là thật đơn giản tượng đá, tại trong tượng đá bộ toàn bộ phong tồn một cái chân nhân. Này bốn cái thật trên thân người tản ra vô cùng vô tận lệ khí, trong cổ họng bọn họ phát ra một đạo làm người ta sợ hãi quái lạ âm thanh, trong con người ánh mắt quét mắt bốn phía, hắn trong tràn đầy khát máu thần thái. Đứng ở Diệp Thần Phong bên cạnh Lão Bạch cùng Lão Hắc, hai người bọn họ trong con người vẻ mặt là nghi ngờ không thôi rồi. Bọn hắn đúng là hỗn độn ma đế dưới tay tứ đại sát thần. Bọn hắn dĩ nhiên từ hỗn độn thời đại sống đến bây giờ. Nói như vậy, hỗn độn ma đế hẳn là cũng có thể sống đến bây giờ. Diệp Thần Phong nghi vấn đạo. Lão Bạch Ngô Phong dỗi rảnh lắc đầu nói ra, này tứ đại sát thần làm quái lạ, hỗn độn thời đại khoảng cách bây giờ có bao nhiêu năm tháng. Hơn nữa hỗn độn thời đại chả đã trải qua to lớn hạo kiếp, này tứ đại sát thần tuyệt đối không thể bình thường sống sót. Nếu như nơi này trong quan tài chính là hỗn độn ma đế, như vậy ta có thể khẳng định hỗn độn ma đế là chết. Thiên ưng đi tới Diệp Thần Phong bọn hắn bên cạnh, nhỏ giọng nói, chủ nhân, này tứ đại sát thần xác thực không thể tính là người sống, ta nhớ được hỗn độn ma đế nghiên cứu ra một loại tên là hoạt tử nhân nước thuốc. Đang tu luyện người khi còn sống, chỉ cần đem loại nước thuốc này thẩm thấu tiến đầu của bọn họ bên trong, sau đó đem bọn hắn cho phong tồn. Đợi được bọn hắn được gọi lúc tỉnh, bọn hắn liền sẽ biến thành hoạt tử nhân rồi. Loại chuyện lặt vặt này người chết còn cao hơn huyết khôi lỗi suốt một cái thứ bậc, hoạt tử nhân hội bảo lưu lại một phần năng lực suy nghĩ, cùng với khi còn sống một phần ký ức, cho nên bọn hắn so với huyết khôi lỗi còn đáng sợ hơn nhiều. Thế nhưng, hoạt tử nhân nếu như được tỉnh lại, bọn hắn chỉ có thể sống ước chừng một năm. Thiên ưng cho Diệp Thần Phong bọn hắn giải thích thời điểm. Được tỉnh lại tứ đại sát thần, thân ảnh của bọn họ chuyển động, bên trong thân thể thần đế cảnh đỉnh phong khí thế bạo phát đã đến cực hạn. Ở đây những này thần đế cảnh cường giả như thế nào lại là tứ đại sát thần đối thủ? Tu vi của bọn họ liền thấp hơn tứ đại sát thần, cho nên nói bất kể là sức mạnh vẫn là tốc độ, bọn hắn đều còn kém rất xa tứ đại sát thần. Bất quá, những này thượng giới cường giả là thắng ở nhiều người. Bọn hắn liên hợp lại đồng thời sử dụng tới các loại mạnh mẽ bí thuật. Đáng tiếc những này liên hợp lại bí thuật công kích tại tứ đại sát thần trên người, đối với bọn họ dĩ nhiên không tạo nên chút nào thương tổn tác dụng. Này làm cho tránh né đến một bên Diệp Thần Phong, trong lòng cũng là nghiêm nghị cực kỳ, vừa vặn loại kia thượng giới cường giả liên thủ sức mạnh tấn công, chỉ sợ hắn cũng không cách nào mạnh mẽ chống đỡ xuống, mà tứ đại sát thần nhưng thật giống như căn bản không có chuyện gì như thế. Thiên ưng vội vàng lại nói, đúng rồi, chủ nhân, loại chuyện lặt vặt này người chết, thân thể của bọn họ cường độ hội tăng lên trên diện rộng, cường độ thân thể hội so với bọn họ khi còn sống tăng lên mười mấy lần, gấp mấy chục lần, thậm chí mấy trăm lần, nói cách khác này tứ đại sát thần bây giờ cường độ thân thể, đã sớm vượt qua thần đế cảnh đỉnh phong, khả năng tiếp cận sống mãi cường độ rồi. Có bực này cường độ thân thể, lại tăng thêm bọn hắn tự thân tu vi phòng ngự. Bọn hắn tự nhiên là có thể ung dung chống đỡ dưới vừa vặn loại kia power công kích. Tại phát hiện liên thủ công kích căn bản không có hiệu quả sau. Thượng giới những cường giả này bắt đầu hoảng hốt. Tại đây chút thượng giới cường giả bắt đầu hoảng hốt sau đó cục diện lập tức biến thành tứ đại sát thần một phương diện tàn sát. Tứ đại sát thần công kích vô cùng đơn giản, bọn hắn yêu thích thuần túy giết chóc, bọn hắn yêu thích bằng vào hai tay của mình. Đem các loại thượng giới cường giả cho trực tiếp xé nát. Chỉ là một sẽ thời gian, thượng giới cường giả liền trọn vẹn chết rồi có khoảng 20 người rồi. Diệp Thần Phong biết nhất định phải nghĩ biện pháp rời khỏi, hắn đối với Lão Bạch cùng Lão Hắc nói ra, xem ra chỉ có đi hỗn độn ma đế trong quan tài tìm xem đầu mối. Diệp Thần Phong trước tiên hướng về quan tài đánh tới. Nguyên bản triển khai giết chóc tứ đại sát thần, bọn hắn lập tức chú ý tới Diệp Thần Phong. Trong cổ họng phát ra tức giận tiếng gào. Bốn người bọn họ bên trong thân thể thật khí thế dường như núi lửa bộc phát, bàn tay đột nhiên hướng về Diệp Thần Phong phương hướng đẩy một cái. Bốn đạo cực hạn kình khí hướng về Diệp Thần Phong quấn giết tới. Lão Bạch cùng Lão Hắc lập tức tiến lên ngăn cản, nhưng bọn họ chỉ là đã ngăn được một phần kình khí cắn giết. Tới gần quan tài Diệp Thần Phong đến không kịp né tránh rồi, hắn chỉ có thể đi kiên trì đỡ lấy những này lực xoắn.
tại đỡ lấy những này lực xoắn đồng thời. Thân thể của hắn bị hung hăng đánh bay ra ngoài, cuối cùng hướng đánh vào một mặt trên vách đá. Mặt vách đá này vừa vặn là Diệp Thần Phong trước đó không có cảm ứng qua, đụng vào trên vách đá trong nháy mắt, trong lòng của hắn đột nhiên vui vẻ, được cứu rồi. Chương 2716, tạm thời liên thủ. Chỉ vì đụng vào trên vách đá thời điểm, Diệp Thần Phong có thể nhận biết được mặt vách đá này độ dày, trước đó cảm giác những kia vách đá, toàn bộ đều cảm giác không tới phần cuối. Mà mặt vách đá này độ dày, căn cứ Diệp Thần Phong suy đoán, đại khái có khoảng 1m50. Đương nhiên trong đó cũng là che kín các loại ký hiệu, muốn tự tối đơn bạc vách đá, chỉ sợ cũng không phải đơn giản như vậy, nhưng mặt vách đá này là rời đi nơi này hy vọng duy nhất. Trước đó cũng có thần đế cảnh thượng giới cường giả tại oanh kích một cái mặt vách đá, bây giờ mặt vách đá này hoàn hảo không chút tổn hại, có thể thấy được mặt vách đá này cường độ rồi. Diệp Thần Phong vừa vặn vì đỡ tứ đại sát thần lực xoắn, hắn nhưng là đem sức mạnh của mình thôi thúc đã đến cực hạn, cũng còn tốt có lão Bạch cùng lão Hắc giúp hắn đã ngăn được một phần, nhưng cho dù như thế, hắn hai cái cánh tay ống tay áo toàn bộ vỡ vụn, trên cánh tay cũng che kín từng đạo vết máu. Cánh tay bên trong có một loại không sử dụng ra được lực cảm giác, đặc biệt là cánh tay bên trong gân mạch từng đợt quặn đau. Tứ đại sát thần đem Diệp Thần Phong cho đánh bay ra ngoài, sau đó bọn hắn vẫn là không thỏa mãn, thân ảnh của bọn họ hướng về Diệp Thần Phong tấn công tới. Bây giờ liền tiểu thế giới cũng không cách nào tiến vào, hơn nữa tứ đại sát thần liên thủ sức chiến đấu có thể cùng hỗn độn ma đế ngang hàng, quan trọng nhất là bây giờ tứ đại sát thần vẫn là hoạt tử nhân. Thân thể bọn họ cường độ đáng sợ cực kỳ. Đối mặt tứ đại sát thần, có thể nói Diệp Thần Phong liền một điểm phần thắng cũng không có. Nhìn thấy Diệp Thần Phong chịu đến tứ đại sát thần liên thủ công kích, lão Bạch cùng lão Hắc tự nhiên không thể ngồi yên không để ý đến. Hai người bọn họ lập tức tới gần hỗn độn ma đế quan tài, hai tay trực tiếp thăm dò vào quan tài bên trong. Quả nhiên, này lập tức hấp dẫn tứ đại sát thần, xem ra muốn đụng vào quan tài. Ai liền sẽ lập tức trở thành tứ đại sát thần mục tiêu công kích. Tứ đại sát thần khuôn mặt lộ ra vẻ dữ tợn, có vừa vặn Diệp Thần Phong ví dụ phía trước, lão Bạch cùng lão Hắc động tác rất nhanh, không đợi tứ đại sát thần công kích, bàn tay của bọn họ đã thăm dò vào đến trong quan tài rồi, bọn hắn cũng muốn tại trong quan tài tìm một chút manh mối. Rất nhanh, lão Bạch từ hỗn độn ma đế trên người lấy ra một viên tay cỡ bàn tay màu xanh lam viên cầu. Mà lão Hắc từ hỗn độn ma đế trên người lấy ra một viên màu đen viên cầu. Tứ đại sát thần vốn là muốn sẽ đối lão Bạch cùng lão Hắc tiến hành khoảng cách xa diệt sát, lại như vừa vặn công kích Diệp Thần Phong như thế, nhưng bọn họ đang nhìn đến lão Bạch cùng lão Hắc tại hỗn độn ma đế trên người lấy ra hai viên viên cầu, sau đó trong cổ họng bọn họ tức giận tiếng hô không ngừng, bằng tốc độ nhanh nhất hướng về lão Bạch cùng lão Hắc lướt tới. Mà nắm màu xanh lam cùng màu đen viên cầu lão Bạch cùng lão Hắc, bọn hắn còn chưa kịp kiểm tra cái này hai viên viên cầu. Cái này hai viên viên cầu liền trực tiếp thẩm thấu tiến trong lòng bàn tay của bọn hắn, cuối cùng dĩ nhiên tự do đến thân thể của bọn họ bên trong. Bọn hắn cũng không lo được kiểm tra thân biến hóa trong cơ thể rồi, đối mặt tứ đại sát thần áp sát, hai người bọn họ cấp tốc lùi về sau, hướng về thượng giới cường giả trong đám người tới gần. Hà Trung Biển sắc mặt âm trầm quát, Ngô Phong dỗi rảnh, Giang Vận Thiên. Các ngươi nếu như đang đến gần lời nói, đừng trách chúng ta hạ sát thủ rồi. Những kia thượng giới cường giả toàn bộ chuẩn bị kỹ càng đối lão Bạch cùng lão Hắc triển khai công kích, bọn hắn cũng không muốn được tai bay vạ gió. Nơi xa chỉ hoãn thở ra một hơi Diệp Thần Phong, hắn quát ta có rời đi nơi này phương pháp xử lý rồi, nhưng tiền đề chúng ta bây giờ nhất định phải tạm thời thả xuống ân oán, cho dù hiện tại tứ đại sát thần mục tiêu là chúng ta, nhưng chúng ta sau khi chết. Liền muốn đến phiên các ngươi. Nghe được Diệp Thần Phong nói có biện pháp rồi, còn có về sau một lời nói sau đó thượng giới cường giả, bao quát Hà Trung Biển cùng Hà Đông Phúc, bọn hắn cũng biết môi hở răng lạnh đạo lý, hiện tại nhất định muốn thả xuống ân oán đồng tâm hiệp lực đối địch, hiện tại thêm một cái người liền thêm một phần sức mạnh. Thượng giới cường giả bên trong, một tên mặc áo đen thần đế cảnh hậu kỳ lão giả, hắn nói ra, này có đạo lý, bây giờ không phải là so đo lúc. Chúng ta nhất định muốn một nổi công kích. Ông lão mặc áo đen trước tiên đón nhận lão Bạch cùng lão Hắc, tại ông lão mặc áo đen có lựa chọn sau đó còn lại cường giả cũng dồn dập hành động, cuối cùng liền ngay cả Hà Trung Biển cùng Hà Đông Phúc,
bọn hắn cũng cực kỳ không tình nguyện tiến lên đồng thời liên thủ đối phó tứ đại sát thần. Tại Lão Bạch cùng Lão Hắc từ hỗn độn ma đế trên người cầm đi hai viên viên cầu sau đó chỉ thấy hỗn độn ma đế trên người cũng lại không khí thế lộ ra rồi, thân thể của hắn cũng nhanh chóng khô quắt xuống, chỉ là mấy cái trong nháy mắt, liền biến thành một bộ đáng sợ khô. Thi, Diệp Thần Phong ánh mắt như ngừng lại quan tài bên trong, hắn nhìn thấy trong quan tài còn có một viên màu trắng viên cầu, thừa dịp Lão Bạch, Lão Hắc cùng thượng giới cường giả hấp dẫn hỏa lực đồng thời, hắn lập tức xuất hiện tại quan tài bên. Hắn đem màu trắng viên cầu nắm trong tay. Lúc này tứ đại sát thần, bọn hắn không lo được Diệp Thần Phong rồi, dù sao Lão Bạch cùng Lão Hắc cầm đi hai viên viên cầu. Thượng giới cường giả là lần lượt vẫn lạc. Hà Trung Biển hướng về Diệp Thần Phong giận dữ hét, con vật nhỏ, ngươi có phải hay không đang đùa chúng ta? Ngươi nói có biện pháp rời đi nơi này. Diệp Thần Phong không để ý đến Hà Trung Biển. Hắn một lần nữa về tới cái kia một mặt tối đơn bạc trước vách đá. Trong tay hắn màu trắng viên cầu không có đi vào trong thân thể của hắn, tại đi tới vách tường bên sau đó dĩ nhiên trực tiếp từ viên cầu bên trong bạo phát ra nhất cổ màu trắng sức mạnh, nguồn sức mạnh này tại đi vào trong vách tường sau đó làm cho kỳ biến được lung ta lung tung lên. Tuy nói ký hiệu không có bị trừ đi, nhưng vững chắc lực lượng thật to giảm bớt. Nguyên bản những phù văn này chính là Diệp Thần Phong nan đề. Hiện tại tất cả nghênh nhận nhi giải, hắn lập tức quát lên, toàn bộ các người hướng về phía ta bên này tập trung, đồng thời liên thủ triển khai một cái tầng phòng hộ. Xuất hiện tại không có lựa chọn nào khác rồi, những kia thượng giới cường giả chỉ có thể nghe theo Diệp Thần Phong lời nói. Lão Bạch, Lão Hắc cùng những người còn lại đồng thời triển khai một cái tầng phòng hộ, do cho nên bọn họ đồng thời triển khai tầng phòng hộ, cho nên tứ đại sát thần bình thường công kích. Ngược lại cũng không cách nào công phá cái này tầng phòng hộ, nhưng là không kiên trì được bao lâu. Triển khai tầng phòng hộ sau đó Lão Bạch bọn hắn nhanh chóng đi tới Diệp Thần Phong bên cạnh, tầng phòng hộ thủy chung là nằm ở triển khai trạng thái. Tứ đại sát thần thấy phổ thông công kích không cách nào nhanh nhất phá tan tầng phòng hộ, bốn người bọn họ trong cơ thể linh khí sôi trào lên. Bàn tay đồng thời hướng về tầng phòng hộ đánh ra. Không khí trong nháy mắt trở nên bạo loạn cực kỳ. Không gian vặn vẹo dường như bánh quai trèo giống nhau. Tại trước người bọn họ đột nhiên từng người tạo thành một cái lớn vô cùng màu đen loạn lưu, này bốn cái màu đen loạn lưu, tấn mãnh hướng về tầng phòng hộ đánh tới. Cảm giác được bực này sức mạnh, Hà Trung Biển quát, con vật nhỏ, người đến cùng muốn làm gì? Diệp Thần Phong chỉ là bình thản nói ra, mọi người lập tức hướng về hai bên né tránh. Bởi tầng phòng hộ có thể chống đỡ vài giây. Cho nên mỗi người đều có hướng về hai bên cơ hội tránh né. Tại tầng phòng hộ bị phá ra sau đó bốn cái màu đen loạn lưu đột nhiên hướng đánh vào trên vách đá. Oanh, một tiếng. Trên vách đá phá tan rồi một cái cự đại lỗ hổng, thậm chí có thể nhìn thấy lỗ hổng sau không gian. Tất cả mọi người nhất thời một trận kinh hỉ. Tại Diệp Thần Phong dưới sự chỉ huy, thật sự mở ra một cái thoát đi lỗ hổng. Chương 2717, trong mộ mộ. Trên vách đá mở ra một lỗ hổng sau. Diệp Thần Phong sớm đã chuẩn bị sẵn sàng, hắn vừa vặn cũng cho Lão Bạch, Lão Hắc cùng Lâm Vũ Nhu đám người truyền âm rồi. Cho nên bọn họ là trước tiên hướng về lỗ hổng bên trong sông đi. Hà Trung Biển các loại còn lại thượng giới cường giả, bọn hắn đang nhìn đến Diệp Thần Phong đám người cử động sau đó cũng dồn dập nhanh chóng hướng về lỗ hổng bên trong sông đi. Tứ đại sát thần tuy nói là hòa tử nhân rồi, nhưng bọn họ có một phần năng lực suy nghĩ, nhìn thấy là sức mạnh của mình phá tan rồi vách đá, trong cổ họng bọn họ tiếng giống giận dữ là càng thêm phẫn nộ rồi, trên người linh khí phảng phất như bạo phát lũ lớn bình thường đối với mấy cái này muốn đi vào lỗ hổng cường giả tiến hành rồi nhanh chóng công kích. Diệp Thần Phong, Lão Bạch cùng Lão Hắc bọn hắn là cái thứ nhất thông qua lỗ hổng rời đi chủ mộ thất, nguyên bản bọn hắn chả muốn trốn khỏi. Thế nhưng phát hiện tứ đại sát thần thật giống chỉ có thể bị hạn chế tại chủ mộ thất bên trong, căn bản vô pháp từ trong đó đi ra, này để cho bọn họ cũng không vội vã trốn, mà là chậm rãi thở phào nhẹ nhõm, đánh giá bốn phía. Diệp Thần Phong lấy được màu trắng viên cầu, hắn tra xét không ra viên này màu trắng viên cầu tác dụng, chỉ là cảm giác trong đó có một nguồn sức mạnh, nhưng hắn nhưng không có cách đem nguồn sức mạnh này cho rút ra đi ra. Thế là, hắn chỉ có thể tạm thời đem màu trắng viên cầu thu vào. Mà tiến vào Lão Bạch cùng Lão Hắc bên trong thân thể màu xanh lam viên cầu cùng màu đen viên cầu,
từ từ tiến vào hai người bọn họ trong đan điền, tại đan điền của bọn hắn bên trong chậm rãi xoay tròn, không ngừng có nhu hòa sức mạnh từ màu xanh lam viên cầu cùng màu đen viên cầu bên trong tràn ra, được hai người bọn họ nhẹ nhõm hấp thu. Phát hiện điểm này, lão Bạch cùng lão Hắc trong lòng vui vẻ, hai người bọn họ lợi dụng truyền âm cùng Diệp Thần Phong trò chuyện. Tiểu gia hỏa, xem ra chúng ta không tốn thời gian dài rất có thể sẽ bước vào thần đế cảnh đỉnh phong, thân là sư phụ của ngươi thật đúng là áp lực to lớn, tùy thời tùy chỗ đều muốn lo lắng được ngươi tên đồ đệ này cho đã vượt qua. Lão Bạch Ngô Phong dỗi rảnh cười nói. Lão Hắc Giang Vận Thiên cũng nói, tiểu tử, ngươi không phải là đã lấy được một viên màu trắng viên cầu sao? Lẽ nào viên kia màu trắng viên cầu không có bất kỳ tác dụng? Diệp Thần Phong khẽ cười khổ, tác dụng là có, nếu không phải viên này màu trắng viên cầu bên trong sức mạnh để vách đá bên trong ký hiệu trở nên hỗn loạn, coi như là mượn tứ đại giết lực lượng của thần, chỉ sợ cũng không cách nào phá mở một cái mặt nhìn như mỏng nhất vách đá. Diệp Thần Phong nhìn xem bốn phía. Chỉ thấy vách đá này sau lưng là một chỗ lớn vô cùng không gian, hoặc là nói là một mảnh diện tích không nhỏ tiểu thế giới. Phóng tầm mắt nhìn tới là có thể nhìn thấy xanh rừng cây cùng từng tòa cao sơn, vách đá này sau lưng tại sao sẽ là như vậy cảnh tượng đâu này. Tại dùng truyền âm nói chuyện với nhau vài câu sau đó Diệp Thần Phong bọn hắn nhìn xem cảnh tượng chung quanh, trong lòng toàn bộ tràn đầy nghi hoặc. Mà cùng lúc đó, Hà Trung Biển cùng Hà Đông Phúc các loại thượng giới cường giả cũng mặt mày xám xịt từ lỗ hổng đến nơi này, bởi vì nhận lấy tứ đại sát thần công kích. Cho nên lại chết mấy tên thượng giới thần đế cảnh cường giả. Bây giờ thêm vào Hà Trung Biển cùng Hà Đông Phúc ở bên trong, thông qua lỗ hổng tới chỗ này thượng giới cường giả tổng cộng chỉ có 12 người rồi. Hà Trung Biển cùng Hà Đông Phúc sắc mặt cực độ khó coi, vừa vặn tại thông qua lỗ hổng thời điểm, hai người bọn họ thiếu một chút liền đã bị chết ở tại tứ đại sát thần trong tay. Bây giờ thông qua lỗ hổng, có thể thấy rõ ràng tứ đại sát thần tại chỗ lỗ hổng trông coi. Chỉ là bọn hắn không cách nào thông qua lỗ hổng rời đi, sự công kích của bọn họ cần phải cũng không cách nào xuyên qua lỗ hổng, bằng không bọn hắn là có thể thi triển các loại bí thuật tiến hành công kích. Có tứ đại sát thần tại lỗ hổng bên trong trông coi, bọn họ là không cách nào nữa lần tiến vào chủ mộ thất rồi, chỉ có thể mặt khác tìm kiếm rời đi đường. Hà Trung Biển cùng Hà Đông Phúc bọn hắn nhìn thấy sau vách đá tiểu thế giới này, bọn hắn từng cái cũng lâm vào ngây người bên trong. Diệp Thần Phong ánh mắt nhìn về phía Thiên Ưng. Thiên Ưng tốt xấu cũng là hỗn độn thời đại, tổng so với bọn họ những người này kiến thức nhiều lắm. Diệp Thần Phong trong lòng tràn đầy nhiều nghi hoặc, nếu như nói vừa vặn cung điện kia là hỗn độn ma đế chủ mộ thất, như vậy chủ mộ thất phải là một cái hầm mộ cuối, nhưng vách đá sau lưng tiểu thế giới này lại là chuyện gì xảy ra? Tiểu thế giới này rất rõ ràng là bị người hết sức chế tạo ra. Diệp Thần Phong bọn hắn bây giờ đứng địa phương là gạch xanh mặt đất, yếu hướng phía trước bước ra một mét sau đó bọn hắn mới có thể đứng ở tiểu thế giới này bùn đất trên mặt đất. Thiên Ưng lông mày cũng chăm chú nhíu lại, ở trong đầu hắn không có bất kỳ một tia manh mối thời điểm. Chỉ thấy tiểu thế giới bùn đất trên mặt đất, trong đó bùn đất dĩ nhiên từ từ nhuyễn chuyển động, này để ánh mắt của mọi người toàn bộ tập trung vào trên bùn đất. Từ từ, từ từ. Tại nguyên bản nhìn như phổ thông bùn trên mặt đất, xuất hiện một cái lớn vô cùng chữ, cái chữ này chính là yêu. Sau đó, một loại chất lỏng màu đỏ tươi, từ từ nhiễm đỏ này cái lớn vô cùng yêu chữ. Ở cái này yêu chữ xuất hiện sau đó Thiên Ưng sắc mặt đột nhiên biến đổi, mà Diệp Thần Phong cũng tựa hồ nghĩ tới điều gì, hắn cho Thiên Ưng truyền âm nói, nơi này chẳng lẽ nói là hỗn độn yêu đế hầm mộ. Thiên Ưng dùng truyền âm hồi đáp, chủ nhân. Căn cứ tình huống trước mắt đến xem, nơi này hay là thật sự sẽ là hỗn độn yêu đế hầm mộ, mà vừa vặn cái kia hầm mộ cũng đích thật là hỗn độn ma đế. Hỗn độn yêu đế thân là yêu thú, hắn yêu nhất tự nhiên cao sơn lưu thủy cùng núi rừng, lấy một thế giới nhỏ trực tiếp lấy tư cách hắn hầm mộ, điều này cũng đúng hợp tình hợp lý. Đây là một cái trong mộ mộ, hỗn độn yêu đế muốn so hỗn độn ma đế sống lâu, hắn hẳn là tìm tới hỗn độn ma đế hầm mộ. Trực tiếp tại hỗn độn ma đế hầm mộ sau lưng kiến tạo của mình hầm mộ. Cứ như vậy, nếu quả như thật có đạo mộ giả xông vào trong đó muốn thu được bảo vật, như vậy đánh cắp cũng chỉ biết là hỗn độn ma đế hầm mộ. Diệp Thần Phong khẽ gật đầu, trước hắn đã sớm từ phía trên ưng trong miệng biết được, năm đó hỗn độn ma đế tại hỗn độn yêu đế trong tay đã bị thiệt thòi không ít,
ai biết này hỗn độn ma đế chết rồi, hỗn độn yêu đế cũng không có buông tha hắn, trực tiếp dùng hắn hầm mộ đến che giấu tai mắt người, trực tiếp khi hắn hầm mộ sau lưng kiến tạo của mình hầm mộ. Bất quá! Trong mộ mộ cũng tốt, lần này Diệp Thần Phong mới đã lấy được một cái thuốc chi thủy tổ truyền thừa, tu vi của hắn nhưng vẫn không có tăng lên, bây giờ xuất hiện hỗn độn yêu đế hầm mộ, tu vi của hắn tăng lên có hy vọng rồi. Diệp Thần Phong lợi dụng truyền âm đối Lão Bạch cùng Lão Hắc bọn hắn nói rõ một chút tình huống. Mà Hà Trung Biển cùng Hà Đông Phúc đám người, bọn hắn trong con ngươi tràn đầy nghiêm nghị cùng nghi hoặc, trống trơn là dựa vào trên mặt đất một cái yêu chữ. Bọn hắn căn bản suy đoán không ra nơi này là một cái trong mộ mộ, hơn nữa là hỗn độn yêu đế hầm mộ. Bởi vì tiểu thế giới này nhìn qua căn bản cũng không như là truyền thống hầm mộ. Hà Trung Biển cùng Hà Đông Phúc tại nhìn không ra cái gì, sau đó hai người bọn họ ánh mắt lần thứ hai tập trung vào Diệp Thần Phong cùng Lão Bạch bọn người trên thân rồi, bọn hắn nhưng không có quên phải đem Diệp Thần Phong đám người cho nắm bắt lấy xuống. Chỉ là không đợi Hà Trung Biển cùng Hà Đông Phúc mở miệng, Diệp Thần Phong bọn hắn trực tiếp bước ra gạch xanh mặt đất, đi hướng tiểu thế giới này bùn đất mặt đất. Chương 2718, trợn tròn mắt đi. Hà Trung Biển cùng Hà Đông Phúc cho rằng Diệp Thần Phong bọn họ là muốn chạy trốn, dưới chân bọn họ bước chân cũng lập tức đi theo. Về phần còn lại thượng giới thần đế cảnh cường giả, bọn hắn tự nhiên cũng đạp về tiểu thế giới bùn đất mặt đất. Diệp Thần Phong bọn hắn là cái thứ nhất đạp ở tiểu thế giới bùn đất trên mặt đất. Chỉ là tại bọn hắn vừa vặn đạp ở tiểu thế giới trên mặt đất lúc, bốn phía nhất thời tạo thành từng trận mạnh mẽ mà lại hỗn loạn khí lưu. Những khí lưu này tuy nói sẽ không đối thân thể tạo thành tổn thương, nhưng khí lưu xung kích đang tu luyện người trên người sau đó bao quát thần đế cảnh hậu kỳ cường giả cũng là ngã trái ngã phải, dưới chân bước chân căn bản đứng không vững. Nguyên bản muốn ngăn cản Diệp Thần Phong bọn hắn đường đi Hà Trung Biển cùng Hà Đông Phúc. Thân thể của bọn họ bị tức lưu xung kích đã đến một bên khác đi. Những kia bước vào tiểu thế giới này mặt đất thần đế cảnh cường giả, bọn hắn cũng căn bản không khống chế được thân thể của mình. Đột nhiên trong lúc đó, những này tràn ngập ở trong không khí khí lưu là càng ngày càng kịch liệt. Oanh, một tiếng, hết thảy khí lưu tại trong khoảnh khắc toàn bộ ngưng tụ tới đồng thời, một đạo màn ánh sáng màu xanh lam nằm ngang ở tiểu thế giới này chính giữa. Trực tiếp đem tiểu thế giới này cho chia ra làm hai rồi. Cái này một đạo màn ánh sáng màu xanh lam nối thẳng tiểu thế giới đỉnh chóp, độ dài cũng căn bản không nhìn thấy phần cuối. Diệp Thần Phong cùng Lão Bạch đám người toàn bộ nằm ở màn ánh sáng màu xanh lam bên phải, đương nhiên còn có bốn tên thần đế cảnh hậu kỳ thượng giới cường giả, bọn hắn cũng cùng Diệp Thần Phong bọn người ở tại đồng thời. Hà Trung Biển cùng Hà Đông Phúc bọn hắn nằm ở màn ánh sáng màu xanh lam bên trái. Còn lại 6 tên thượng giới cường giả cùng với bọn họ. Này hoàn toàn là bị tức lưu xung kích nguyên nhân, bọn hắn vừa nãy đều phải không cách nào khống chế thân thể của mình. Tại màn ánh sáng màu xanh lam hình thành trong nháy mắt, toàn bộ tiểu thế giới pháp tắc toàn bộ cải biến, Diệp Thần Phong bọn hắn cảm giác trong gân mạch linh khí dòng sông được chế trụ, nơi này pháp tắc không gian tự nhiên cũng là bị hạn chế ở. Có thể nói Diệp Thần Phong bọn hắn xuất hiện tại tăng lên không nổi bất kỳ một tia khí thế, có chỉ là thuần túy nhục thân cường độ mà thôi. Hà Trung Biển cùng Hà Đông Phúc thử đi tiếp xúc màn ánh sáng màu xanh lam, bọn hắn xuất hiện này màn ánh sáng màu xanh lam cường độ rất lớn, e là cho dù tu vi của bọn họ không có bị áp chế lại, bọn hắn muốn phá vỡ này màn ánh sáng màu xanh lam cũng không phải chuyện đơn giản như vậy. Này màn ánh sáng màu xanh lam chỉ là đem hai bên ngăn cách lên, nhưng âm thanh lại vẫn có thể ở trong đó truyền bá. Hà Trung Biển nhìn xem cùng Diệp Thần Phong bọn hắn ở chung với nhau bốn tên thần đế cảnh hậu kỳ thượng giới cường giả, hắn quát lên, các ngươi lập tức đem Ngô Phong dỗi rảnh bọn hắn bắt lại, hiện tại mọi người tu vi đều bị hạn chế ở, bốn người các ngươi người muốn bắt được Ngô Phong dỗi rảnh bọn hắn hẳn không có vấn đề quá lớn. Dù sao Lâm Vũ Nhu cùng Lâm An Hạo như vậy nguyên bản tu vi cũng chỉ có thần tôn cảnh. Bọn hắn căn bản không có được Hà Trung Biển để ở trong mắt. Cái kia bốn tên cùng Diệp Thần Phong bọn hắn tại đồng nhất trách thần đế cảnh hậu kỳ cường giả, bọn họ là bốn cái lão đầu, không khỏi cùng liếc mắt nhìn nhau một cái, hà ra là bọn hắn không đắc tội nổi, nhưng tình huống bây giờ có vẻ như không ổn, bọn hắn căn bản đi không đến Hà Trung Biển đám người cái kia một bên, nếu như bắt Ngô Phong dỗi rảnh đám người, như vậy bọn hắn chỉ còn dư lại bốn người rồi, tại loại này không biết trong hoàn cảnh. Nhiều người mới là sức mạnh.
Hơn nữa vừa vặn tại hỗn độn ma đế chủ mộ thất bên trong, nếu không có Diệp Thần Phong, chỉ sợ bọn họ hiện tại đã là bị mất mạng rồi. Tại quyền hành lợi và hại sau đó này bốn cái cùng Diệp Thần Phong bọn hắn tại đồng nhất trách lão đầu, một tên trong đó ăn mặc trường bào màu xám lão đầu, hắn nói ra, Hà Trung Biển, bây giờ không phải là tính toán ân oán cá nhân lúc chứ. Bọn hắn cùng các ngươi Hà gia ở giữa ân oán, hẳn là yếu rời đi nơi này tại tính. Hà Trung Biển nghe thấy áo xám lão giả lời nói, lại nhìn thấy còn lại ba cái lão đầu chấp nhận, trong lòng của hắn khí phải không đánh một chỗ đến, tốt bốn người các ngươi lão gia hỏa, các ngươi là muốn cùng Hà gia chúng ta đối nghịch. Các ngươi sẽ liên lụy tông môn của mình, các ngươi chờ đó cho ta. Cái kia bốn cái cùng Diệp Thần Phong bọn hắn đứng ở đồng nhất trách lão đầu, thần sắc trên mặt bọn họ là một trận khó coi. Chỉ là tại Hà Trung Biển tiếng nói vừa vặn hạ xuống thời khắc. Tại bên trong thế giới nhỏ này, bỗng nhiên vang lên một đạo trầm muộn âm thanh, hoan nghênh đi tới bản đế hầm mộ, xem ra các ngươi đã làm tốt chuẩn bị phải cho bản đế chôn cùng. Hảo hảo ở tại nơi này hưởng thụ đi. Đạo này trầm muộn âm thanh âm vang lên quá đột ngột rồi, Diệp Thần Phong đám người nhìn chung quanh, căn bản xuất hiện không được âm thanh này khởi nguồn. Chính lúc này, Diệp Thần Phong bọn hắn nơi đó một bên mặt đất đột nhiên chấn động lên. Từ đằng xa có cuồn cuộn bụi bặm không ngừng tràn ngập tại trong không khí. Khi nhìn rõ sở trong bụi đất cảnh tượng sau đó Diệp Thần Phong bọn họ là biến sắc mặt, tại trong bụi đất chính là từng con cả người màu xanh lá châu hoang, những này châu hoang toàn bộ là trợn mắt trừng trừng, từ trên người của bọn nó bạo đã xuất thần đế cảnh sơ kỳ thật khí thế. Này chính là hỗn độn thời đại một loại yêu thú, tính khí cực độ táo bạo mà lại khát máu, lao nhanh hướng về Diệp Thần Phong bọn hắn tấn công tới. Xem quy mô tối thiểu có mấy chục con nhiều. Quan trọng nhất là hiện tại Diệp Thần Phong bọn hắn bị áp chế tu vi, đừng nói là đối phó thần đế cảnh sơ kỳ yêu thú, coi như là thần đế cảnh sơ kỳ bên dưới yêu thú, bọn hắn cũng không đối phó được. Một bên khác Hà Trung Biển cùng Hà Đông Phúc bọn hắn nhìn thấy Diệp Thần Phong phía bên kia tình huống, bọn hắn khóe miệng lập tức hiện lên cười gằn. Hà Trung Biển quát lên, xem ra không dùng tới bốn người các ngươi động thủ. Không cách nào bắt sống Ngô Phong dỗi dành bọn hắn, để cho bọn họ tử vong cũng không tệ, bốn người các ngươi liền vì bọn họ chôn cùng đi. Cái kia bốn cái cùng Diệp Thần Phong bọn hắn đứng chung một chỗ lão đầu nhi, trong lòng bọn họ đối Hà Trung Biển là phản cảm giác tới cực điểm, chỉ là mặt với trước mắt này mấy chục con thần đế cảnh sơ kỳ yêu thú, bọn họ đích xác là chắc chắn phải chết rồi. Lão Bạch cùng lão Hắc trong con ngươi vẻ mặt nghiêm túc cực kỳ, mà Diệp Thần Phong lại nhún nhún vai. Hắn liếc mắt nhìn Hà Trung Biển, nói, muốn để cho chúng ta chết. Chỉ sợ ngươi phải thất vọng. Chỉ thấy Diệp Thần Phong bàn tay phải một phen. Thanh viêm nhất thời từ bàn tay của hắn bên trong sông ra, bây giờ thanh viêm đã là lục sắc hỏa diễm, hơn nữa cường độ có thần đế cảnh trung kỳ rồi. Thanh viêm không phải người tu luyện, nhiệt độ của nó đương nhiên sẽ không bị áp chế rồi. Diệp Thần Phong ngón tay búng một cái. Thanh viêm nhất thời hướng về đàn châu lướt tới, phàm là được thanh viêm nhiễm đến yêu thú, thân thể của bọn họ hội trong khoảnh khắc hóa thành cho tàn. Yêu đốt cháy chết thần đế cảnh sơ kỳ yêu thú, đây đối với thanh viêm tới nói quả thực là dễ như ăn bánh. Nguyên bản mấy chục con thế tới hung hăng thần đế cảnh sơ kỳ yêu thú, lấy mắt trần có thể thấy độ tại giảm bớt, thẳng đến cuối cùng một đầu cũng không còn. Màn ánh sáng màu xanh lam một bên khác Hà Trung Biển bọn họ là trợn tròn mắt. Bọn hắn nơi đó một bên mặt đất cũng đột nhiên bắt đầu run rẩy, từ bọn hắn nơi đó một bên cũng xuất hiện mấy chục con thần đế cảnh sơ kỳ lục ngưu yêu thú. Hà Trung Biển bọn hắn nhất thời mặt như màu đất, như cùng là nuốt đại. Liền như thế, Diệp Thần Phong bình thản nói ra, thật bất hạnh, xem ra cuối cùng muốn chết không phải chúng ta. Bất quá, các ngươi Hà gia đường đường thượng giới bá chủ cấp gia tộc, các ngươi lại là Hà gia trưởng lão. Các ngươi nhất định là thủ đoạn thông thiên a. Này vài con nghé con, tại trong mắt các ngươi liền cái chả là cái cóc khô gì chứ? Chương 2719, vạch trần âm mưu. Đối mặt mấy chục con thần đế cảnh sơ kỳ lục ngưu yêu thú. Lại nghe được Diệp Thần Phong lời nói trêu đùa, Hà Trung Biển cùng Hà Đông Phúc bọn người thân thể bên trong nháy mắt huyết khí dâng lên, nhưng bây giờ tự thân tu vi được chế trụ. Bọn hắn không rảnh cùng Diệp Thần Phong đám người múa mép khua môi rồi, lần sau bọn hắn cũng không có thiên địa chi hỏa, cho dù trên người có bảo vật, cũng lại yêu cầu linh khí kích thích.
Hà Trung Biển ra mặt không ngừng co quắp, hắn từ trong lòng lấy ra một khối màu đen ngọc bội, trong con ngươi tràn đầy tiếc nuối vẻ mặt. Khối này màu đen ngọc bội chính là Hà gia lão tổ Hà Không Thắng ban thưởng cho hắn, chỉ cần đem bóp vỡ ngọc bội, không cần hướng về trong đó truyền vào linh khí, tại bốn phía là có thể hình thành một tầng linh khí phòng hộ. Bực này linh khí phòng hộ có thể chống đỡ thần đế cảnh cường giả đỉnh cao công kích, quan trọng nhất là khối ngọc bội này kích không cần linh khí, tại lúc khẩn cấp quan trọng nhưng là có thể cứu mạng. Lại nói khối này màu đen ngọc bội là Hà Không Thắng ban thưởng cho hắn, đối với Hà Trung Biển tới nói là một loại vô thượng vinh diệu, nhưng bây giờ vì bảo mệnh, ngoại trừ bóp nát khối ngọc bội này không còn cách nào khác rồi. Mắt thấy mấy chục con lục ngưu yêu thú là càng ngày càng gần, mặt đất chấn động tần suất cũng càng lúc càng lớn. Một tiếng. Hà Trung Biển cắn răng một cái, đưa bàn tay màu đen ngọc bội cho bóp nát, một tầng màu đen linh khí nhất thời bao phủ lại hắn và Hà Đông Phúc, còn có sáu mặt khác tên thượng giới cường giả. Tầng này kết giới chỉ có thể duy trì thời gian nửa canh giờ, cho nên tại kết giới hình thành trong nháy mắt, Hà Trung Biển liền nói chúng ta lập tức rời đi nơi này. Trước lúc ly khai, Hà Trung Biển hung hăng liếc mắt nhìn Diệp Thần Phong, trong tròng mắt của hắn là sát khí đều lộ. Tầng này kết giới là có thể theo kích người đồng thời di động, mà không phải cố định tại một địa phương. Hà Đông Phúc đám người toàn bộ đi theo Hà Trung Biển đi về phía trước, những thần đế cảnh đó sơ kỳ lục ngưu yêu thú, chúng nó xung kích tại kết giới bên trên sau, tại kết giới thượng cả cái gì một điểm gợn sóng cũng không có hình thành, căn bản là không cách nào xông ra tầng này kết giới. Hà Trung Biển đám người là một đường liên tục hướng phía trước hành tẩu, thẳng đến cuối cùng chậm rãi biến mất ở Diệp Thần Phong đám người trong tầm mắt. Màn ánh sáng màu xanh lam một bên khác. Diệp Thần Phong, Lão Bạch cùng Lão Hắc đám người không nghĩ tới Hà Trung Biển trên người còn có một khối không cần linh khí kích thích ngọc bội, thật đúng là bị bọn hắn đã tránh được một kiếp. Cùng Diệp Thần Phong bọn hắn đứng chung một chỗ bốn cái thần đế cảnh hậu kỳ lão đầu nhi, bọn hắn đang trầm mặc một lát sau. Vừa vặn nói chuyện áo xám lão giả trước tiên tự giới thiệu mình một phen, còn lại ba tên lão giả thấy thế, bọn hắn cũng dồn dập tự báo ra môn. Đang nhìn đến Thanh Viêm Power sau, bọn hắn hôm nay là kinh hồn táng đảm, dù sao tu vi của bọn họ được chế trụ, Thanh Viêm yếu đốt cháy giết hắn nhóm quả thực là vô cùng dễ dàng. Tên kia áo xám lão giả tên là Phùng Đức Nguyên, hắn chính là thượng giới Thiên Huyễn Tông đại trưởng lão, một người khác sơ lược mập lão đầu gọi Sáu Thành Anh. Hắn là thượng giới tinh lôi cốc nhị trưởng lão, còn có một tên trên cằm có viên đại nốt ruồi lão đầu gọi Cao Hoa Bằng. Hắn là thượng giới Vân Hải Cung đại trưởng lão, cực kỳ có một tên thân thể thấp bé lão đầu gọi Hồ Thiên Võ. Hắn là thượng giới Thiên Nguyệt Cửa Tam trưởng lão. Vừa vặn Hà Trung Biển lộ ra vẻ mặt đó, này làm cho Phùng Đức Nguyên, Sáu Thành Anh, Cao Hoa Bằng cùng Hồ Thiên Võ bên trong phi thường không sảng khoái. Bọn hắn tông môn ở thượng giới tốt xấu cũng coi như là nhất lưu thế lực rồi. Trái lại bốn người bọn họ lão đầu đối Diệp Thần Phong là rất có hảo cảm, trước đó có thể từ hỗn độn ma đế chủ mộ thất bên trong trốn ra được, này may mắn mà có Diệp Thần Phong, vừa vặn đối mặt nhiều như vậy lục ngưu yêu thú, cũng coi như là Diệp Thần Phong cứu bọn hắn một mạng. Nói thật, bọn hắn đối Diệp Thần Phong cũng không biết, sở dĩ sẽ cùng Hà gia đồng thời liên thủ, hoàn toàn là xem ở Hà gia là bá chủ cấp gia tộc trên mặt mũi, nhưng xuất hiện tại ý nghĩ của bọn họ sinh một chút thay đổi. Phùng Đức Nguyên đối với Diệp Thần Phong chắp tay, nói tiểu huynh đệ, đa tạ ngươi xuất thủ cứu giúp rồi, Hà Trung Biển cùng Hà Đông Phúc cũng chỉ là ra vẻ đạo mạo ra hỏa mà thôi. Sáu Thành Anh cũng nói, tiểu huynh đệ, Hà gia đối với ngươi rơi xuống hai lần lệnh truy nã, ngươi có phải không thật sự cùng thiên ngoại ma vật có quan hệ? Cao Hoa Bằng cùng Hồ Thiên Võ cũng nhìn xem Diệp Thần Phong, trước mắt lục ngưu yêu thú giải quyết xong, chu vi cũng không có nguy hiểm nhô ra. Này để cho bọn họ là hơi chút thả khinh buông lỏng một chút. Diệp Thần Phong không tự chủ nhún nhún vai, nếu như vừa vặn Phùng Đức Nguyên bọn người tuyển chọn đối với bọn họ động thủ, như vậy Diệp Thần Phong tuyệt đối sẽ không đối với bọn họ nương tay, bây giờ xem ra này bốn cái lão gia hỏa vẫn có chút điểm mấu chốt. Liên quan với Hà Không Thắng âm mưu sự tình, Diệp Thần Phong một mực không có công khai, liền ngay cả Lão Bạch cùng Lão Hắc cũng không rõ ràng. Dù sao Lão Bạch cùng Lão Hắc mới vừa vặn cùng Diệp Thần Phong gặp gỡ, cũng không có thời gian đối hai người bọn họ nói rõ tường tận. Mặc kệ công bố cái này âm mưu sẽ có hay không có dạng người tin, bây giờ nhìn lại cũng là thời điểm đối với hắn dư tông môn nói ra, muốn đối phó Hà gia,
Diệp Thần Phong yêu cầu thượng giới còn lại tông môn trợ lực. Diệp Thần Phong đã trầm mặc mấy giây sau đó chậm rãi mở miệng, ta là cùng thiên ngoại ma vật có quan hệ. Nghe được câu này sau, Cao Hoa Bằng đám người sắc mặt đột nhiên biến đổi, bọn hắn lập tức lộ ra phòng bị vẻ. Nhưng ngược lại, Diệp Thần Phong lại nói, bất quá, là ta đã thu phục được những ngày kia ngoại ma vật, bây giờ bọn hắn toàn bộ nghe lệnh của ta. Ta nghĩ hà ra một cái sự tình, các ngươi hội càng thêm cảm giác hứng thú. Bây giờ toàn bộ thần nguyên giới thượng giới, bên trong giới cùng hạ giới, toàn bộ đang bị một loại màu đỏ hoa văn tại lan tràn, nếu như loại này màu đỏ hoa văn triệt để che kín toàn bộ thần nguyên giới, như vậy phàm là tại màu đỏ hoa văn bên trong người, toàn bộ sẽ trong nháy mắt biến thành một vũng máu, mà sức mạnh của bọn họ sẽ thông qua hoa văn, chảy vào đến hà không thắng trong cơ thể. Đây chính là hà không thắng âm mưu, loại này lan tràn hướng về toàn bộ thần nguyên giới màu đỏ hoa văn. Trong tình huống bình thường liền ngay cả thần đế cảnh cường giả đỉnh cao cũng xuất hiện không được. Hà không thắng muốn dùng toàn bộ thần nguyên giới người tu luyện, dùng này đến khiến hắn một lần bước vào vĩnh sinh cảnh. Diệp Thần Phong nói lời kinh người. Không chỉ có Phùng Đức Nguyên, Sáu Thành Anh, Cao Hoa Bằng cùng Hồ Thiên Võ sững sờ rồi, liền ngay cả Lão Bạch cùng Lão Hắc trên mặt bọn họ cũng che kín khó có thể tin. Lão Bạch Ngô Phong dỗi rảnh cau mày nói, tiểu gia hỏa. Loại này tăng cao thực lực phương pháp xử lý, ta đã từng nhìn thấy tại một bản cổ tịch thượng mơ hồ nhắc qua, chỉ là không nghĩ tới Hà không thắng dĩ nhiên nắm giữ phương pháp này. Hồ Thiên Võ cũng mở miệng, sắc mặt hắn nghiêm nghị cực kỳ, hắn trên căn bản tin tưởng Diệp Thần Phong nói là sự thật, của ta lão tổ đã từng cũng vô ý giữa nhắc qua loại này tăng cao thực lực phương pháp xử lý, nếu như tất cả những thứ này là thật sự, nào như vậy khoảng không thắng quả thực là tang tâm bệnh cuồng. Vì để cho chính mình đến sống mãi, hắn lại muốn dùng hy sinh toàn bộ thần nguyên giới để đánh đổi. Một bên Lâm Vũ Nhu cùng Lâm An Hạo, bọn hắn hoàn toàn là chen miệng vào không lọt rồi, chỉ là yên lặng nghe, bọn hắn đã lâm vào dại ra bên trong rồi. Nếu như nói Diệp Thần Phong không hữu hiện cái này âm mưu, như vậy bọn hắn vô cùng có khả năng tại tương lai một ngày nào đó, bỗng nhiên không hiểu ra sao liền biến thành một vũng máu rồi. Nghĩ đến đây. Hai người bọn họ không khỏi một thân mồ hôi lạnh. Chương 2720, hấp thu, thiên đạo chi lực. Đối với Diệp Thần Phong chỗ nói cái này âm mưu. Lão Bạch cùng Lão Hắc bọn hắn tự nhiên là tuyệt đối tin tưởng. Bởi vì Hồ Thiên Võ cũng biết loại này tăng cao thực lực phương pháp xử lý, cho nên cũng chứng minh rồi chỉ ít cái biện pháp này không phải Diệp Thần Phong vô căn cứ đi ra ngoài. Hồ Thiên Võ, Phùng Đức Nguyên. Sáu Thành Anh cùng Cao Hoa Bằng bọn hắn đã tin tưởng hơn một nửa, nhưng yếu bọn hắn hoàn toàn tin tưởng, còn cần rời đi nơi này sau đó tiến một bước chứng thực mới được. Phùng Đức Nguyên ngữ khí ngưng trọng nói ra, Hà gia nhưng là thượng giới bá chủ cấp gia tộc, mà Hà không thắng cũng là cả thần nguyên giới trí cao mà tồn tại. Hắn dĩ nhiên vì muốn đến sống mãi, liền như thế không chừa thủ đoạn nào, nếu như tất cả những thứ này đều là thật, nào như vậy ra liền người người phải trừ diệt rồi. Sáu Thành Anh cùng Cao Hoa Bằng cũng nhẫn không ngừng gật đầu tán thành Phùng Đức Nguyên theo như lời nói. Lão Bạch cùng Lão Hắc không có lại mở miệng rồi, khi biết Hà không thắng cái này âm mưu sau đó hai người bọn họ có vẻ tâm sự nặng nề. Diệp Thần Phong nói ra, chúng ta ở nơi này khắp nơi đi đi đi. Xem có thể hay không tìm tới rời đi nơi này lối thoát. Đối với đề nghị của Diệp Thần Phong, những người còn lại tự nhiên là không có ý kiến. Đoàn người tại tiểu thế giới này bên trong hành tẩu lên, có trước đó thần đế cảnh sơ kỳ lục ngưu yêu thú, sau đó bọn hắn toàn bộ biến được cẩn thận từng ly từng tí lên, bất cứ lúc nào đều tại chú ý chung quanh gió thổi cỏ lay. Hướng về tiểu thế giới này mặt nam đi lại ước chừng sau một tiếng, Diệp Thần Phong bọn hắn căn bản không có bất kỳ xuất hiện, liền ngay cả một con yêu thú cũng không có gặp. Tất cả những thứ này có vẻ làm không bình thường, dù sao trước đó bỗng nhiên vang lên cái kia một thanh âm. Nhưng là phải để cho bọn họ ở nơi này chôn cùng. Cho nên, chu vi trở nên bình tĩnh như vậy, thậm chí ngay cả một điểm nguy hiểm cũng không có, vậy thì cực kỳ cổ quái. Nơi này toàn bộ tiểu thế giới đều xem như là hỗn độn yêu đế hầm mộ rồi, chỉ là không biết hỗn độn yêu đế đến cùng được chôn cất ở tiểu thế giới này cái gì phương vị. Tu vi bị hạn chế ở Diệp Thần Phong đám người, lực cảm giác của bọn hắn không cách nào khuếch tán ra. Chỉ có thể dựa vào vận khí ở nơi này hành tẩu. Giờ khắc này,
Diệp Thần Phong bọn hắn thân ở một cái rừng cây rậm rạp bên trong. Cái này trong rừng cây tính có thể, trừ bọn họ ra hành tẩu tiếng bước chân ở ngoài, dĩ nhiên nghe không đến bất kỳ còn lại một chút thanh âm. Bỗng nhiên trong lúc đó, Diệp Thần Phong cùng Lão Bạch bước chân của bọn họ toàn bộ dừng lại, bọn hắn vừa vặn đi tới chỗ này rừng cây chính giữa giữa, chỉ thấy nếu như xa hơn nơi sâu xa đi tới lời nói, tại trước mặt bọn họ không gian toàn bộ thay đổi. Tại trước mặt bọn họ nơi càng sâu rừng cây, toàn bộ bao phủ ở một loại màu đen nhạt bên trong. Mặc dù không có tiến vào này màu đen nhạt bên trong, nhưng Diệp Thần Phong bọn hắn có thể cảm giác được này màu đen nhạt bên trong tuyệt đối không đơn giản, nhìn như là gió bình sóng tận, kỳ thực e sợ khắp nơi đều tràn đầy nguy hiểm. Diệp Thần Phong muốn cái thứ nhất bước vào trong đó, đã bị Lão Bạch cùng Lão Hắc cho ngăn lại. Tiểu gia hỏa, để cho chúng ta đi vào tìm tòi hư thực đi. Chúng ta là sư phụ của ngươi, cho ngươi đi mạo hiểm, này để cho chúng ta nét mặt già nua hướng về nơi nào đặt. Lão Bạch Ngô Phong dỗi rảnh nói ra. Tại Lão Bạch tiếng nói vừa vặn hạ xuống thời khắc, hắn và Lão Hắc hai cái liền đi vào được màu đen nhạt bao phủ trong không gian. Bọn hắn tại bước vào trong đó sau đó bỗng nhiên cảm giác đối với bọn họ tu vi hạn chế lực toàn bộ biến mất rồi, nhưng chả không chờ bọn họ tới kịp cao hứng. Này màu đen nhạt không gian bên trong, đột nhiên tạo thành từng đạo kinh tâm động phách sức mạnh. Những sức mạnh này chi trong tràn đầy cực hạn phá hủy lực lượng, một mạch hướng về Lão Bạch cùng trên người Lão Hắc bắt chuyện. Tuy nói tu vi khôi phục, bọn hắn cũng đang quanh thân lập tức triển khai phòng hộ, nhưng là bọn hắn linh khí phòng hộ trong nháy mắt liền bị phá ra rồi. Cuối cùng từng đạo kinh tâm động phách sức mạnh toàn bộ đánh vào Lão Bạch cùng Lão Hắc trên người, khiến cho bọn hắn hai cái là da chóc thịt bong. Cả người trong nháy mắt được tiên huyết cho che kín, liền ngay cả bọn hắn xương cốt toàn thân thượng cũng xuất hiện từng đạo vết rạn nứt. Bị nghiêm trọng thương thế Lão Bạch cùng Lão Hắc lập tức thối lui ra khỏi được màu đen nhạt bao phủ địa phương. Khụ khụ, khụ khụ. Từ cổ họng của bọn hắn bên trong ho ra từng ngụm tiên huyết, hai người bọn họ trên mặt là lòng vẫn còn sợ hãi. May là, cái kia một đạo đạo lực lượng không phải liên tiếp không ngừng, bọn hắn mới có cơ hội lui ra ngoài. Lão Hắc Giang Vận Thiên nói, tiểu tử, ở trong đó sinh ra chính là thiên đạo chi lực, đây là một loại cực kỳ đặc thù sức mạnh, căn bản là không thể được người tu luyện hấp thu, xem ra chúng ta nhất định muốn đi đường vòng mà được rồi, dựa theo trong đó sức mạnh, coi như là thần đế cảnh đỉnh phong, cũng ở bên trong không kiên trì được bao lâu. Diệp Thần Phong không có mở miệng, vừa vặn tại màu đen nhạt bao phủ địa phương xuất hiện này cái gọi là thiên đạo chi lực lúc. Diệp Thần Phong có một loại phi thường cảm giác kỳ dị, hắn muốn đi vào nhìn một chút, ta muốn đi vào một chuyến mới hết hy vọng, ta sẽ đúng lúc lui ra ngoài. Lão Bạch cùng Lão Hắc rõ ràng Diệp Thần Phong tính cách, bọn hắn biết Diệp Thần Phong muốn đi vào trong đó, như vậy thế tất yếu tiến vào một lần mới sẽ thỏa mãn, bất quá, căn cứ vừa vặn sinh ra động tĩnh, chỉ phải kịp thời lui ra ngoài liền tuyệt đối sẽ không có nguy hiểm đến tính mạng. Phùng Đức Nguyên cùng Lâm Vũ Nhu đám người không rõ vì sao nhìn xem Diệp Thần Phong, vừa vặn được màu đen nhạt bao phủ không gian, trong đó đáng sợ là ở rõ ràng bất quá, bọn hắn không nghĩ ra Diệp Thần Phong tại sao chả muốn đi vào trong đó. Ở trong lòng bọn họ sản sinh nghi ngờ thời điểm, Diệp Thần Phong đã là bước chân vào được màu đen nhạt bao phủ trong không gian. Hắn tại bước vào trong đó sau. Cùng Lão Bạch, Lão Hắc gặp phải tình huống như thế. Tu vi của hắn cũng không bị áp chế. Rất nhanh từng đạo kinh tâm động phách sức mạnh lần nữa hình thành, lấy cực nhanh độ hướng về Diệp Thần Phong oanh kích mà đi. Diệp Thần Phong tại quanh thân hình thành tầng phòng hộ căn bản không có nổi chút tác dụng nào, trực tiếp được cái này từng đạo sức mạnh cho phá tan rồi. Nhận được những sức mạnh này công kích sau đó Diệp Thần Phong trên người tuy nói cũng là da chóc thịt bong, xương xuất hiện không giống trình độ vỡ vụn. Thế nhưng những sức mạnh này lại một mạch chậm rãi được dẫn dắt đã đến thức hải của hắn bên trong. Đi ngang qua hắn bốn mảnh mạnh mẽ thức hải bốc lên, những này không cách nào được người tu luyện hấp thu thiên đạo chi lực, dĩ nhiên đang chậm rãi được chuyển hóa thành người tu luyện có thể hấp thu sức mạnh. Hơn nữa loại này được chuyển hóa sức mạnh, Diệp Thần Phong có thể trong nháy mắt đem hắn toàn bộ hấp thu, hắn có thể rõ ràng cảm giác được khí thế của mình tại nâng lên thăng. Cảm thấy được điểm này sau đó Diệp Thần Phong liều mạng thượng đau nhức kịch liệt, hắn nhưng vẫn là đứng ở được màu đen nhạt bao phủ không gian bên trong. Sau đó, làn sóng thứ hai khủng bố thiên đạo chi lực lại tới,
những này thiên đạo chi lực toàn bộ là không chút khách khí đã rơi vào Diệp Thần Phong trên người, này thúc đẩy trên người của hắn huyết nhục hoàn toàn không ra dáng tử rồi, hơn nữa xương vỡ vụn chính là càng thêm nghiêm trọng. Tuy nói Diệp Thần Phong trên mặt biểu lộ là thống khổ, thế nhưng trong lòng của hắn lại là dị thường hưng phấn. Bởi vì hắn tăng cao thực lực có hy vọng rồi. Phía ngoài lão Bạch Ngô Phong dỗi rảnh cùng lão Hắc Giang Vận Thiên, bọn hắn nhìn thấy Diệp Thần Phong dĩ nhiên có thể hấp thu thiên đạo chi lực, bọn họ là cười khổ lắc lắc đầu, bọn hắn tên đồ đệ này nhưng là một mực không đi đường thường. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 136.